Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố. Diệp Thần Phong. Chương 1741, loạn điểm Nguyên Ương Phổ. Diệp Thần Phong không có thi triển thần thú phá thiên cùng lôi đình giết. Thần thú phá thiên là hỏa chi kiếm ý dung hợp phượng hoàng áo nghĩa cùng kỳ lân áo nghĩa, hai loại áo nghĩa muốn so băng long áo nghĩa cấp thấp một chút, bất quá, hai loại áo nghĩa cùng cộng lại nhưng là muốn so băng long áo nghĩa cường hãn. Cho nên thần thú phá thiên power muốn so long tường cửu thiên mạnh hơn một chút. Về phần lôi đình sát tắc là lấy ra trong óc cửu thiên huyền lôi sức mạnh, này cửu thiên huyền lôi sức mạnh hội càng rút càng ít, Diệp Thần Phong cũng không muốn đem lôi đình giết lãng phí ở loại địa phương này rồi. Trước đây không lâu cùng Thủy Vinh Sinh đối chiến thời điểm, Diệp Thần Phong liên tục rút lấy 16 lần cửu thiên huyền lôi, lúc đó tình huống khẩn cấp, kỳ thực Diệp Thần Phong bàn tay năng lực chịu đựng còn chưa có tới cực hạn. Hắn hẳn là vẫn có thể lại lấy ra mấy lần cửu thiên huyền lôi, nếu như là sử dụng tới cực hạn lôi đình giết, như vậy hay là hắn liền có cùng niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả một trận chiến thực lực. Bất quá, cực hạn lôi đình giết không thể liên tục thi triển, bằng không Diệp Thần Phong thủ trưởng sẽ không chịu nổi. Diệp Thần Phong không cần thiết tại Giang Nguyên Thành trước mặt quá khoe khoang rồi, chỉ muốn thông qua khảo hạch là được rồi. Nhưng cho dù Diệp Thần Phong chỉ thi triển long tường cửu thiên cùng thập giai bất khuất kiếm ý, này tại Giang Nguyên Thành trong mắt cũng ghê gớm rồi, phải biết Diệp Thần Phong mới chỉ là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Quá rồi tốt sau một hồi lâu, Giang Nguyên Thành mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt hoàn toàn thay đổi, hắn là càng xem Diệp Thần Phong càng vừa mắt, trong đầu hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, Tô Nha Đầu không phải vẫn không có đối tượng đó sao? Tại Giang Nguyên Thành xem ra Diệp Thần Phong tuyệt đối xứng với Tô Băng Vân rồi. Tuy rằng hai người tuổi tác kém rất nhiều, nhưng là đối với bọn hắn niết bàn cảnh người tu luyện tới nói, tuổi tác căn bản cũng không phải là vấn đề. Giang Nguyên Thành càng nghĩ càng thấy được có thể được, khóe miệng hắn lộ ra một vệt thâm trầm nụ cười, nói ra, Thần Phong, rất tốt, người rất tốt, về sau chúng ta chính là người một nhà, ta hiện tại liền mang theo các ngươi lên Thiên Âm Môn. Giang Nguyên Thành vừa vặn trả xưng hô Diệp Thần Phong vì tiểu tử, bây giờ đổi giọng vì Thần Phong rồi. Lần sau hắn cũng nhìn ra được Bạch Tiểu Nhu đối Diệp Thần Phong có một loại nào đó tình cảm, bất quá. Dưới cái nhìn của hắn một cái chân chính có thực lực cường giả, ủng có mấy người phụ nhân là chuyện đương nhiên. Diệp Thần Phong đem Thanh Vân Kiếm thả lại trên lưng, hắn nhìn xem cũng không hề tức giận, trái lại trở nên càng thêm khách khí Giang Nguyên Thành. Hắn luôn cảm giác quái chỗ nào quái, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Diệp Thần Phong cũng không tiện đi lấy khởi vừa vặn Giang Nguyên Thành đã nói yếu bái ông ta làm thầy lời nói. FQ. Giang Nguyên Thành cực kỳ nhiệt tình đem Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu mời ra gian nhà, hơn 20 tuổi nắm giữ luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thực lực, hơn nữa sức chiến đấu lại có thể so với niết bàn cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, nhân vật bực này tương lai tuyệt đối có thể đứng lên địa huyền giới đỉnh phong. Giang Nguyên Thành trực tiếp truyền âm cho canh gác cửa thành hai tên luân hồi cảnh cường giả, để cho bọn họ thanh diệp cửa đệ tử mời vào Thiên Âm Thành bên trong. Hai tên luân hồi cảnh cường giả đang nghe được Giang Nguyên Thành truyền âm sau đó bọn hắn lập tức để đứng ngoài cửa thành diệp môn đệ tử tiến vào Thiên Âm Thành bên trong. Mà những kia đứng ngoài cửa thành không có thông qua khảo hạch, hay hoặc giả là trong lúc nhất thời đang do dự có muốn hay không lập tức tham gia khảo hạch tông môn. Bọn hắn thấy Diệp Môn dĩ nhiên thông qua được khảo hạch. Bọn hắn lập tức khó chịu lý luận lên. Chuyện gì thế này, mới vừa đi vào khảo hạch chỉ là một cái luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Còn có một cái luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ người, bọn hắn làm sao có khả năng thông qua khảo hạch. Đúng, chính là, bọn hắn khẳng định liền cấp thấp nhất khảo hạch cũng không qua lọt, này không công bằng, chuyện này căn bản là không công bằng. Ai nói không công bình, cho ta lập tức đứng ra, ta Giang Nguyên Thành đối mặt ai cũng đối xử bình đẳng, Diệp Môn đích thật là thông qua khảo hạch. Nếu như các ngươi lại kêu loạn rầm rĩ, như vậy đừng trách ta không khách khí. Hôm nay không lại tiếp nhận bất luận tông môn gì khảo hạch. Giang Nguyên Thành thanh âm từ trong cửa thành truyền ra, hắn thời khắc đều chú ý thành động tĩnh ngoài cửa đây. Từng trận niết bàn cảnh chấn động vang vọng ở ngoài cửa thành. Này làm cho hết thảy tông môn cũng không dám lại nói lung tung. Tại diệp cửa đệ tử tiến vào Thiên Âm Thành bên trong sau đó Giang Nguyên Thành cười nói, Thần Phong, Thiên Âm Thành cùng Thiên Âm Môn trong lúc đó tuy rằng không xa, nhưng cũng là cách xa nhau một khoảng cách,
ngươi cùng ta trước tiên lợi dụng truyền tống trận đi hướng Thiên Âm Môn. Truyền tống trận này có thể truyền người đưa có hạn, học cho ngươi đệ tử, ta sẽ an bài người đưa bọn hắn thượng Thiên Âm Môn, ngươi xem coi thế nào. Diệp Thần Phong không có từ chối Giang Nguyên Thành đề nghị này, hắn để Diệp Môn đệ tử trước tiên lưu tại Thiên Âm Thành, các loại sẽ tự nhiên có người đến mang lĩnh bọn hắn đi hướng Thiên Âm Môn, mà hắn và Bạch Tiểu Nhu thì là theo chân Giang Nguyên Thành tiến vào truyền tống trận bên trong. Thiên Âm Thành cùng Thiên Âm Môn trong lúc đó xây dựng một cái tiểu hình truyền tống trận, từ Thiên Âm Thành bên trong truyền tống trận, có thể mang người truyền tống đến Thiên Âm Môn trên quảng trường, đồng dạng Thiên Âm Môn trên quảng trường truyền tống trận cũng có thể đem người truyền tống đến Thiên Âm Thành. Tại truyền tống trận mở ra sau đó chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, Diệp Thần Phong đám người hoàn cảnh chung quanh liền biến rồi, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh to lớn trên quảng trường. Tại Diệp Thần Phong đám người đến quảng trường không bao lâu, có ba cái lão giả trong nháy mắt xuất hiện, một tên trong đó tóc trắng đầy đầu lão giả, hắn nói ra, Giang Nguyên Thành, ngươi làm sao thời điểm này trở về rồi? Lại vẫn mở ra truyền tống trận. Này ba cái lão giả chính là Thiên Âm Môn mặt khác ba tên thái thượng trưởng lão, bọn hắn vừa vặn cảm thấy Giang Nguyên Thành khí tức, hắn liền lập tức đi tới trên quảng trường. Cái này tóc trắng đầy đầu lão giả tên là Đinh Viễn Miển. Thực lực tại Niết Bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, một cái khác mặc áo đen bà lão, tên của nàng gọi là Ngựa Dung Hoa, thực lực tại Niết Bàn cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ, một tên sau cùng lão đầu tên là Lý Khiếu Văn, thực lực tại Niết Bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ. Giang Nguyên Thành cười ha hả hướng về này ba tên thái thượng trưởng lão đi tới, hắn trả thuận tay bố trí một cái cách âm kết giới, để Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu không cách nào nghe được bọn hắn nói chuyện. Chỉ thấy đang ở cách âm trong kết giới Đinh Viễn Miển, Ngựa Dung Hoa cùng Lý Khiếu Văn, bọn hắn khi nghe đến Giang Nguyên Thành tự thuật sau đó ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng nhìn xem Diệp Thần Phong, Đinh Viễn Miển, Lý Khiếu Văn hai cái này lão đầu, Mã Vinh Hoa bà lão này, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên càng ngày càng hiền lành rồi. Rất nhanh, cách âm kết giới được triệt hồi rồi, mà đúng lúc này, Thiên Âm Môn Tông chủ Tô Băng Vân cũng xuất hiện tại trên quảng trường. Làm nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm, trong con ngươi xinh đẹp của nàng không khỏi tốt biến một vệt, liền bản thân nàng cũng không có phát hiện mừng rỡ, tiếp lấy, trong con ngươi xinh đẹp của nàng lại tràn đầy khiếp sợ. Diệp Thần Phong không có ẩn giấu thực lực, luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thực lực, Tô Băng Vân là cảm giác rõ rõ ràng ràng. Tô Băng Vân hướng về bốn vị thái thượng trưởng lão lên tiếng chào hỏi sau đó người xuất hiện tại Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu trước mặt. Bạch Tiểu Nhu phảng phất cảm thấy một tia uy hiếp, giống như là có người muốn đem nàng Diệp đại ca cướp đi, người ôm Diệp Thần Phong càng chặt hơn một ít. Tô Băng Vân lạnh lẽo tuyệt đẹp trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, người môi rung rung một cái, nói ra, ngươi không chết. Tô Băng Vân không quá rành trưởng giao thiệp với người, đặc biệt là nam nhân, cho nên nàng do dự một lát sau, người hỏi ra câu này rất tẻ ngắt lời nói. Diệp Thần Phong nhún nhún vai. Ánh mắt không khỏi nhìn qua Tô Băng Vân thủy nhuận môi, dù sao lúc trước hắn nhưng là cùng Tô Băng Vân miệng đối miệng, mà Tô Băng Vân có Niết Bàn cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực đây. Người rõ ràng cho thấy cảm giác được Diệp Thần Phong ánh mắt, tim đập của nàng không hăng hái thêm nhanh hơn một chút. Có thể nói Tô Băng Vân chưa từng có yêu thích qua bất kỳ người đàn ông nào đây. Người cũng không biết cái gì gọi là luyến ái tư vị. Diệp Thần Phong thu hồi ánh mắt nói ra, đương nhiên. Ta không phải thật tốt đứng ở chỗ này mà. Bốn vị thái thượng trưởng lão trong, thực lực mạnh nhất Lý Khiếu Văn, hắn nhìn hướng Diệp Thần Phong, hỏi, ngươi gọi Diệp Thần Phong chứ? Như vậy ta gọi ngươi Thần Phong rồi, ngươi cảm giác Tô nha đầu thế nào? Tô Băng Vân không biết Lý Khiếu Văn tại sao phải hỏi như vậy. Mà Diệp Thần Phong cũng không biết Lý Khiếu Văn dở trò quỷ gì. Bất quá, Diệp Thần Phong vẫn là hồi đáp, Tô Tông Chủ không sai a hát. Vừa đẹp đẽ, thực lực lại mạnh. Ngựa Dung Hoa lập tức cười nói, ta đã nói rồi. Không có ai sẽ không thích Tô nha đầu, như vậy chuyện này cứ như vậy định xuống. Giang Nguyên Thành cười ha hả vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai, nói ra, Thần Phong, nói như vậy ngươi chắc chắn sẽ không từ chối làm Tô nha đầu nam nhân chứ. Về sau chúng ta nhưng thật là người một nhà. Đinh Viễn Miển đối với Tô Băng Vân, nói ra, Tô nha đầu. Giang Nguyên Thành đã khảo hạch qua Thần Phong rồi, hắn tuyệt đối có tư cách làm nam nhân của ngươi rồi, hơn nữa hắn thành tựu tương lai sẽ ở ngươi bên trên, tuyển hắn làm nam nhân của ngươi,
ngươi hẳn là sẽ không phản đối chứ. Tô Băng Vân không nghĩ tới bốn vị thái thượng trưởng lão hội nói ra những lời ấy, Tô Băng Vân lạnh lẽo trên mặt dĩ nhiên xuất kỳ nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Mà Diệp Thần Phong nhưng là gương mặt ngạc nhiên, đây là Thiên Âm môn bốn vị thái thượng trưởng lão sao? Làm sao như là luôn? Ra, đầu đây này, bọn hắn quả thực là loạn điểm nguyên ương phổ ma. Chương 1742, giao dịch, cuồng nhiệt. Bạch Tiểu Nhu ánh mắt không lành nhìn chằm chằm Thiên Âm môn bốn vị thái thượng trưởng lão, người ôm chặt Diệp Thần Phong cánh tay. Thiên Âm môn tông chủ Tô Băng Vân, gò má của nàng chỉ hơi hơi chợt đỏ, cũng không lâu lắm liền lại khôi phục lạnh lẽo, người âm thanh bình thản nói ra, bốn vị lão tổ, các ngươi không nên đang nói đùa rồi, hắn không thích hợp ta. Về phần Tô Băng Vân nội tâm phải hay không cùng nàng ở bề ngoài như thế bình thản, đây chỉ có người mình biết rồi. Thấy Tô Băng Vân không có đồng ý, Diệp Thần Phong cũng thực thở phào nhẹ nhõm, hắn cười nói, Tô Tông Chủ nói không sai, là ta không xứng với Tô Tông Chủ. Diệp Thần Phong hiện tại cũng không có dư thừa tinh lực đi tiếp thu bất kỳ một nữ nhân, trên người của hắn trọng trách quá nặng đi, hắn bây giờ mục tiêu là thống nhất địa huyền giới, sau đó lại nghĩ cách đi hướng thiên huyền giới. Tô Băng Vân đem Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm biểu lộ thu nhập đáy mắt, này làm cho người trông rất đẹp mắt mày liễu hơi nhíu lại, trong lòng nàng đột nhiên cảm giác thấy hơi khó chịu, người đôi mắt đẹp lạnh lẽo trừng mắt liếc Diệp Thần Phong. Sau đó, Tô Băng Vân lại nói, bốn vị lão tổ, chuyện của chính ta sẽ xử lý tốt, hiện tại trước tiến vào trong đại điện đi. Ta có chuyện yếu thương lượng với các ngươi. Tại triều đại điện đi trước khi đi, Tô Băng Vân vừa liếc nhìn Diệp Thần Phong, nói ra, ngươi cũng cùng một chỗ đến. Chỉ chốc lát sau, ngoại trừ Diệp Thần Phong đám người đi tới đại điện ở ngoài, Thiên Âm môn đệ nhất thiên tài Du Thủy Giao, Lạc Nhật Đảo, Vân Tiên Tông cùng Xích Viêm Tông người đều đến rồi, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong bình an vô sự, bọn hắn đều dồn dập thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy được Diệp Thần Phong thực lực hôm nay sau. Bọn hắn không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Một tên hơn 20 tuổi luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cường giả, loại này xưa nay chưa từng có tồn tại, này ẩn chứa trong đó ý nghĩa rất. Tại tất cả mọi người đến đông đủ sau, Tô Băng Vân liếc mắt nhìn Giang Nguyên Thành, Đinh Viễn Miển, Ngựa Dung Hoa cùng Lý Khiếu Văn bốn vị này thái thượng trưởng lão, người châm trước một lát sau, nói ra, bốn vị lão tổ, kỳ thực Diệp Thần Phong chính là ngũ phẩm luyện dược sư. Lời này vừa nói ra, Thiên Âm môn bốn vị thái thượng trưởng lão lập tức lâm vào ngây người bên trong, về phần Lạc Nhật Đảo, Vân Tiên Tông cùng Xích Viêm Tông người, bọn hắn đã được biết đến Diệp Thần Phong thân là ngũ phẩm luyện dược sư sự tình rồi, bọn hắn biểu hiện nhưng lại yếu rất bình tĩnh nhiều. Nhưng trong con ngươi của bọn họ để lộ ra tự hào, bọn hắn vì Diệp Thần Phong mà tự hào. Thiên Âm môn bốn vị thái thượng trưởng lão, bọn hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại rồi. Bọn hắn không hẹn mà cùng hỏi, Tô nha đầu, người nói đều là thật. Tô Băng Vân gật đầu nói, lúc trước Thủy Giao là tận mắt thấy Diệp Thần Phong luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, cho nên. Này tuyệt đối sẽ không có sai. Tô Băng Vân lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, bốn vị Thiên Âm môn thái thượng trưởng lão cũng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong chỉ có thể gật đầu nói, đúng vậy, ta hiện nay chế thuốc trình độ xác thực nằm ở ngũ phẩm tầng thứ. Khi lấy được Diệp Thần Phong thừa nhận sau đó bốn vị Thiên Âm môn thái thượng trưởng lão, bọn hắn mới bắt đầu chậm rãi đã tin tưởng, dù sao trước đó trên đất huyền giới cao nhất cũng chỉ có tứ phẩm luyện dược sư, mà bây giờ Linh Dược Cốc được công tử thần bí trọng thương, đừng nói là tứ phẩm luyện dược sư rồi, liền ngay cả tam phẩm luyện dược sư cũng không tồn tại. Mà ngũ phẩm luyện dược sư cũng hầu như chỉ tồn tại địa huyền giới trong truyền thuyết rồi. Này bốn tên thái thượng trưởng lão cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại còn là ngũ phẩm luyện dược sư. Loại này tồn tại ở trong truyền thuyết. Đặc biệt là phụ trách khảo hạch Diệp Thần Phong Giang Nguyên Thành, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong là gương mặt cuồng nhiệt, nói ra, Thần Phong. Ngươi làm sao không sớm nói với ta? Ngươi giống như ngươi, ngươi chả cần phải tham gia khảo hạch sao? Ngươi đây không phải quất ta nét mặt già nua ma. Đinh Viễn Miển lập tức nói ra, Thần Phong. Ngươi sẽ không suy nghĩ một chút mới vừa đề nghị. Chúng ta hội khuyên bảo Tô nha đầu. Ngựa Dung Hoa cũng nói, Thần Phong, chúng ta về sau cần phải hảo hảo thân cận một chút rồi, có chuyện gì ngươi cũng có thể tới tìm ta. Thực lực cao nhất Lý Khiếu Văn không chịu yếu thế nói, Thần Phong,
về sau tại trước mặt chúng ta cũng đừng có quá câu thúc rồi. Ngươi liền coi Thiên Âm Môn là làm là của mình ra, ngươi có yêu cầu gì cũng có thể nói ra. Đùa giỡn, này ngũ phẩm luyện dược sư tuyệt đối là niết bàn cảnh cường giả đều phải cung kính đối đãi người, dù sao ngũ phẩm luyện dược sư luyện chế ra đến rất nhiều đan dược, hầu như đều là đối với niết bàn cảnh cường giả có tác dụng cực lớn. Này cũng khó trách Thiên Âm Môn bốn vị thái thượng trưởng lão trở nên càng thêm ân cần rồi, bọn hắn thậm chí coi Diệp Thần Phong là làm cùng bọn họ cùng một tầng lần cường giả đối đãi. Diệp Thần Phong khóe miệng là liên tục cười khổ, mà Tô Băng Vân mở miệng lần nữa, Diệp Thần Phong, ta muốn mời ngươi giúp một cái bận bịu, kỳ thực tại chúng ta Thiên Âm Môn còn có một vị thái thượng trưởng lão, chỉ là người một mực thụ lấy nội thương nghiêm trọng, phần lớn thời gian đều tại trong giấc ngủ say. Chỉ có ngũ phẩm luyện dược sư mới có thể hoàn toàn chữa trị xong người. Diệp Thần Phong cũng không có quá nhiều do dự, hắn nói ra, được, vậy ta liền thử một lần đi. Dù sao Thiên Âm Môn cùng Vân Tiên Tông các loại tông môn ở Lion, đây đều là xem ở hắn Diệp Thần Phong trên mặt mũi, hắn bây giờ còn thật sự không tiện cự tuyệt rồi. Tô Băng Vân gật đầu nói, Diệp Thần Phong, bây giờ thực lực của ngươi đã có luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ rồi. Như vậy chỉ cần ngươi có thể chữa trị xong ta vị trưởng bối kia, như vậy Thiên Âm Môn ở Lion minh chủ chính là ngươi rồi. Một bên Xích Viêm Tông lão tổ Tằng Quang Viễn ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi, Tô Tông Chủ, chẳng lẽ nói trong miệng ngươi vị trưởng bối này chính là Tô Nguyệt? Tô Băng Vân không có giấu giếm nữa rồi, nói ra, ngươi đoán không lầm. Lúc này, Lạc Nhật Đảo cùng Vân Tiên Tông lão tổ cũng toàn bộ lâm vào trong khiếp sợ, Tô Nguyệt danh tiếng. Năm đó nhưng là như sấm bên tai, lần trước chính đạo cùng ma đạo đại chiến bên trong, Tô Nguyệt cũng làm ra tác dụng cực lớn, bất quá, cuối cùng người cũng bị thương thế nghiêm trọng, những năm này tới nay, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng Tô Nguyệt đã bị chết. Kỳ thực Tô Nguyệt chả một mực duy trì sinh mệnh, chỉ là ở vào kéo dài hơi tàn trong trạng thái, Tô Nguyệt chính là như hôm nay âm cửa người thứ năm thái thượng trưởng lão rồi, đồng dạng cũng là Tô Băng Vân trưởng bối. Diệp Thần Phong nói ra, vậy các ngươi trước tiên mang ta đi thăm nàng một chút đi. Ta mới có thể quyết xác định có thể hay không đủ ra tay cứu trị tốt người. Thiên Âm Môn bốn vị thái thượng trưởng lão cùng Tô Băng Vân, bọn hắn chỉ cho phép Diệp Thần Phong đi theo, liền ngay cả Bạch Tiểu Nhu cũng chỉ có thể đủ ở trong đại điện chờ đợi. Diệp Thần Phong đi theo Tô Băng Vân bọn người ở tại Thiên Âm Môn bên trong vòng tới vòng lui, cuối cùng bọn hắn đi vào nơi nào đó dưới nền đất. Ở trong lòng đất đi rồi gần 10 phút sau, bọn hắn cuối cùng là đã tới trong một gian mật thất. Chỉ thấy trong mật thất dày đặc khí lạnh, một tên cung trang nữ tử nằm ở một tấm ngàn năm hàn băng trên giường. Nữ nhân này dáng dấp cùng Tô Băng Vân có mấy phần tương tự, bất quá, cô gái này so với Tô Băng Vân càng thêm thành thục, xem ra người phải là Tô Nguyệt rồi. Này Tô Nguyệt ngược lại là duy trì xinh đẹp dáng dấp, nếu như Giang Nguyên Thành đám người nguyện ý. Bọn hắn cũng có thể khôi phục khi còn trẻ dáng dấp, bất quá, đến bọn hắn ở độ tuổi này, rất nhiều người đều đối ngoại mạo không có quá nhiều yêu cầu. Diệp Thần Phong nhìn xem nằm ở hàn băng trên giường, song con mắt đóng chặt Tô Nguyệt, hắn từ Tô Nguyệt trong cơ thể cảm nhận được một tia niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí tức, xem ra nữ nhân này thực lực cũng không đơn giản a hát. Diệp Thần Phong đã ở trong lòng hỏi qua lão Bạch Ngô Phong rảnh rỗi. Không bao lâu sau đó Ngô Phong rỗi rảnh thanh âm liền ở Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu gia hỏa, ngũ phẩm đan dược bên trong ngũ chuyển hồi mệnh đan có thể làm cho người triệt để khôi phục. Bất quá, này ngũ chuyển hồi mệnh đan chính là ngũ phẩm đan dược bên trong cao cấp tồn tại, muốn so trước người luyện chế ngũ phẩm đan dược yếu khó hơn rất nhiều. Tại Lão Bạch dứt tiếng sau đó Diệp Thần Phong nói ra, phải cứu người nhất định muốn luyện chế ngũ chuyển hồi mệnh đan, bất quá. Ngũ chuyển hồi mệnh đan cần linh thảo dường như khó lấy tìm tới. Tuy rằng Diệp Thần Phong hỗn độn trong chiếc nhẫn có vài loại luyện chế ngũ chuyển hồi mệnh đan linh thảo, nhưng hắn chả thật không nỡ lấy ra. Khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, bốn vị thái thượng trưởng lão cùng Tô Băng Vân, trên mặt bọn họ dồn dập lộ ra mừng rỡ, Giang Nguyên Thành nói ra, Thần Phong, chúng ta trước đó đã sớm lật tung rồi cổ tịch, cũng biết ngũ chuyển hồi mệnh đan có thể làm cho Tô Nguyệt khôi phục. Thậm chí chúng ta chả thu thập ra luyện chế ngũ chuyển hồi mệnh đan linh thảo, bây giờ ngươi có thể nói ra ngũ chuyển hồi mệnh đan, như vậy chúng ta đối với ngươi càng thêm có lòng tin. Diệp Thần Phong thấy linh thảo vấn đề đã giải quyết xong, hỏi hắn các ngươi chuẩn bị vài phần luyện chế ngũ chuyển hồi mệnh đan linh thảo.
Giang Nguyên Thành nói ra, chúng ta chỉ chuẩn bị xong 3 phần, dù sao ngũ chuyển hồi mệnh đan linh thảo quá khó khăn góp nhặt. Có 3 phần linh thảo, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói vậy là đủ rồi, hắn nói ra, 3 phần linh thảo, đầy đủ ta luyện chế thành công một lần ngũ chuyển hồi mệnh đan. Nghe được Diệp Thần Phong chắc chắn như thế cùng tự tin trả lời, bốn vị thái thượng trưởng lão nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên càng thêm cuồng nóng lên, trong lòng bọn họ đang suy tư nên làm sao để Diệp Thần Phong trở thành Tô Băng Vân nam nhân, bọn hắn Thiên Âm môn nhưng không muốn bỏ qua Diệp Thần Phong thiên tài như vậy a hát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1743, đại chiến bắt đầu. Dày đặc khí lạnh trong mật thất. Diệp Thần Phong bên cạnh để 3 phần luyện chế ngũ chuyển hồi mệnh đan linh thảo. Địa chi trung phẩm hỏa long đỉnh được Diệp Thần Phong từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra ngoài, thanh viêm đã bị hắn bắn vào hỏa long đỉnh bên trong rồi. Ngọn lửa màu xanh tại bên trong dược đỉnh cháy hừng hực. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh đã đem luyện chế ngũ chuyển hồi mệnh đan quá trình, tại Diệp Thần Phong trong đầu hoàn toàn biểu diễn một lần. Diệp Thần Phong một bên khống chế thanh viêm nhiệt độ, một bên nhớ lại vừa vặn Lão Bạch biểu thị toàn bộ quá trình. Này ngũ chuyển hồi mệnh đan so với trước kia ngũ phẩm đan dược đều phải khó mà luyện chế, Diệp Thần Phong nhất định phải càng thêm chú ý cẩn thận mới được rồi. Đang xác định đem mỗi một bước cùng chi tiết nhỏ đều nhớ kỹ sau đó Diệp Thần Phong cuối cùng là bắt đầu đem linh thảo một cây bắn vào hỏa long đỉnh bên trong. Diệp Thần Phong động tác nước chảy mây trôi, không chút nào bất kỳ mới lạ cảm giác, cho người một loại cực kỳ cảm giác tuyệt vời, rất khó có xem xét tính. Nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say Tô Nguyệt, người đã tỉnh táo lại, người cả người ngồi dậy. Bình thường Tô Nguyệt vẫn là trong trạng thái mê man, trừ phi là tứ đại thái thượng trưởng lão đồng thời động thủ, bọn hắn mới có thể tạm thời tỉnh lại Tô Nguyệt, vừa vặn tứ đại thái thượng trưởng lão liền đồng thời động thủ, để Tô Nguyệt trong thời gian ngắn tỉnh táo lại. Tô Băng Vân vẻ mặt lành lạnh đứng ở Tô Nguyệt bên cạnh, này Tô Nguyệt mặc dù là Tô Băng Vân trưởng bối, thế nhưng người cũng chưa từng có bất kỳ người đàn ông nào, Tô Băng Vân là đỉnh cấp thiên tài, thực lực của nàng lực áp mặt khác ba đại tông môn tông chủ, mà Tô Nguyệt tại lúc trước cũng là đỉnh cấp thiên tài, bình thường thiên tài nhãn quang đều tương đối cao. Năm đó cũng không có bất cứ người nào có thể vào Tô Nguyệt ánh mắt. Năm đó mà đế huyết thiên cũng theo đuổi qua Tô Nguyệt, chỉ cần Tô Nguyệt nguyện ý làm huyết thiên nữ nhân, như vậy người liền có thể trở thành ma hậu rồi. Đáng tiếc Tô Nguyệt đối với ma đế huyết thiên theo đuổi hờ hứng. Mà đối với ma đế huyết thiên tới nói, hắn không có được đồ vật liền muốn hủy diệt, hắn quyết không cho phép những người khác nắm giữ Tô Nguyệt. Tô Nguyệt bị như thế thương thế nghiêm trọng, đây đều là bái huyết thiên ban tặng. Ăn mặc màu trắng cung trang Tô Nguyệt, trên mặt nàng biểu lộ không có Tô Băng Vân như vậy lạnh lẽo, trái lại nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Người đã từ Giang Nguyên Thành bọn hắn bốn vị thái thượng trưởng lão trong miệng đã được biết đến cả sự tình rồi. Tô Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn xem đang tại chế thuốc Diệp Thần Phong. Da của nàng cực kỳ trắng nõn cùng hơn 20 tuổi nữ nhân không có khác gì, chỉ là vóc người của nàng tương đối thành thục. Sắc mặt của nàng vô cùng trắng xanh, dường như vừa vặn chát phấn qua vách tường, người trong lỗ mũi hô hấp cũng cực kỳ hỗn loạn, hai cái đẹp mắt mày liễu thủy chung là chăm chú nhíu. Tô Nguyệt bàn tay nhẹ nhàng vung lên, tại chung quanh bọn họ tạo thành một đạo cách âm kết giới, người không muốn ảnh hưởng đến Diệp Thần Phong chế thuốc, nàng nói, Băng Vân, hắn thật sự rất tốt, trên đất huyền giới có thể xứng với ngươi người không nhiều, hơn 20 tuổi nắm giữ luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thực lực, hơn nữa sức chiến đấu có thể so với niết bàn cảnh nhất trọng thiên trung kỳ cường giả, trọng yếu nhất hắn vẫn là một tên ngũ phẩm luyện dược sư. E sợ toàn bộ huyền giới cũng lại tìm không ra so với hắn càng thêm thiên tài người. Coi như là ma đế huyết thiên cũng không được. Chỉ cần hắn một mực như thế tiếp tục trưởng thành, tương lai địa huyền giới nhất định hội là thiên hạ của hắn, nếu như tại lúc trước ta gặp phải lời của hắn. Như vậy ta tuyệt đối sẽ tuyển hắn làm nam nhân của ta. Băng Vân, ngươi nhưng không nên bỏ qua cơ hội này. Đứng ở Tô Nguyệt bên cạnh Tô Băng Vân, người hàm răng vi vi cắn môi. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn đang tại chế thuốc Diệp Thần Phong, nàng nói ta đối hắn không có cảm tình. Tô Nguyệt cười lắc đầu nói, Băng Vân, cảm tình là bồi dưỡng ra được. Chuyện của ngươi chính ngươi quyết định đi, ta nghĩ như hắn thiên tài như vậy, bên cạnh hắn khẳng định cũng không thiếu nữ nhân. Tại Diệp Thần Phong hết sức chăm chú chế thuốc thời điểm.
Tại Tô Nguyệt cũng khuyên Tô Băng Vân cân nhắc làm Diệp Thần Phong nữ nhân thời điểm. Địa huyền giới Lưu Thiên Môn. Này Lưu Thiên Môn chính là một cái thứ thiệt nhị phẩm tông môn. Bây giờ ma đế huyết thiên thức tỉnh, toàn bộ huyền giới đều lòng người bàng hoàng, Lưu Thiên Môn cũng chuẩn bị tại gần nhất 2 ngày đi gia nhập 3 đại tông môn liên minh. Giờ khắc này, Lưu Thiên Môn tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều đang thu thập toàn bộ tông môn, 2 vị Lưu Thiên Môn thái thượng trưởng lão cũng xuất quan. Lưu Thiên Môn trên quảng trường. 2 vị Lưu Thiên Môn thái thượng trưởng lão, bọn hắn giữa 2 lông mày lo âu buồn phiền, một tên trong đó mặc áo đen thái thượng trưởng lão, thực lực tại niết bàn cảnh tam trọng thiên trung kỳ, một người khác mặc áo xanh thái thượng trưởng lão, thực lực của hắn tại niết bàn cảnh tam trọng thiên hậu kỳ. Ông lão mặc áo đen cùng lục y lão giả cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau, ông lão mặc áo đen nói ra, bất kể như thế nào, ngày mai chúng ta đều phải lên đường. Sớm một ngày đến ở Lion địa phương, chúng ta cũng có thể sớm một ngày an tâm. Chỉ sợ các ngươi ngày mai là không cách nào rời khỏi. Một tên tướng mạo nho nhã đàn ông trung niên, hắn đột nhiên bước chân vào Lưu Thiên Môn trên quảng trường. Ở tên này trung niên phía sau nam nhân chả đi theo 10 tên ăn mặc trường bào màu đen nam nhân. Tướng mạo nho nhã đàn ông trung niên, trên người hắn không có bất kỳ thật khí thế. Giống như một cái cực kỳ phổ thông thư sinh bình thường mà phía sau hắn 10 tên áo bào đen nam nhân, mỗi một người bọn hắn trên người đều tỏa ra niết bàn cảnh thật khí thế, nồng nặc sát khí từ bên trong cơ thể của bọn họ lan tràn đi ra. Lưu Thiên Môn 2 vị thái thượng trưởng lão, 2 người bọn họ không khỏi bật thốt lên, ma đế huyết thiên. Thập đại ma tướng. Trong đó ông lão mặc áo đen nói tiếp, các ngươi làm sao có khả năng từ U Minh quỷ vực bên trong đi ra ngoài. Rất nhiều tông môn người thời khắc đều nhìn chăm chú U Minh quỷ vực động tĩnh, các ngươi làm sao có khả năng thần không biết quỷ không hay đi ra ngoài. Tướng mạo nho nhã đàn ông trung niên, cũng chính là ma đế huyết thiên, thanh âm hắn bình thản nói ra, ta huyết thiên muốn không bị người phát hiện, các ngươi cho rằng ở cái này địa huyền giới có ai có thể phát hiện được rồi ta. Tại ma đế huyết thiên cùng thập đại ma tướng xuất hiện sau đó Lưu Thiên Môn trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ hướng về trên quảng trường tập hợp. Rất nhanh, toàn bộ quảng trường đều bị rậm rạp chằng chịt người cho chật ních rồi. Hết thảy, Lưu Thiên Môn trưởng lão cùng đệ tử đều căm tức ma đế huyết thiên, nhưng bọn họ trong con ngươi càng nhiều hơn chính là khủng hoảng cùng bất an. Ma đế huyết thiên khóe miệng gỡ bỏ một đạo nụ cười, hôm nay ta huyết thiên chính thức hướng về chính đạo tông môn tuyên chiến, các ngươi Lưu Thiên Môn chính là ta cái thứ nhất chiến lợi phẩm. Ông lão mặc áo đen cùng lục y lão giả trợn mắt trừng trừng. 2 người bọn họ trên người niết bàn cảnh thật khí thế bão táp, ông lão mặc áo đen quát lên, huyết thiên, ngươi không cần quá coi thường chúng ta, cho dù chết chúng ta cũng sẽ không khiến ngươi dễ chịu. Huyết thiên khóe miệng hiện lên nụ cười khinh thường, hắn dưới bàn chân đột nhiên linh khí mãnh liệt bạo, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, thân ảnh của hắn liền lướt qua ông lão mặc áo đen cùng lục y lão giả, hắn đi tới Lưu Thiên Môn 2 vị thái thượng trưởng lão phía sau. 2 vị Lưu Thiên Môn thái thượng trưởng lão, bọn hắn không có cảm giác đến bất kỳ không khỏe, nhưng chính khi bọn họ cảm thấy huyết thiên cũng không đáng sợ như thế thời điểm, 2 người bọn họ đột nhiên cảm giác trên cổ đau xót, 2 người bọn họ đầu trong nháy mắt lăn đã rơi vào trên mặt đất. Ở đây ai cũng không có nhìn rõ ràng huyết thiên là như thế nào động thủ. 2 tên niết bàn cảnh tam trọng thiên cường giả liền đã bị chết ở tại trong tay hắn. Tại ma đế huyết thiên động thủ sau đó thập đại ma tướng cũng động thủ. Thập đại ma tướng thân ảnh trong nháy mắt phân bố ở quảng trường các góc, bọn hắn đem hết thảy Lưu Thiên Môn trưởng lão cùng đệ tử vây ở trong đó. Thập đại ma tướng khí thế trên người đồng thời để được đưa lên, cánh tay hướng phía trước giơ lên, từ trong bàn tay của bọn họ không ngừng thả ra nhất cổ màu máu đỏ kỳ lạ năng lượng, huyết luyện hóa linh. Thập đại ma tướng năng lượng màu đỏ như máu. Dĩ nhiên toàn bộ nối liền với nhau, mà ở trong quảng trường Lưu Thiên Môn trưởng lão cùng đệ tử, bọn hắn cảm giác thân thể của mình bị giam cầm ở, sát theo đó, bọn hắn cảm giác bên trong thân thể mình huyết dịch đang nhanh chóng bốc hơi. Chỉ thấy những trưởng lão này cùng đệ tử, thân thể của bọn họ đang không ngừng khô quắt đi xuống, cuối cùng thân thể trực tiếp bạo liệt ra, chỉ còn dư lại từng cái khô quắt đầu lâu nằm ở trên quảng trường. Lưu Thiên Môn tất cả trưởng lão cùng đệ tử, tại thời gian một nén nhang bên trong, toàn bộ đều chết hết. Mà thập đại ma tướng khuôn mặt lộ ra thư thích biểu lộ, chỉ thấy toàn bộ quảng trường là nằm đầy đầu lâu, máu này luyện hóa linh thật sự là quá độc ác,
do ma đế huyết thiên cùng thập đại ma tướng ra tay, một cái thứ thiệt nhị phẩm tông môn, dĩ nhiên cứ như vậy dạng được hủy diệt. Này là ma đế huyết thiên đối địa huyền giới chính đạo tông môn tuyên chiến, hắn muốn dùng này đến nói cho hết thảy chính đạo tông môn, hắn ma đế huyết thiên trở về rồi, hắn ma đế huyết thiên lần này sẽ không lại bại bởi chính đạo tông môn rồi, hắn yếu thống chọn một cái địa huyền giới, người muốn cho chính đạo tông môn trở thành ma đạo lệ thuộc, thậm chí là nô bộc. Chân chính ma đạo cùng chính đạo đại chiến, từ giờ khắc này, tính là thật sự bắt đầu. Chương 1744, ta có vẻ như vẫn đúng là hội một điểm. Thiên âm môn, dày đặc khí lạnh trong mật thất. Người ở chỗ này cũng không biết ma đế huyết thiên cùng thập đại ma tướng rời khỏi U Minh quỷ vực, còn đem nhị phẩm tông môn lưu thiên môn tàn sát sự tình. Giang Nguyên Thành, Đinh Viễn Biển, Ngựa Dung Hoa cùng Lý Khiếu Văn bốn vị này thái thượng trưởng lão, bọn hắn ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào đang tại chế thuốc Diệp Thần Phong. Vừa nãy Diệp Thần Phong đã luyện chế đã thất bại một lần, hiện tại Diệp Thần Phong chính đang luyện chế phần thứ hai linh thảo. Diệp Thần Phong có thể hay không luyện chế ra ngũ chuyển hồi mệnh đan, đây đối với thiên âm môn tới nói tuyệt đối là ý nghĩa phi phàm, dù sao Tô Nguyệt thực lực có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, nếu như Tô Nguyệt có thể triệt để khôi phục, như vậy thiên âm môn ở Lion cũng đem thế lực đại tăng. Bất quá, Tô Nguyệt bản thân ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Người thon dài 10 ngón vuốt vuốt trên trán sợi tóc, thủy nhuận môi hơi khẽ mím môi, mà thiên âm môn tông chủ Tô Băng Vân, nàng nhìn Diệp Thần Phong đôi mắt đẹp trong, ánh mắt là không ngừng chuyển đổi, trước đó là bốn vị thái thượng trưởng lão muốn tác hợp nàng và Diệp Thần Phong, bây giờ liền Tô Nguyệt cũng mở miệng, người trong đầu không ngừng chiếu lại, lúc trước nàng và Diệp Thần Phong miệng đối miệng một khắc đó. Diệp Thần Phong đối với Tô Băng Vân đám người ý nghĩ, hắn là hồn nhiên không biết. Hắn không ngừng khống chế thanh viêm nhiệt độ, có một lần luyện chế thất bại sau đó này làm cho hắn đối ngũ chuyển hồi mệnh đan là càng thêm quen thuộc, hắn biết rồi trong quá trình luyện chế cái nào phân đoạn là tối cần phải cẩn thận. Luyện chế ngũ chuyển hồi mệnh đan linh thảo đã toàn bộ bắn vào hỏa long đỉnh bên trong, Diệp Thần Phong điều khiển thanh viêm, hắn để linh thảo toàn bộ dung hóa thành, hắn để hòa tan sau linh thảo chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Thần Phong trên trán toát ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột, hắn điều khiển thanh viêm tốc độ càng lúc càng nhanh. Luyện chế ngũ chuyển hồi mệnh đan trọng yếu nhất một vòng là cái cuối cùng bước đi, nhất định phải đem điều khiển thanh viêm tốc độ không ngừng tăng nhanh. Một giây đồng hồ cùng một giây đồng hồ trong lúc đó, điều khiển thanh viêm tốc độ đều phải có rõ ràng tăng lên. Thẳng đến cuối cùng ngũ chuyển hồi mệnh đan luyện chế thành, Diệp Thần Phong mới có thể đình chỉ tăng nhanh điều khiển thanh viêm. Vừa nãy lần thứ nhất luyện chế thời điểm, Diệp Thần Phong chính là thất bại ở cái này phân đoạn thượng. Diệp Thần Phong tay phải năm ngón tay nhanh chóng qua lại đung đưa, hắn dựa vào năm đầu ngón tay đang thao túng thanh viêm, hắn nhất định muốn để thanh viêm thiêu đốt tốc độ không ngừng tăng nhanh, chỉ cần có một giây đồng hồ không có tăng nhanh, như vậy ngũ chuyển hồi mệnh đan liền biết luyện chế thất bại. Trên gương mặt mồ hôi không ngừng lướt xuống, Diệp Thần Phong căn bản không có thời gian đi lau. Tinh thần của hắn độ cao tập trung, tay phải năm ngón tay đong đưa tốc độ càng lúc càng nhanh, thanh viêm thiêu đốt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thẳng đến năm ngón tay đong đưa tốc độ, ở trong không khí để lại từng cây ngón tay tàn ảnh. Diệp Thần Phong trong miệng cắn răng thật chặt răng, hắn biết sắp luyện chế thành, hỏa long đỉnh bên trong đã tại bay ra đan hương mùi, hắn chỉ cần lại kiên trì mấy giây là được rồi. Bên trong mật thất những người còn lại, bao quát Tô Nguyệt cũng bắt đầu sốt sắng lên. Bọn hắn đều nhìn ra được Diệp Thần Phong đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Hỏa long đỉnh bên trong bay ra đan hương vị càng ngày càng nồng đậm. Một cái nào đó trong nháy mắt, Diệp Thần Phong ngón tay đột nhiên đình chỉ đong đưa, hắn miệng quát, ngưng. Hỏa phía trên chiếc long đỉnh bỗng nhiên tạo thành ngũ sắc cầu vồng dị tượng. Đỏ màu da cam lục thanh năm loại màu sắc cầu vồng động ở hỏa phía trên chiếc long đỉnh. Ngũ sắc cầu vồng dị tượng hình thành. Này tự nhiên chứng minh rồi ngũ chuyển hồi mệnh đan luyện chế mà xong rồi. Giang Nguyên Thành các loại thiên âm môn thái thượng trưởng lão, bọn hắn mỗi một người đều hài lòng, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy ngũ phẩm đan dược luyện chế. Bọn hắn nhấc theo tâm tư cũng coi như là để xuống. Diệp Thần Phong đem thanh viêm thu hồi, tại hỏa long đỉnh bên trong nằm 6 viên ngũ chuyển hồi mệnh đan. Diệp Thần Phong đem một viên ngũ chuyển hồi mệnh đan đưa cho Tô Nguyệt.
Tô Nguyệt Tại tiếp nhận ngũ chuyển hồi mệnh đan sau đó người không chút do dự đem đan dược nuốt vào trong bụng. Đợi đến ngũ chuyển hồi mệnh đan tác dụng bắt đầu phát huy sau. Tô Nguyệt lập tức cảm giác được bên trong thân thể mình biến hóa, trong cơ thể nàng một mực không cách nào khôi phục nghiêm trọng thương thế. Tại dược hiệu tẩy lễ dưới, lại đang nhanh chóng khép lại khôi phục. Ước chừng sau 10 phút, Tô Nguyệt trên người là hương, mồ hôi, xối, ly, người sắc mặt tái nhợt khôi phục hồng hào, bên trong thân thể niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế cũng biến thành càng thêm vững chắc. Tại cảm thấy được thân thể thật sự khôi phục sau đó Tô Nguyệt ôn nhu đối với Diệp Thần Phong, nói ra cảm ơn ngươi, về sau ta sẽ báo đáp ngươi. Diệp Thần Phong tùy ý khoát tay áo một cái, khi hắn muốn đem Hỏa Long Đỉnh cùng mặt khác ngũ chuyển hồi mệnh đan thu lúc thức dậy, chỉ thấy Hỏa Long Đỉnh là vẫn còn, nhưng Hỏa Long Đỉnh bên trong mặt khác 5 viên ngũ chuyển hồi mệnh đan toàn bộ không có. Diệp Thần Phong có phần khó chịu nói ra, ta tốt xấu cũng gọi các ngươi một tiếng tiền bối. Các ngươi có cần hay không được vô sỉ như vậy? Giang Nguyên Thành bọn hắn 4 vị thái thượng trưởng lão chỉ coi không nghe thấy, Tô Băng Vân trên mặt hơi có chút lúng túng, bởi vì nàng vừa vặn cũng thừa dịp Diệp Thần Phong không chú ý cầm một viên ngũ chuyển hồi mệnh đan, thật sự là ngũ phẩm đan dược rất có lực hút. Tô Nguyệt mở miệng nói, còn lại một phần luyện chế ngũ chuyển hồi mệnh đan linh thảo, tự xem như là đưa cho ngươi đi. Ta cũng nghe Băng Vân bọn hắn nói rồi. Như vậy từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta cái này ở Lion Minh chủ rồi, ta nghĩ ngươi nhất định có thể đảm nhiệm được vị trí này. Diệp Thần Phong đem Hỏa Long Đỉnh cùng một phần khác linh thảo thu nhập hỗn độn nhẫn, hắn cũng thản nhiên tiếp nhận rồi vị trí minh chủ, dù sao hắn cũng không thích nghe những người khác chỉ huy, có thể ngồi trên vị trí minh chủ, điều này cũng chính hợp tâm ý của hắn. Tại Tô Nguyệt triệt để khôi phục sau đó tất cả mọi người rời khỏi mật thất. Rất nhanh. Diệp Thần Phong cùng Tô Nguyệt đám người liền trở về Thiên Âm Môn bên trong đại điện. Lạc Nhật Đảo các loại tông môn người cũng đều ở trong đại điện chờ đợi, Bạch Tiểu Nhu là không kịp chờ đợi khoác lên Diệp Thần Phong cánh tay. Vân Tiên Tông lão tổ Tả Đức Nguyên đám người, bọn hắn nhìn thấy Tô Nguyệt sau đó bọn hắn biết Diệp Thần Phong là thành công, nói cách khác Diệp Thần Phong có thể ngồi thượng liên minh vị trí minh chủ rồi, này để trong lòng bọn họ cũng sinh ra mừng rỡ. Khi tiến vào đại điện sau đó Tô Nguyệt đối với Diệp Thần Phong mở miệng nói, hiện tại ngươi đã là ở Lion Minh chủ rồi, chúng ta chả nhất định muốn đi liên hợp cái khác tông môn, ba đại tông môn ở Lion đối với chúng ta cũng là nhìn chằm chằm, hơn nữa còn có ma đạo tông cửa uy hiếp, muốn để cho chúng ta ở Lion nhanh chóng lớn mạnh, chúng ta nhất định muốn thu nạp có sức ảnh hưởng tông môn. Thiên Âm Môn mặt khác 4 vị thái thượng trưởng lão cũng dồn dập gật đầu đồng ý, trong đó Giang Nguyên Thành nói ra, đúng vậy. Ta cho rằng luyện khí tông xem như là một cái không sai lôi kéo đối tượng, mà linh dược cốc nhưng là quá suy yếu rồi, lại nói chúng ta Thần Phong nhưng là ngũ phẩm luyện dược sư, linh dược cốc đối với chúng ta mà nói căn bản không có tác dụng. Yếu lôi kéo luyện khí tông, Diệp Thần Phong trong lòng là một trận cười khổ, hắn và luyện khí tông cũng là sinh tử đại thù, như hôm nay âm cửa người còn không biết hắn là công tử thần bí, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra lôi kéo luyện khí tông. Diệp Thần Phong không có đạo ra bản thân cùng luyện khí tông ân oán, hắn chỉ nói là nói, ta xem vẫn là không muốn lôi kéo luyện khí tông rồi, các ngươi làm yêu cầu luyện chế các loại vũ khí sao? Thiên Âm Môn tông chủ Tô Băng Vân, nói ra, chính đạo cùng ma đạo đại chiến, các loại pháp khí cùng linh khí nhất định sẽ hư hao rất nhiều, chúng ta nhất định muốn có đầy đủ bổ sung, ngươi tại sao không đồng ý lôi kéo luyện khí tông? Dù sao chính mình thân phận của luyện khí sư đều sẽ làm người ta biết. Lại nói hiện tại hắn là cái này ở Lion Minh chủ, hắn nói ra, luyện khí sự tình liền để cho ta tới giải quyết đi. Luyện khí tông liền không dùng lôi kéo được. Tô Nguyệt đám người đều nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong, ở đây Vân Tiên Tông Tả Đức Nguyên sớm đã biết Diệp Thần Phong là thuốc khí cùng tu, đương nhiên hắn cũng đem chuyện này nói cho Lạc Nhật Đảo lão tổ Ngô Thanh Sơn rồi. Tả Đức Nguyên biết Diệp Thần Phong muốn nói ra chính mình thân phận của luyện khí sư rồi. Như vậy hắn cũng không có cần thiết giúp đỡ Diệp Thần Phong che giấu, hắn nói ra, Diệp huynh đệ nói không sai, luyện khí sự tình giao cho hắn vậy là đủ rồi. Tô Nguyệt trong bóng tối toát ra một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ, nàng nhìn Diệp Thần Phong mở miệng nói, ngươi đừng nói cho ta ngươi còn có thể luyện khí. Diệp Thần Phong cực kỳ lạnh nhạt nói, ta có vẻ như vẫn đúng là biết một chút. Mà một bên Tả Đức Nguyên lập tức bổ sung một câu. Diệp lão đệ không phải là biết một chút luyện khí,
hắn bây giờ luyện khí trình độ tại ngũ phẩm tầng thứ, cho nên nói, Diệp lão đệ chính là ngũ phẩm luyện dược sư cùng ngũ phẩm luyện khí sư, luyện khí tông có thể luyện chế ra tới vũ khí, Diệp lão đệ đồng dạng có thể luyện chế ra đến. Vù vù, vù vù, vù vù. Trong lúc nhất thời trong đại điện trong không khí quanh quẩn ồ ồ tiếng hít thở, Thiên Âm môn Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đám người, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt, thật giống tại tựa như nhìn quái vật. Diệp Thần Phong dĩ nhiên là thuốc khí đồng tu, mà là hơn 20 tuổi chính là ngũ phẩm luyện dược sư cùng ngũ phẩm luyện khí sư. Trong lúc nhất thời, Thiên Âm môn người có phần không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chương 1745, các ngươi là đi tìm cái chết đấy sao? Thiên Âm môn bên trong đại điện. Quá rồi tốt một lúc sau, Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân bọn người mới tiếp nhận rồi sự thực này, nhưng trong lòng bọn họ nhưng vẫn là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bọn hắn chả xưa nay chưa từng nghe nói có thể thuốc khí đồng tu người, điểm trọng yếu nhất, Diệp Thần Phong bây giờ mới hơn 20 tuổi đây này a hát. Chẳng lẽ nói Diệp Thần Phong có thể đến trong truyền thuyết chí tôn luyện dược sư cùng chí tôn luyện khí sư? Tô Nguyệt, Tô Băng Vân cùng với Thiên Âm môn mặt khác bốn vị thái thượng trưởng lão, bọn hắn càng nghĩ càng khó mà hô hấp, thật sự là Diệp Thần Phong biểu hiện ra tất cả, vượt qua xem bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Tô Nguyệt cùng mặt khác bốn tên thái thượng trưởng lão, ánh mắt của bọn họ như ngừng lại Tô Băng Vân trên người. Tô Băng Vân tự nhiên biết Tô Nguyệt đám người ý tứ, người ngực tim đập không ngừng tăng nhanh, trong lòng nàng thừa nhận Diệp Thần Phong xác thực có một loại cường giả mị lực, người thừa nhận Diệp Thần Phong chỉ cần một mực sống tiếp, tương lai toàn bộ địa huyền giới nhất định sẽ được hắn nắm giữ. Tô Nguyệt biết loại chuyện này cũng không gấp được. Người trì hoãn thở ra một hơi sau đó nàng xem hướng về Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa, nói ra, Thần Phong, ngươi đã không đồng ý lôi kéo luyện khí tông, như vậy chúng ta liền bất lạp long rồi, hiện tại chúng ta liền triệu tập Thiên Âm môn nội môn trưởng lão, để cho bọn họ biết ngươi đã trở thành Alliance minh chủ. Còn có tại sau 10 ngày, chúng ta hội tổ chức một lần Alliance chính thức thành lập thịnh điển, đến lúc đó ngươi thân là Alliance minh chủ tin tức. Chúng ta hội quảng cáo toàn bộ huyền giới, đương nhiên về sau ở Lion sự tình cũng đều do ngươi làm chủ, chúng ta sẽ không đối với ngươi cua tay múa chân, chỉ cần ngươi ra lệnh, chúng ta đều sẽ đi chấp hành. Tô Nguyệt đối Diệp Thần Phong biểu lộ tâm ý của bọn họ, Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt dáng dấp cực kỳ ôn nhu Tô Nguyệt, hắn căn bản không nhìn ra Tô Nguyệt số tuổi thật sự. Bất quá, Tô Nguyệt chỗ nói lời nói này đúng là hắn mong muốn. Nếu như Diệp Thần Phong ngồi lên rồi vị trí minh chủ, những người khác còn muốn đối với hắn đến cua tay múa chân, như vậy hắn người minh chủ này chẳng khác gì là một cái khôi lỗi rồi. Có Tô Nguyệt lời nói này, Diệp Thần Phong cũng chậm rãi bắt đầu đưa cái này ở Alliance cho rằng là hắn liên minh của mình rồi. Thiên Âm môn nội môn trưởng lão đều bị triệu tập đã đến trong đại điện, do Tô Nguyệt tuyên bố Diệp Thần Phong trở thành ở Alliance minh chủ sự tình. Khởi điểm những này nội môn trưởng lão mỗi một người đều không đồng ý, thế nhưng Tô Nguyệt, Tô Băng Vân cùng mặt khác bốn tên thái thượng trưởng lão thái độ kiên quyết, căn bản không có cho Thiên Âm môn nội môn trưởng lão phản đối cơ hội. Tô Nguyệt cũng không hề nói ra Diệp Thần Phong luyện dược sư cùng thân phận của luyện khí sư, điểm này chính là nàng thông minh địa phương, người biết Diệp Thần Phong nếu như muốn khiến người khác cũng biết hắn hai loại thân phận, như vậy hắn nhất định sẽ chính mình chính mồm nói. Tô Nguyệt cũng không muốn Diệp Thần Phong đối với nàng sinh ra phản cảm, người hiện tại đối xử Diệp Thần Phong là cực kỳ trịnh trọng. Đương nhiên Tô Nguyệt bọn hắn cũng làm cho một đám nội môn trưởng lão tạm thời bảo mật, bọn hắn dự định tại sau 10 ngày thịnh điển bên trên, mới chính thức vạch trần thân phận của Diệp Thần Phong. Tại minh chủ chính thức sau khi xác định, Diệp Thần Phong cùng Vân Tiên Tông các loại tông môn lão tổ hàn huyên một hồi, hắn liền dự định lần nữa đi hướng Thiên Âm Thành rồi. Dù sao hắn và Thủy Tử Yên đám người hẹn gặp tại Thiên Âm Thành gặp mặt, bây giờ tính toán thời gian, Thủy Tử Yên đám người cũng gần như yếu đến Thiên Âm Thành rồi. Biết được Diệp Thần Phong muốn đi hướng về Thiên Âm Thành. Thiên Âm môn thái thượng trưởng lão Giang Nguyên Thành, hắn trực tiếp đem xét duyệt tông môn sự tình giao cho Diệp Thần Phong, hắn thì là tiếp tục lưu lại Thiên Âm môn. Diệp Thần Phong cũng không có từ chối, hắn hôm nay là ở Lion minh chủ rồi. Xét duyệt một cái muốn gia nhập tông môn, cái này cũng là hắn việc nằm trong phận sự. Mà Bạch Tiểu Nhu cũng suốt kỳ không có quấn lấy Diệp Thần Phong rồi, người cũng nhìn ra được bây giờ tình thế gấp gáp. Người lưu tại Thiên Âm môn nội tu luyện, người yếu để thực lực của mình không ngừng trở nên mạnh mẽ.
người hiếu một mực giúp trợ của nàng Diệp đại ca. Rất nhanh, Diệp Thần Phong thông qua Thiên Âm môn quảng trường truyền tống trận. Hắn về tới Thiên Âm thành bên trong. Rời đi Thiên Âm môn thời điểm, Giang Nguyên Thành đem mình Thái Thượng trưởng lão lệnh bài giao cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong tại đem lệnh bài đưa ra cho phụ trách canh gác Thiên Âm môn hai vị luân hồi cảnh cường giả sau khi xem, bọn hắn lập tức đối Diệp Thần Phong một mực cung kính rồi. Đương nhiên Diệp Thần Phong chưa có nói ra mình đã là Alliance minh chủ rồi, hắn chỉ nói là mình là đến phụ trách tất cả đại tông môn gia nhập Alliance khảo hạch. Diệp Thần Phong chả đặc biệt phân phó nếu như là trời xanh tông cùng nhai hải các người đi tới nơi này, như vậy lập tức để cho bọn họ tiến vào Thiên Âm thành bên trong. Sau một ngày, khoảng cách Thiên Âm thành cách đó không xa một mảnh rậm rạp bên trong dãy núi. Trời xanh tông tông chủ Chu Vô Danh, nhai hải các tông chủ Vương Diệu Biển, Thủy Gia Thủy Hồng Phúc, Nước Dễ Dàng Phàm, Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm đám người, hình dạng của bọn hắn đều cực kỳ chật vật. Tại Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển phía sau chả đi theo hơn 100 tên kỳ tông môn đệ tử. Thủy Gia người là theo chân Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển, bọn hắn trước đó liền đã hẹn cùng Diệp Thần Phong tại Thiên Âm thành hội hợp. Coi như là nhị phẩm tông môn Cửu Huyền Kiếm Tông động thủ. Nguyên bản Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển cũng hoàn toàn chắc chắn thoát đi, bọn hắn tại trở về tông môn sau đó lập tức để một ít không trung thành trưởng lão cùng đệ tử thối lui ra khỏi tông môn, sau đó mang theo một nhóm bọn hắn cho rằng cực kỳ trung thành trưởng lão cùng đệ tử thông qua mật đạo rời khỏi. Từ khi lúc trước Âm Minh Tông thượng sự tình sau đó Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển liền thần không biết quỷ không hay đào một cái mật đạo, thông qua mật đạo lui ra, lại dựa vào từng tòa sơn mạch bí ẩn. Bọn hắn vốn là có thể an toàn đến Thiên Âm thành. Đáng tiếc là ở Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển tự nhận là trung thành những trưởng lão này cùng trong các đệ tử, dĩ nhiên có người lựa chọn làm phản đồ, trời xanh tông cùng nhai hải các mỗi người có một tên trưởng lão phản bội. Cuối cùng, Chu Vô Danh đám người tung tích rốt cuộc tiết lộ ra ngoài, bọn hắn chỉ có thể tăng nhanh một đường chạy trốn rồi, nhưng cho dù là như vậy, trời xanh tông cùng nhai hải các thương vong chả là cực kỳ nặng nề. Thủy Hồng Phúc mở miệng nói, chúng ta lập tức liền muốn đến Thiên Âm thành rồi, chúng ta tại kiên trì một hồi, Cửu Huyền Kiếm Tông hai vị thái thượng trưởng lão đều phát động rồi, chúng ta nhất định muốn nắm chặt thời gian rồi. Lúc trước Diệp Thần Phong giết Cửu Huyền Kiếm Tông tông chủ và thiếu tông chủ, này Cửu Huyền Kiếm Tông hai vị thái thượng trưởng lão nhưng là phẫn nộ tới cực điểm. Chu Vô Danh đám người là tiếp tục bắt đầu không ngừng chạy đi, nhai hải các tông chủ Vương Diệu Biển. Nói ra, Thiên Âm môn có thể hay không thu nhận giúp đỡ chúng ta. Bây giờ Cửu Huyền Kiếm Tông đối với chúng ta theo sát không nghỉ, huống hồ bọn hắn đã gia nhập ba đại tông môn liên minh, tại Thiên Âm cửa Alliance trong mắt chúng ta chỉ là một cái phiền phức mà thôi. Trước đó, Diệp Thần Phong cũng không hề đối Chu Vô Danh bọn người nói qua hắn và Thiên Âm môn quan hệ. Vương Diệu Biển lời này vừa nói ra, những người còn lại cũng đều đã trầm mặc, Thủy Mộng Hàm trần chờ một chút. Nói ra, chúng ta nên phải tin tưởng Diệp Đại Ca, là Diệp Đại Ca để chúng ta tới đây trong, cái kia nói không chừng Diệp Đại Ca cùng Thiên Âm môn có giao tình đây. Khi nghe đến Thủy Mộng Hàm lời nói sau, tất cả mọi người lần nữa lên tinh thần, bọn hắn hiện tại chỉ có thể tin tưởng Diệp Thần Phong rồi. Một đường nhanh chóng rời đi sơn mạch sau. Cũng không lâu lắm, Chu Vô Danh đám người liền đã tới Thiên Âm thành cửa thành, mà Diệp Thần Phong cũng vừa hay ở cửa thành nội quan vọng. Hắn liếc mắt liền thấy được Chu Vô Danh đám người, hắn lập tức đi ra khỏi cửa thành. Mà ở Chu Vô Danh đám người đến Thiên Âm thành cửa thành, bọn hắn còn chưa kịp thở dốc, lập tức lại có ba bóng người xuất hiện tại cửa thành, bọn hắn theo thứ tự là Cửu Huyền Kiếm Tông hai vị thái thượng trưởng lão Cao An Phúc, Cao Thành Trung cùng Thủy Gia lão tổ Thủy Vinh Sinh. Thủy Vinh Sinh đang nhìn đến Diệp Thần Phong dĩ nhiên cũng ở nơi đây, trên mặt của hắn lập tức lộ ra nụ cười đến. Hắn chỉ vào Diệp Thần Phong nói ra tiểu tử này hay là tại chúng ta Thủy Gia hành hung người. Nghe vậy, Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung ánh mắt lập tức như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Cao An Phúc trong con người sát khí đều lộ, lạnh giọng quát lên, thực sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a hát. Tiểu tử, ngươi là chờ chết ở đây đấy sao? Không cần những người khác giới thiệu, cảm thụ hai cái này lão trên đầu người niết bàn cảnh thật khí thế. Hắn liền đoán được hai cái này lão đầu chính là Cửu Huyền người của Kiếm Tông rồi, bây giờ hắn là ở Lion minh chủ rồi, nơi này tính là địa bàn của hắn rồi, ở địa bàn của mình bị người uy hiếp, đổi lại là ai cũng sẽ không cao hứng.
Diệp Thần Phong khóe miệng lạnh nhạt cười một tiếng nói, các ngươi là đi tìm cái chết đấy sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần Phong cho canh gác cửa thành luân hồi cảnh cường giả trong bóng tối đánh một thủ thế, để cho bọn họ lập tức đi thông báo Thiên Âm Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Canh gác cửa thành luân hồi cảnh cường giả tuy rằng còn không biết thân phận của Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong có thể có được Thái Thượng Trưởng Lão lệnh bài, bọn hắn đối với Diệp Thần Phong mệnh lệnh tuyệt đối là vâng theo. Chương 1746, đá vào tấm sắt. Các ngươi là đi tìm cái chết đấy sao? Diệp Thần Phong đối với Cao An Phúc đằng đằng sát khí lời nói, hắn liền một điểm sợ hãi ý tứ cũng không có, trái lại trả đổ tới hỏi Cao An Phúc một câu như vậy. Phải biết Cao An Phúc chính là niết bàn cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cường giả, nguyên bản lưu ở cửa thành bên ngoài muốn gia nhập ở Lion Tông Môn, bọn hắn cũng không biết thân phận của Diệp Thần Phong, nhưng là bọn hắn biết hôm nay là Diệp Thần Phong đang phụ trách khảo hạch, bọn hắn suy đoán Diệp Thần Phong tại Thiên Âm cửa địa vị không thấp. Dù sao lúc trước Diệp Thần Phong đi tới Thiên Âm thành thời điểm, trên đầu hắn nhưng là mang đấu bồng, những này ngoài cửa thành tông không có cửa đâu nhận ra Diệp Thần Phong đến. Cao An Phúc trên mặt da thịt trong nháy mắt nhăn thành một đoàn, bên trong thân thể của hắn mãnh liệt thật khí thế lăn lộn, quát lên, tiểu tử, lẽ nào ngươi cho rằng Thiên Âm Môn ở Lion hội bảo vệ các ngươi sao? Chúng ta đã gia nhập ba đại tông môn liên minh, ngươi giết ta Cửu Huyền Kiếm Tông tông chủ và thiếu tông chủ, nếu như Thiên Âm Môn ở Lion yếu bảo vệ ngươi, như vậy đây không thể nghi ngờ là muốn cùng ba đại tông môn ở Lion đối kháng rồi. Canh gác cửa thành hai tên luân hồi cảnh cường giả, một người trong đó đã thông qua truyền tống trận đi thông báo Thiên Âm Môn Thái Thượng Trưởng Lão rồi, lưu lại tên này luân hồi cảnh cường giả. Hắn nói ra, không có được chúng ta Thiên Âm Môn cho phép, ai cũng không thể ở nơi này động thủ giết người, chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão đã tại chạy tới, hết thảy đều do bọn hắn định đoạt. Cửu Huyền Kiếm Tông Cao An Phúc, Cao Thành Trung cùng Thủy Gia Thủy Vinh Sinh, được tên này luân hồi cảnh cường giả vừa nói như thế, bọn hắn cũng thật sự không tốt động thủ rồi. Nếu như ở nơi này động thủ chính là không nể mặt Thiên Âm Môn rồi, tuy rằng bọn hắn đã gia nhập ba đại tông môn ở Lion, nhưng là bọn hắn cũng vẫn không có cùng Thiên Âm Môn đối kháng dũng khí. Tên này canh gác cửa thành luân hồi cảnh cường giả, hắn cũng không biết Diệp Thần Phong thân phận chân chính. Hắn có thể làm chính là kéo dài đến Thiên Âm Môn Thái Thượng Trưởng Lão đến. Thủy Tử Yên đám người đã đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh rồi. Cao An Phúc đám người đứng ở khoảng cách Diệp Thần Phong bọn hắn chừng 10 thước địa phương xa. Trên mặt bọn họ được vô cùng vô tận lửa giận cho tràn ngập, căn cứ Thủy Vinh Sinh nói tới. Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung biết Diệp Thần Phong phía sau cũng không có bất kỳ bối cảnh, nói cách khác Diệp Thần Phong không thể nào là Thiên Âm Môn người. Cho dù Diệp Thần Phong bây giờ đã gia nhập Thiên Âm Môn ở Lion, nhưng chỉ cần bọn hắn nói ra muốn giết Diệp Thần Phong, e sợ Thiên Âm Môn ở Lion xem ở ba đại tông môn ở Lion trên mặt mũi, cũng sẽ đem Diệp Thần Phong đám người cho giao ra đây. Bây giờ tại Cao An Phúc đám người xem ra, bọn hắn chỉ cần chờ Thiên Âm Môn Thái Thượng Trưởng Lão đến rồi, dù sao cũng là bọn hắn tông môn tông chủ và thiếu tông chủ được Diệp Thần Phong giết. Cao Thành Trung ánh mắt che lấp cực kỳ, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong quát lên, tự coi như ngươi có luân hồi kính tứ trọng thiên thực lực thì lại làm sao? Ta cũng không tin Thiên Âm Môn sẽ vì ngươi người này, muốn cùng ba đại tông môn ở Lion triệt để quyết liệt. Lời này vừa nói ra. Ở cửa thành bên ngoài lần nữa nhấc lên một ít gợn sóng. Diệp Thần Phong vẫn là áp chế thực lực, ở đây còn lại tông môn người, bọn hắn cũng không biết Diệp Thần Phong có luân hồi cảnh thực lực, dù sao Diệp Thần Phong quá trẻ tuổi. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm hai tỷ muội. Ánh mắt của các nàng nhìn chằm chằm Thủy Vinh Sinh vị lão tổ này, Thủy Tử Yên mày liễu nhíu thật chặt, người không nghĩ tới của mình lão tổ thật sự nhẫn tâm đã đến cái trình độ này, người mở miệng nói Thủy Vinh Sinh, người có phải hay không quá tuyệt tình. Chúng ta dù nói thế nào đều là vãn bối của ngươi. Nếu như lúc trước ngươi không buộc chúng ta gả cho cái gì Cửu Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ, như vậy liền tuyệt đối sẽ không có chuyện ngày hôm nay phát sinh. Thủy Vinh Sinh mặt ra vi vi chịu động. Hắn vô tình nói ra, làm sao? Lẽ nào xuất hiện tại các ngươi yếu cầu xin tha thứ sao? Đáng tiếc hết thảy đều đã chậm, hai người các ngươi tỉ muội muốn tới dưới đất đi bồi tiếp Cửu Huyền Kiếm Tông thiếu chủ. Quay đầu lại các ngươi vẫn là không thoát khỏi được vận mệnh của mình. Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm ra ra Thủy Hồng Phúc, hắn vẫn đục trong con ngươi tràn đầy khó chịu, hắn mở miệng nói, lão tổ.
Ngươi nhưng thật là chúng ta tốt lão tổ a hát. Nguyên bản tuy rằng ta nói rồi cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, nhưng trong lòng ta vẫn có một tia hy vọng. Nhưng ngươi để cho ta hoàn toàn tuyệt vọng, như vậy từ hôm nay trở đi. Chúng ta liền là không chết không thôi kẻ địch rồi, ngươi muốn chúng ta chết, như vậy chúng ta cũng muốn ngươi chết. Ha ha ha, Thủy Vinh Sinh khinh thường bắt đầu cười lớn, nói ra kẻ địch. Các ngươi xứng sao, các ngươi cho rằng Thiên Âm Môn ở Lion sẽ thu lưu các ngươi. Hội bảo vệ các ngươi quả thực là tại si nhân nằm mơ. Thủy Vinh Sinh độc ác ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hắn lại nói, tiểu tử, thế nào? Tự coi như ngươi hiện tại đã gia nhập Thiên Âm nhóm ở Lion thì lại làm sao? Bây giờ địa huyền giới tình thế đại loạn, Thiên Âm Môn ở Lion tuyệt đối sẽ không muốn cùng ba đại tông môn ở Lion triệt để cắt đứt, ngươi chỉ sẽ trở thành bọn hắn đẩy ra vật hy sinh mà thôi. Trời xanh tông tông chủ Chu Vô Danh cùng Nhai Hải các tông chủ Vương Diệu Biển đám người, ánh mắt của bọn họ cũng dồn dập tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Chỉ thấy Diệp Thần Phong cực kỳ lạnh nhạt nói, yên tâm, hôm nay ai cũng không gây thương tổn các ngươi, Thiên Âm Môn ở Lion sẽ nhận lấy các ngươi, bởi vì những lời này là ta Diệp Thần Phong nói. Đùa giỡn, Diệp Thần Phong thân là ở Lion minh chủ, hắn còn không quyền lợi nhận lấy Thủy Tử Yên đám người. Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung hai người này, thân thể bọn họ bên trong lửa giận hoàn toàn sôi trào lên, bọn hắn hận không thể lập tức đem Diệp Thần Phong cho chém thành muôn mảnh. Cao Thành Trung quát lạnh, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Ngươi lẽ nào có thể đại biểu Thiên Âm Môn sao? Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ra ta không thể đại biểu Thiên Âm Môn. Chính lúc Cao Thành Trung đám người khóe miệng hiện lên khinh thường cười gằn, cho rằng Diệp Thần Phong chính là một cái ăn nói ngông cuồng tiểu tử lúc. Diệp Thần Phong tiếp tục nói, nhưng là ta có thể đại biểu Thiên Âm Môn cái này ở Lion, bởi vì ta là cái này ở Lion minh chủ. Diệp Thần Phong không có ý định ẩn giấu minh chủ thân phận, hắn cũng không có ý định tại sau 10 ngày thịnh điển thượng lại vạch trần thân phận này rồi. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra, Thiên Âm Thành ngoài cửa thành nhất thời yên lặng mấy giây, sát theo đó, từng đạo khinh bỉ ánh mắt quang hướng Diệp Thần Phong. Nguyên bản chung quanh còn lại tông môn, bọn hắn cho rằng Thiên Âm Môn ở Lion nhất định sẽ từ bỏ Thủy Tử Yên đám người, thế nhưng Diệp Thần Phong bằng chừng ấy tuổi liền có luân hồi cảnh tứ trọng thiên thực lực, Thiên Âm Môn nên ra sức bảo vệ một cái, dù sao Diệp Thần Phong bực này tuổi, nắm giữ bực này thực lực, đây chính là chưa từng có ai. Nhưng hôm nay Diệp Thần Phong dĩ nhiên nói chính hắn là ở Lion minh chủ. Đây không phải tại nói bậy nói bạ sao? Câu nói này nếu như truyền vào Thiên Âm Môn Thái Thượng Trưởng Lão trong tai, e sợ Thiên Âm Môn không những sẽ không đảm bảo Diệp Thần Phong, ngược lại sẽ đem Diệp Thần Phong cho một cước đá đi ra. Thủy Tử Yên mấy người cũng tràn ngập lo lắng nhìn xem Diệp Thần Phong, tuy rằng bọn hắn muốn đi tin tưởng Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong lời nói quá mức kinh người rồi, khiến người ta vừa nghe giống như là lời nói dối. Cao An Phúc, Cao Thành Trung cùng Thủy Vinh Sinh ba người này, bọn hắn cảm giác mình thật giống như tại nhìn một cái khiêu lương tiểu sử biểu diễn. Thủy Vinh Sinh cười lạnh nói, ngươi là Thiên Âm Môn ở Lion minh chủ. Sau đó các loại Thiên Âm Môn Thái Thượng Trưởng Lão đến sau đó ta lại muốn hảo hảo thỉnh giáo một chút ngươi tên rác rưởi này là như thế nào ngồi trên vị trí minh chủ. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt đều tràn đầy dị dạng, liền ngay cả Thủy Tử Yên đám người trong đầu thần kinh cũng là căng thẳng. Tên kia canh gác ở cửa thành luân hồi cảnh cường giả. Hắn cũng đúng Diệp Thần Phong sản sinh một tia bất mãn, dù sao hắn cũng cho rằng Diệp Thần Phong là ở nói bậy nói bạ, mà hắn lại là Thiên Âm Môn trưởng lão, hắn đương nhiên sẽ không đối Diệp Thần Phong có hảo cảm được rồi. Chính lúc này, nhất cổ niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế, trong nháy mắt thanh ngoài cửa thành cho bao phủ lại rồi, này để người ở chỗ này sắc mặt dồn dập đại biến. Mặc một bộ màu trắng cung trang Tô Nguyệt, thân ảnh của nàng phiêu dật xuất hiện tại ngoài cửa thành. Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung đang nhìn đến Tô Nguyệt sau, sắc mặt của bọn họ đột nhiên biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới Tô Nguyệt dĩ nhiên còn chưa chết. Nhớ năm đó Tô Nguyệt danh tiếng cũng là vang vọng toàn bộ huyền giới. Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung không ngừng điều chỉnh trong cơ thể linh khí, bọn hắn tại sửng sốt một giây đồng hồ sau đó Cao An Phúc nói ra, Tô Nguyệt, đã lâu không gặp, lần này ta tới là phải xử lý một chút chuyện, ta nghĩ các ngươi nên tình nguyện phối hợp chúng ta. Tiếp lấy, Cao An Phúc ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói ra, vừa vặn tiểu tử này dĩ nhiên giả mạo các ngươi ở Lion minh chủ,
ta giúp đỡ các ngươi tìm ra một cái con sâu làm dầu nồi canh. Chính lúc Thủy Vinh Sinh cũng nóng lòng muốn thử muốn mở miệng thời điểm, Tô Nguyệt liếc nhìn Diệp Thần Phong, trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt vô cùng nhu hòa, người đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, người cười nói chúng ta tiểu minh chủ, xem ra uy tín của ngươi lực không đủ cao a hát. Rõ ràng ngươi chính là chúng ta ở Lion Minh Chủ, làm sao lại có một ít chó và mèo chọc tới trên đầu ngươi đến rồi. Chúng ta tiểu minh chủ, Tô Nguyệt rất tình nguyện vì ngươi ra sức, liền để ta giúp ngươi giải quyết xong những này chó và mèo đi. Tô Nguyệt tại Diệp Thần Phong trước mặt giống như một cái ôn nhu đại tỷ tỷ. Lời ấy một chỗ, hiện trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không tiếng động. Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung nụ cười trên mặt trong nháy mắt không còn sót lại chút gì rồi, Thủy Vinh Sinh vừa vặn mở ra miệng cũng cứng ngắc ở, ba người bọn họ ra đầu phảng phất đều phải nổ tung ra rồi, bên tai là vang lên ong ong, bọn hắn không thể tin được chính mình nghe được. Này, này Diệp Thần Phong làm sao có khả năng đúng là Thiên Âm Môn ở Lion Minh Chủ. Cao An Phúc đám người có một loại từ phía trên đường mất nhập địa ngục cảm giác, bọn họ là hoàn toàn đá vào tấm sắt rồi. Chương 1747, không ai ngăn cản các ngươi động thủ. Liền ở tất cả mọi người rơi vào một loại hoang đường, một có loại cảm giác không thật bên trong thời điểm. Nhất cổ lại một luồng mạnh yếu khác nhau niết bàn cảnh khí thế dồn dập bao phủ lại Thiên Âm Thành bên ngoài. Thiên Âm Môn mặt khác bốn vị thái thượng trưởng lão, nắm giữ niết bàn cảnh tam trọng thiên trung kỳ Giang Nguyên Thành, nắm giữ niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ Đinh Viễn Biển. Nắm giữ niết bàn cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ Ngựa Dung Hoa cùng nắm giữ niết bàn cảnh ngũ trọng sơ kỳ Lý Khiếu Văn, thân ảnh của bọn họ cũng dồn dập xuất hiện tại ngoài cửa thành. Nhưng này xa xa còn chưa kết thúc. Tại bốn vị này thái thượng trưởng lão cũng đến sau đó Thiên Âm Môn tông chủ Tô Băng Vân, Vân Tiên Tông lão tổ Tả Đức Nguyên, Lạc Nhật Đảo lão tổ Ngô Thanh Sơn, Xích Viêm Tông lão tổ Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An, những người này cũng toàn bộ xuất hiện tại Thiên Âm Thành ngoài cửa thành. Những này lần lượt chạy tới người, thực lực của bọn họ toàn bộ đều tại niết bàn cảnh tầng thứ, nồng nặc mãnh liệt niết bàn cảnh khí thế cuốn sạch lấy mỗi một tấc không khí. Những người này mặc dù so sánh Tô Nguyệt chậm một bước, nhưng là bọn hắn vừa vặn thần niệm toàn bộ phóng ra ngoài rồi, đem Cao An Phúc nói là nghe được nhất thanh nhị sở. Diệp Thần Phong chính là ở Lion Minh Chủ, lại há là những người khác có thể xấu hổ. Nhục. Huống chi Diệp Thần Phong vẫn là ngũ phẩm luyện dược sư cùng ngũ phẩm luyện khí sư, Thiên Âm Môn bốn vị này thái thượng trưởng lão, bọn hắn đang lo nên làm sao hướng về Diệp Thần Phong mở miệng, để Diệp Thần Phong giúp bọn họ luyện chế mấy viên ngũ phẩm đan dược đây. Bây giờ đây không phải đưa tới cửa một cái cơ hội tốt mà. Bọn hắn cũng không làm được bỏ qua cái này cùng Diệp Thần Phong kéo gần quan hệ cơ hội. Giang Nguyên Thành cười ha hả nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, minh chủ. Vừa vặn là ai nghi vấn thân phận của ngươi. Để lão phu ta đến hung hăng gọt hắn. Đinh Viễn Miển cũng nói, dĩ nhiên có người dám đến chúng ta Thiên Âm Thành đến gây sự. Chả dám trước mặt mọi người nghi vấn minh chủ của chúng ta. Là ai như thế có dũng khí, đứng ra để cho ta Đinh Viễn Miển cũng mở mang. Ngựa Dung Hoa nhưng là nói ra, phí cái gì lời nói, trực tiếp động thủ thì phải, chúng ta minh chủ há lại là những người này có thể khi dễ. Mà Lý Khiếu Văn cực kỳ bình tĩnh nói, động cái gì tay? Minh chủ đều không nói gì đây. Nghe một chút minh chủ nói thế nào đi. Giang Nguyên Thành, Đinh Viễn Miển cùng Ngựa Dung Hoa ba vị này thái thượng trưởng lão. Bọn hắn hung hăng muốn cùng Diệp Thần Phong kéo gần quan hệ, nhưng quay đầu lại vẫn là thua Lý Khiếu Văn. Lý Khiếu Văn chiêu thức ấy công phu nịnh hót thật là không lời nói. Những thái thượng trưởng lão này thực sự là không biết xấu hổ ra. Thật sự là ngũ phẩm luyện dược sư luyện chế rất nhiều đan dược đều đối niết bàn cảnh cường giả có tác dụng cực lớn. Cùng Diệp Thần Phong như thế kéo gần quan hệ, bọn hắn không có chút nào sẽ cảm thấy mất mặt, dù sao bọn hắn nhận thức vì tương lai Diệp Thần Phong thành tựu khẳng định xa hoàn toàn không chỉ như thế, Diệp Thần Phong thực lực cũng sớm muộn cũng sẽ siêu vượt bọn họ. Tô Băng Vân cùng Tả Đức Nguyên mấy người cũng cực kỳ kiên định đứng ở Diệp Thần Phong phía sau. Bọn hắn ánh mắt không lành nhìn chằm chằm Cửu Huyền Kiếm Tông Cao An Phúc, Cao Thành Trung cùng Thủy Gia Thủy Vinh Sinh. Canh gác cửa thành tên kia luân hồi cảnh cường giả, hắn vừa vặn cho rằng Diệp Thần Phong giả mạo ở Lion Minh Chủ, hắn đối Diệp Thần Phong còn có một tia bất mãn, hiện tại hắn nhìn xem Tô Nguyệt cùng mặt khác bốn tên thái thượng trưởng lão từng miếng hô Minh Chủ, hắn cả người run lên một cái.
Sau lưng là mồ hôi lạnh ứa ra, may là trước hắn không có mạo phạm Diệp Thần Phong, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong thật sự chính là ở Lion Minh Chủ. Mà ngoài cửa thành còn lại muốn tham gia khảo hạch, hoặc là khảo hạch thất bại chả không hề rời đi tông môn, trong lòng bọn họ là hối hận vạn phần, sớm biết Diệp Thần Phong chính là ở Lion Minh Chủ, bọn hắn hẳn là muốn hảo hảo sáo sáo cận hồ, nói không chắc bọn hắn là có thể đặc cách gia nhập liên minh. Về phần trời xanh tông tông chủ Chu Vô Danh, Nhai Hải các tông chủ Vương Diệu Biển cùng Thủy Gia Thủy Tử Yên đám người, bọn hắn thật sự có loại cảm giác đang nằm mơ rồi. Thiên âm môn cái này ở Lion nhưng là địa huyền giới lớn thứ hai ở Lion, hiện nay lớn thứ nhất ở Lion chính là ba đại tông môn ở Lion. Tại Cao An Phúc, Cao Thành Trung cùng Thủy Vinh Sinh ba người này, bọn hắn dường như cọc gỗ bình thường đứng tại chỗ thời điểm. Từ Thiên Âm Thành nơi xa lại có một nhóm người tại chạy tới, nhóm người này rất nhanh cũng đã tới Thiên Âm Thành bên ngoài. Nhóm người này chính là Cửu Huyền Kiếm Tông trưởng lão cùng đệ tử. Mấy ngày nay bọn hắn cũng là một mực tại siêu tầm Thủy Tử Yên đám người hành tung, đương nhiên trong đó phản bội trời xanh tông cùng Nhai Hải các một tên trưởng lão cũng đang bên trong. Nhóm người này bên trong, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có tại luân hồi cảnh. Diệp Thần Phong mở miệng nói, được rồi, xuất hiện tại các ngươi tiếp viện cùng ta tiếp viện đều đã tới, chúng ta có phải không hẳn là thanh món nợ tính toán một chút. Đứng tại chỗ Cao An Phúc các loại người tức đến muốn phun máu ra rồi. Bọn hắn tiếp viện có thể gọi là tiếp viện sao? Bọn hắn này cái gọi là tiếp viện có thể cùng Diệp Thần Phong tiếp viện đánh đồng với nhau sao? Tô Nguyệt đám người đã tướng khí thế thu nhập trong cơ thể, bọn hắn toàn bộ là đứng ở Diệp Thần Phong phía sau. Bọn họ là cho đủ Diệp Thần Phong mặt mũi, chỉ cần Diệp Thần Phong mở miệng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự động thủ. Chạy tới cửa thành Cửu Huyền Kiếm Tông trưởng lão cùng đệ tử, tuy rằng bọn hắn cảm giác bầu không khí không đúng lắm, nhưng bọn họ cũng không hề hướng về chỗ hỏng suy nghĩ, dù sao Tô Nguyệt đám người bọn họ đều là chưa từng thấy, trong đó trời xanh tông cùng Nhai Hải các kẻ phản bội chính là hai cái lão đầu, bọn họ là hai cái này tông môn nguyên bản trưởng lão, trời xanh tông cùng Nhai Hải các thuộc về ngũ phẩm tông môn, hai người bọn họ kiến thức thì yếu càng thêm thấp. Hai cái này kẻ phản bội phân biệt gọi là Hồ Như Ý Nam cùng Từ Đức Sinh, thực lực đều tại tạo hóa cảnh tầng thứ. Bọn hắn mặc dù biết nơi này chính là Thiên Âm Môn địa bàn, nhưng bọn họ cũng biết Cửu Huyền Kiếm Tông gia nhập ba đại tông môn ở Lion. Hơn nữa bọn hắn trả từ Cửu Huyền Kiếm Tông trưởng lão trong miệng biết được, cho dù trời xanh tông bọn hắn muốn gia nhập Thiên Âm Môn ở Lion, e sợ Thiên Âm Môn ở Lion cũng sẽ không tiếp nhận. Hồ Như Ý Nam cùng Từ Đức Sinh hai người này, bọn hắn phản bội tông môn của mình, bọn hắn bức thiết muốn tại Cửu Huyền Kiếm Tông bên trong biểu hiện một chút, thế là... Hồ Như Ý Nam lập tức quát, Chu Vô Danh, Vương Diệu Biển, hai người các ngươi hoàn toàn là gieo gió gặt bão, các ngươi cho rằng Thiên Âm Môn ở Lion hội tiếp nhận các ngươi sao? Các ngươi thiếu nằm mơ. Từ Đức Sinh cũng lập tức quát lên, muốn trách cũng chỉ trách các ngươi đắc tội người không nên đắc tội, đi theo các ngươi chỉ có một con đường chết, chúng ta dựa vào cái gì bồi các ngươi chịu chết? Cao An Phúc, Cao Thành Trung cùng Thủy Vinh Sinh ba người này. Bọn hắn giờ khắc này hận không thể lập tức đem Hồ Như Ý Nam cùng Từ Đức Sinh cho đập chết. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển, hai người bọn họ trong con ngươi tràn đầy lửa giận, được chính mình tín nhiệm người phản bội, cảm giác này là phi thường không dễ chịu. Diệp Thần Phong ngược lại cũng nghe rõ một ít chuyện, hắn nói ra, Chu Vô Danh, Vương Diệu Biển, hai người các ngươi đi giải quyết cái kia hai tên phản đồ đi. Tiếp lấy. Diệp Thần Phong rồi hướng Tô Nguyệt đám người, nói ra, chỉ cần bọn hắn trong đó có bất luận một ai dám động thủ, như vậy liền giết chết không cần luận tội. Tô Nguyệt đám người ánh mắt như ngừng lại Cao An Phúc trên người bọn hắn, mà Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển nhưng là không chút do dự hướng về Hồ Như Ý Nam cùng Từ Đức Sinh đi tới. Hồ Như Ý Nam cùng Từ Đức Sinh này mới cảm giác được một chút quái dị, Cao An Phúc đám người dĩ nhiên hoàn toàn không ý định động thủ. Lần sau lại nghe được Chu Vi Tông môn tiếng bàn luận, hai người bọn họ cuối cùng là nghe rõ một ít chuyện, nguyên lai Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển ôm lên trời âm câu đối hai bên cửa minh minh chủ bắp đùi. Hồ Như Ý Nam cùng Từ Đức Sinh nhìn xem càng đi càng gần Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển, Cao An Phúc, Cao Thành Trung cùng Thủy Vinh Sinh sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi, Hồ Như Ý Nam cùng Từ Đức Sinh tuy rằng ngu xuẩn một ít, nhưng như thế nào đi nữa cũng là đầu phục bọn hắn. Nếu như ở ngay trước mặt bọn họ bị giết rồi,
như vậy bọn hắn Cửu Huyền Kiếm Tông có thể nói là mất hết thể diện rồi. Cao An Phúc nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nói ra, người đừng khinh người quá đáng rồi, cho ta có chừng có mực một ít đi. Chúng ta đã gia nhập ba đại tông môn liên minh, lẽ nào các người thật sự muốn cùng ba đại tông môn cắt đứt sao? Cao Thành Trung cũng quát lên, chúng ta hôm nay có thể rời đi, làm người làm việc hay là lưu một đường tốt, ngày sau cũng tốt gặp mặt. Diệp Thần Phong nhún nhún vai, cười nói, hiện tại biết khinh người quá đáng sao? Vừa vặn các ngươi không phải là muốn giết chết ta sao? Ta vì cái gì yếu lưu một đường, ta không có ý định cùng các ngươi gặp mặt lại rồi, e sợ đời này cũng sẽ không cùng các ngươi gặp mặt lại rồi, các ngươi cho rằng đi tới trên địa bàn của ta muốn giết chết ta, các ngươi chả có thể sống rời đi sao? Diệp Thần Phong tiếp tục trào phúng nói, ta lại không có ngăn cản các ngươi động thủ, chúng ta ngăn trở sao? Các ngươi có thể động thủ a hát. Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung trên mặt giường như màu gan heo. Bọn hắn dám động thủ sao? Không dám. Bọn hắn rất rõ ràng chỉ cần bọn hắn có động thủ xu thế, e sợ Tô Nguyệt đám người sẽ trong nháy mắt đem bọn hắn đánh chết. Tuy rằng thực lực của bọn họ cũng đang niết bàn cảnh tầng thứ, nhưng ở Tô Nguyệt đám người trước mặt chả thực sự không đáng chú ý. Chương 1748, yêu cầu lập uy. Hồ Như Ý Nam cùng Từ Đức Sinh hai cái này kẻ phản bội, bọn hắn nhìn thấy Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung căn bản không dám động thủ, sắc mặt của bọn họ càng ngày càng tái nhợt. Về phần Cửu Huyền Kiếm Tông các trưởng lão khác cùng đệ tử, bọn hắn nhìn thấy của mình Thái Thượng trưởng lão cũng không dám động thủ, bọn hắn tự nhiên là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ được rồi. Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển chạy tới hai cái này kẻ phản bội trước mặt, trong lòng bọn họ trừ tức giận ra liền vẫn là phẫn nộ rồi. Nếu không có hai người kia phản bội, bọn hắn hội hy sinh nhiều như vậy đệ tử cùng trưởng lão sao? Nếu không có hai người này phản bội, bọn hắn có thể cực kỳ an toàn đến Thiên Âm Thành. Hồ Như Ý Nam cùng Từ Đức Sinh tại bước ngoặt sinh tử thời khắc, bọn hắn bay thẳng đến Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển quỳ xuống. Hồ Như Ý Nam cùng Từ Đức Sinh liên tục cầu xin tha thứ, dáng dấp là muốn có đáng thương biết bao liền có nhiều đáng thương. Chu Vô Danh cười lạnh nói, hiện tại cầu xin tha thứ còn có tác dụng sao? Các ngươi phản bội chúng ta vậy thì thôi, tại sao phải đang len lén lúc rời đi, chả giết chết chúng ta môn hạ số tên đệ tử? Các ngươi cho là mình còn sống cần phải sao? Vương Diệu Biển lửa giận tràn ngập trên mặt, bắp thịt vi vi co giật, hắn biết không cần thiết nhiều lời nữa, trong cơ thể hắn luân hồi cảnh thật khí thế nhấp nhô, mà Chu Vô Danh lập tức cũng để dâng lên trong cơ thể khí thế. Hai người bọn họ phải giải quyết tạo hóa cảnh Hồ Như Ý Nam cùng Từ Đức Sinh là chắc chắc có thừa. Hồ Như Ý Nam cùng Từ Đức Sinh căn bản liền sức phản kháng cũng không có, Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển thủ trưởng trực tiếp xuyên thấu ngực của bọn họ, đem trái tim của bọn họ đánh nát. Đang giải quyết hai tên phản đồ sau đó Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển về tới Diệp Thần Phong bên cạnh, hướng về Diệp Thần Phong cực kỳ cung kính nói một tiếng cảm ơn. Trong quá trình này, Cao An Phúc đám người từ đầu tới cuối cũng không dám nhúc nhích một cái, mà Thủy Vinh Sinh trong lòng là hối hận rồi. Hắn thật sự hối hận rồi, nếu như sớm biết Diệp Thần Phong có loại này bối cảnh. Như vậy hắn cho dù cùng Cửu Huyền Kiếm Tông làm lộn tung lên, hắn cũng sẽ hủy bỏ hôn ước. Không phải là nói Diệp Thần Phong là không có một người bối cảnh người sao? Hắn làm sao có khả năng đã trở thành Thiên Âm Môn ở Lion Minh Chủ? Không khí bây giờ có phần nghiêm nghị. Hẳn là Cửu Huyền Kiếm Tông bên kia bầu không khí có phần nghiêm nghị, Cao An Phúc được tay áo che kín thủ trưởng thật chặt nắm thành quyền đầu, hỏi hắn các ngươi đến cùng muốn thế nào. Chúng ta là ba đại tông môn liên minh người, các ngươi nếu như giết chúng ta, như vậy các ngươi cũng tuyệt đối sẽ gặp phải trả thù. Diệp Thần Phong ánh mắt từ Cao An Phúc đám người trên mặt đảo qua, hắn biết hắn người minh chủ này hiện nay chỉ có Tô Nguyệt đám người là chân chính thừa nhận. Liền ngay cả Thiên Âm Môn nội môn trưởng lão cũng không quá tán đồng hắn người minh chủ này, về sau gia nhập liên minh người khẳng định cũng sẽ chất vấn. Cho nên Diệp Thần Phong hiện tại nhất định muốn lập uy, hắn yếu khiến người khác biết hắn đủ tư cách ngồi trên vị trí minh chủ. Lập uy đối tượng lựa chọn Thủy Vinh Sinh không thể thích hợp hơn rồi, Thủy Vinh Sinh thực lực tại Niết Bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, lần trước Diệp Thần Phong sở dĩ tại Thủy Vinh Sinh trong tay bị trọng thương. Điều này là bởi vì hắn không có đem lôi đình giết phát huy đến mức tận cùng, lần trước hắn chỉ lấy ra đến 16 lần cửu thiên huyền lôi, Thủy Vinh Sinh công kích liền đã tới, này làm cho hắn chỉ có thể kiên trì đi nghênh chiến rồi.
Lại nói, lần trước Thủy Tử Yên mấy người cũng ở đây. Hắn không thể để Thủy Tử Yên đám người nằm ở trong nguy hiểm, cho nên, hắn chỉ có thể tạm thời rời đi. Về phần Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung hai người này, Diệp Thần Phong hiện tại muốn giết chết hắn nhóm. Hắn nhưng là liền một điểm nắm chặt cũng không có. Diệp Thần Phong nói ra, ta có thể cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, ta cùng Thủy gia lão đầu này quyết chiến sinh tử, hắn nếu như có thể chiến thắng ta. Như vậy các ngươi hôm nay tất cả mọi người có thể rời đi, nhưng nếu như hắn đã thua bởi ta. Như vậy toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này đi. Cao An Phúc chau mày, hỏi hắn, hai người các ngươi đơn độc đối chiến. Sinh tử bất luận, trên đường không thể có bất luận kẻ nào nhúng tay. Diệp Thần Phong gật đầu nói, không sai, đây là các ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Cao An Phúc không biết Diệp Thần Phong đang giở trò quỷ gì, thế nhưng bây giờ cũng chỉ có như vậy. Diệp Thần Phong nếu trước mặt mọi người nói ra lời nói này, hắn thân là ở Lion Minh Chủ, khẳng định như vậy không thể đổi ý. Cao An Phúc lập tức nói ra, được, chúng ta đáp ứng rồi. Tại Cao An Phúc xem ra Diệp Thần Phong dù sao chỉ là một cái luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ người, mà Thủy Vinh Sinh thực lực tại Niết Bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ. Cao An Phúc đối với Thủy Vinh Sinh nhỏ giọng nói, vừa bắt đầu liền sử xuất toàn lực, tiểu tử này nếu đưa ra yêu cầu này, như vậy hắn khẳng định là đối với chính mình có phần tự tin, nhưng hắn dù sao chỉ là luân hồi cảnh thực lực, hắn đã nói rồi sinh tử bất luận, nếu như ngươi có thể giết hắn. Như vậy Thiên Âm Môn ở Lion khẳng định cũng không cách nào nói cái gì, dù sao ở đây còn có những tông môn khác. Diệp Thần Phong cũng đúng Thủy Tử Yên đám người thấp giọng hỏi, nếu như ta giết Thủy Vinh Sinh, như vậy các ngươi sẽ thương tâm sao? Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm trực tiếp lắc lắc đầu, Thủy Hồng Phúc cũng nói, Thần Phong, ngươi yên tâm động thủ đi. Chúng ta đối với hắn đã không có bất luận cảm tình gì rồi, bất quá, chính ngươi phải cẩn thận, thực lực của hắn không kém. Tô Nguyệt đám người ánh mắt lo lắng nhìn xem Diệp Thần Phong, trước đó Giang Nguyên Thành đối Diệp Thần Phong khảo hạch, Diệp Thần Phong lực công kích có thể so sánh Niết Bàn cảnh nhất trọng thiên trung kỳ cao thủ, nhưng Thủy Vinh Sinh có Niết Bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, lại nói ai biết Thủy Vinh Sinh có hay không cái gì tuyệt chiêu. Nhưng Diệp Thần Phong dĩ nhiên đã mở miệng, hắn thân là ở Lion Minh Chủ, Tô Nguyệt đám người cũng phản bác không được rồi, lại nói bọn hắn tin tưởng Diệp Thần Phong không phải một cái người ngu xuẩn. Diệp Thần Phong đứng dậy. Thủy Vinh Sinh cũng đứng dậy. Thủy Vinh Sinh trên mặt hiện lên độc ác vẻ, Diệp Thần Phong nói ra, được rồi, như vậy giữa chúng ta sống chết chiến hiện tại bắt đầu. Dứt tiếng. Diệp Thần Phong trực tiếp rút ra sau lưng Thanh Vân Kiếm, bên trong thân thể của hắn cấp 3 hỏa chi kiếm ý, Phượng Hoàng Áo Nghĩa cùng Kỳ Lân Áo Nghĩa đã sớm vận chuyển. Thanh Vân Kiếm trong nháy mắt bị ngọn lửa cho bao trùm rồi. Ba tiếng Phượng hót. Ba tiếng Kỳ Lân tiếng kêu. Thanh Vân Kiếm vung ra. Ba con hỏa Phượng Hoàng cùng ba con hỏa Kỳ Lân trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hơn nữa ẩn chứa trong đó chân chính hỏa Phượng Hoàng cùng hỏa Kỳ Lân khí tức. Ba con hỏa Phượng Hoàng cùng ba con hỏa Kỳ Lân mãnh liệt hướng về Thủy Vinh Sinh xung kích tới. Bởi Diệp Thần Phong sớm liền chuẩn bị kỹ càng, hắn ra chiêu quá nhanh rồi, cho tới Thủy Vinh Sinh phản ứng chậm một nhịp. Hắn chỉ có thể bàn tay vội vã ở trong không khí kết ấn, thiên hỏa lá chắn. Tại Thủy Vinh Sinh trước mặt nhanh chóng tạo thành một mặt màu lửa đỏ tấm khiên. Oanh, một tiếng. Bởi vì quá vội vàng nguyên nhân, Thủy Vinh Sinh căn bản vô pháp sử dụng tới toàn lực. Màu lửa đỏ tấm khiên trong nháy mắt nổ tung, ba con hỏa Phượng Hoàng cùng ba con hỏa Kỳ Lân lập tức đem Thủy Vinh Sinh cắn nuốt mất rồi. Đợi đến hỏa Phượng Hoàng cùng hỏa Kỳ Lân tản đi. Chỉ thấy Thủy Vinh Sinh mặt mày xám xịt, trên đầu tóc cũng toàn bộ được đốt rụi rồi, trên người che kín từng đạo kiếm ngân, khóe miệng không ngừng có tiên huyết tràn ra tới. Tô Nguyệt trong miệng tự lẩm bẩm, một chiêu này power cũng không chỉ Niết Bàn cảnh nhất trọng thiên trung kỳ lực công kích rồi, một chiêu này tối thiểu có Niết Bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ công kích, hơn nữa một chiêu này là cấp 3 hỏa chi kiếm ý bên trong phụ gia Phượng Hoàng Áo Nghĩa cùng Kỳ Lân Áo Nghĩa. Một bên Giang Nguyên Thành cũng lập tức nói ra, hỏa chi kiếm ý cùng Phượng Hoàng Áo Nghĩa, có người nói này là công tử thần bí sẽ chiêu thức, chẳng lẽ nói Thần Phong liền là công tử thần bí. Tô Nguyệt mấy người cũng đều nghe nói qua công tử thần bí sự tình, dù sao Âm Minh Tông một trận chiến quá mức rung động. Tô Nguyệt gật đầu nói, đúng vậy, Thần Phong vô cùng có khả năng liền là công tử thần bí, xem ra hắn là muốn lập uy,
minh chủ của hắn vị trí chỉ có chúng ta tán đồng, hắn muốn để liên minh trong tất cả mọi người tán đồng, như vậy hắn liền tất cần phải lập uy, mà niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ Thủy Vinh Sinh đích thật là một cái không sai lập uy đối tượng. Chỉ cần hắn có thể đủ giết Thủy Vinh Sinh, hắn lại để cho mình công tử thần bí thân phận vạch trần, ta xem hắn chiến thắng Thủy Vinh Sinh sau đó hắn còn có thể vạch trần chính mình luyện dược sư cùng thân phận của luyện khí sư, đến lúc đó Thần Phong liền sẽ trong nháy mắt trở thành địa huyền giới đỉnh phong nhân vật. Tuy rằng công tử thần bí thân phận sẽ để cho luyện khí tông cùng linh dược cốc các loại tông môn căm thù, nhưng Thần Phong chính là chúng ta ở Lion Minh Chủ, hắn bây giờ đã có năng lực tự vệ rồi. Còn nữa hắn vẫn là ngũ phẩm luyện dược sư cùng ngũ phẩm luyện khí sư, lấy hắn hai loại thân phận, đến lúc đó đến đây gia nhập liên minh chúng ta cường giả tuyệt đối sẽ không thiếu. Thực sự là một cái người tâm tư kín đáo a hát, thật chờ mong hắn vẫn có thể cho chúng ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Tô Nguyệt thấp giọng nói xong, thanh âm của nàng chỉ có chu vi mấy cái thái thượng trưởng lão cùng Tô Băng Vân có thể nghe được. Chương 1749, uy danh truyền xa. Trên người che kín từng đạo kiếm ngân Thủy Vinh Sinh, hắn vẫn đục trong tròng mắt sát ý ngập trời, vừa vặn vội vàng thi triển thiên hỏa lá chắn, mặc dù không có thể thể hiện ra toàn lực, thế nhưng cũng đã ngăn được Diệp Thần Phong chiêu này thần thú phá thiên một phần lực lượng. Thủy Vinh Sinh chỉ là ở bề ngoài chật vật một chút, kỳ thực hắn cũng không hề được cỡ nào nội thương nghiêm trọng, hắn thấy Diệp Thần Phong không có lần nữa cấp tốc phát động công kích. Bên trong thân thể của hắn niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thật khí thế lập tức sôi trào lên, hắn biết hôm nay một trận chiến, hắn nhất định muốn thắng, một khi hắn thua, như vậy hắn và cửu huyền người của kiếm tông e sợ đều phải chết ở chỗ này rồi. Nếu cuộc chiến đấu này sinh tử bất luận, như vậy Thủy Vinh Sinh cũng sẽ không khách khí, dưới cái nhìn của hắn hắn hôm nay rơi đến nước này, hoàn toàn là Diệp Thần Phong một tay tạo thành. Thủy Vinh Sinh khóe mắt vi vi co giật. Hắn quát lên, ta đường đường niết bàn cảnh thực lực, ta làm sao có thể sẽ thua ngươi. Thủy Vinh Sinh bốn phía linh khí tuôn ra, trên mặt hắn da rẻ nhăn nheo liên tục rung động, phảng phất là được cuồng phong áp bức bình thường hắn không gian chung quanh nhấc lên từng đạo gợn sóng. Điên cuồng cười gần tại Thủy Vinh Sinh trên mặt nhộn nhạo lên, hắn khô héo bàn tay phải nhanh chóng đánh ra, dường như một tia chớp màu đen bình thường, tam trọng trường. Không khí bốn phía tại Thủy Vinh Sinh chu vi tạo thành từng cái vòng xoáy, ba đạo cự đại trưởng ấn tại Thủy Vinh Sinh trước mặt ngưng tụ mà thành, này tam đạo trưởng ấn lần lượt hướng về Diệp Thần Phong đập tới, mỗi một dấu bàn tay đều có rời non lấp biển lực lượng. Phàm là trưởng ấn xẹt qua địa phương, dưới đất là từng tấc nứt toác. Cách đó không xa Thủy Tử Yên đám người lông mày trong nháy mắt nhanh nhíu lại. Thủy Mộng Hàm mở miệng nhắc nhở, Diệp đại ca, cẩn thận. Chiêu này tam trọng trưởng rất mạnh. Này tam đạo trưởng ấn là cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Thứ một dấu bàn tay có niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ lực công kích, đạo thứ hai trưởng ấn có niết bàn cảnh nhị trọng thiên trung kỳ lực công kích, mà đạo thứ ba trưởng ấn nhưng là có niết bàn cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ lực công kích rồi. Một chiêu này tam trọng trưởng xem như là Thủy Vinh Sinh ép đáy hòm tuyệt chiêu, lần trước tại Thủy gia thời điểm, hắn đang cùng Diệp Thần Phong lần đầu sau khi giao thủ. Hắn không có lại triển khai tam trọng trường, đó là bởi vì Diệp Thần Phong cầm những tông môn khác tông chủ uy hiếp. Lúc trước Thủy Vinh Sinh chỉ lo tại tam trọng trường đem Diệp Thần Phong giải quyết thời điểm, Diệp Thần Phong đã giết chết mấy tên tông môn tông chủ rồi. Mà bây giờ, đây là hắn Thủy Vinh Sinh cùng Diệp Thần Phong đơn độc đối chiến, hắn thừa nhận Diệp Thần Phong thực lực rất mạnh, thế nhưng hắn cũng không tin mình sẽ thua bởi Diệp Thần Phong. Cửu Huyền Kiếm Tông Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung. Bọn hắn vừa vặn cũng vì Diệp Thần Phong lực công kích mà thán phục. Nhìn thấy Thủy Vinh Sinh được Diệp Thần Phong công kích cho thôn phệ, hai người bọn họ là lo lắng đề phòng, bọn hắn hiện tại cũng không có tâm tư suy nghĩ Diệp Thần Phong là không phải là cái gì công tử thần bí được rồi. Bây giờ thấy Thủy Vinh Sinh triển khai ra tam trọng trưởng, Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung rõ ràng cảm thấy tam đạo trưởng ấn bên trong sức mạnh, bọn hắn này mới yên tâm xuống. Tam trọng trưởng cuối cùng một trưởng nhưng là có niết bàn cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ lực công kích, bọn hắn không tin Diệp Thần Phong chỉ là luân hồi cảnh thực lực, hắn có thể đủ đỡ chiêu này tam trọng trưởng. Thiên Âm Môn tông chủ Tô Băng Vân, người hàm răng cắn chặt môi. Tô Nguyệt cảm thấy Tô Băng Vân trên mặt lo lắng mơ hồ, nàng nói các ngươi nhìn Thần Phong trên tay phải. Tô Băng Vân cùng Thiên Âm Môn mặt khác tứ đại thái thượng trưởng lão đám người. Ánh mắt của bọn họ lập tức tập trung đến Diệp Thần Phong trên tay phải.
chỉ thấy Diệp Thần Phong bàn tay phải màu đỏ ánh chớp mãnh liệt. Bao vây lấy bàn tay hắn màu đỏ lôi điện chả đang không ngừng mở rộng. Vừa vặn Diệp Thần Phong đang sử dụng thần thú phá thiên thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu lấy ra trong óc cửu thiên huyền lôi rồi. Lần trước cùng Thủy Vinh Sinh đối chiến thời điểm, bởi Thủy Vinh Sinh công kích đã đến, này đưa đến Diệp Thần Phong chỉ rút lấy 16 lần cửu thiên huyền lôi. Vừa nãy chiêu kia thần thú phá thiên, Diệp Thần Phong đã sớm biết không cần Thủy Vinh Sinh mệnh. Hắn chỉ là dùng để kéo dài thời gian, vì chính là thanh cực hãn lôi đình giết triển khai ra. Lần trước Diệp Thần Phong tổng cộng rút lấy 16 lần cửu thiên huyền lôi. Bây giờ Diệp Thần Phong cũng đã lấy ra đã đến lần thứ 16 rồi. Bàn tay phải của hắn hoàn toàn bị màu đỏ lôi điện cho bao lấy. Bùm bùm, thanh âm, từ Diệp Thần Phong trên bàn tay không ngừng vang lên. Ba đạo cự đại trưởng ấn tốc độ vô cùng nhanh, mà ở lấy ra đến 16 lần sau, Diệp Thần Phong bàn tay phải cũng mơ hồ có một ít đau nhói, nhưng hắn nhưng vẫn là nhanh chóng lấy ra cửu thiên huyền lôi. Lần thứ 17, lần thứ 18, lần thứ 19, lần thứ 20. Diệp Thần Phong bàn tay phải thượng sinh ra đau đớn kịch liệt, bàn tay hắn da thịt cũng hoàn toàn vỡ nứt ra, tiên huyết không ngừng từ nứt toát trong vết thương lưu chảy ra ngoài. Tam đạo nắm giữ rời non lấp biển lực lượng trưởng ấn đã xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Trưởng ấn mang đến kình phong, để Diệp Thần Phong quần áo trên người dán thật chặt ở thân thể của hắn, trên mặt cũng bị kình phong thổi đến từng trận đâm nhói. Diệp Thần Phong đương nhiên cũng cảm thấy tam trọng trưởng power, bây giờ lấy ra 20 lần cửu thiên huyền lôi, đây đã là đã đến cực hạn, nhưng Diệp Thần Phong biết như vậy vẫn là không thắng được tam trọng trưởng. Trận chiến này, hắn Diệp Thần Phong là vị yếu lập uy, hắn nhất định muốn lấy thẳng thắn dứt khoát nhất phương thức đem Thủy Vinh Sinh giải quyết, bằng không hắn là không được lập uy tác dụng. Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, hắn tiếp tục lấy ra cửu thiên huyền lôi. Lần thứ 21, lần thứ 22, lần thứ 23, lần thứ 24. Diệp Thần Phong trên tay phải màu đỏ lôi điện nhanh chóng đan vào với nhau, trong đó mơ hồ ẩn chứa một cổ kinh khủng uy năng. Diệp Thần Phong tay phải ra thì toàn bộ vỡ nứt ra, tay phải hắn bên trong xương cũng toàn bộ đứt gãy, này hoàn toàn vượt ra khỏi tay phải hắn có thể chịu đựng mức cực hạn. Tại bước vào niết bàn cảnh sau đó mỗi tăng lên một cái tiểu tầng thứ, thực lực đều sẽ có tăng lên cực lớn, cho nên, Diệp Thần Phong nhất định muốn lấy ra càng nhiều hơn cửu thiên huyền lôi. Tại rút lấy 24 lần sau, Diệp Thần Phong tay phải đã bắt đầu yếu không cảm giác rồi, hắn không cách nào nữa rút lấy. Nếu như miễn cưỡng nữa lời nói, chỉ sợ hắn trên tay phải màu đỏ lôi điện sẽ trực tiếp tán loạn. Bất quá, lấy ra 24 lần cửu thiên huyền lôi, Diệp Thần Phong bước đầu đoán chừng, đây có thể đợi thế là niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ công kích. Tam trọng trưởng thứ một dấu bàn tay đã yếu kề sát ở Diệp Thần Phong trên ngực rồi. Diệp Thần Phong màu đỏ ánh chớp mãnh liệt bàn tay phải cũng trong giây lát vỗ ra, lôi đỉnh giết. Trận này cuộc chiến sinh tử thấy rõ ràng thời điểm đã đến, Tô Nguyệt các loại người đồng thời có thể cảm giác được Diệp Thần Phong một chiêu này khủng bố, ở đây tất cả mọi người con mắt không nháy một cái. Chỉ thấy tại Diệp Thần Phong ánh chớp mãnh liệt bàn tay phải đập đi ra trong nháy mắt, tay phải hắn thượng màu đỏ lôi điện hóa thành một đạo như thiểm điện hồng quang, tấn mãnh xuyên thấu tam trọng trưởng ngưng tụ trưởng ấn. Thứ một dấu bàn tay được hồng quang cho xuyên thấu, ở trong không khí tiêu tan. Đạo thứ hai trưởng ấn được hồng quang cho xuyên thấu, ở trong không khí tiêu tan. Đạo thứ ba trưởng ấn cũng bị hồng quang cũng xuyên thấu, cuối cùng tiêu tan ở trong không khí. Nhưng mà, hồng quang tại liên tục xuyên thấu tam đạo trưởng ấn sau vẫn không có tiêu tan, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, xì xì. Một tiếng, hồng quang xuyên thấu tiến vào Thủy Vinh Sinh ngực, từ Thủy Vinh Sinh sau lưng bay ra. Thủy Vinh Sinh căn bản đến không kịp né tránh, đương nhiên hắn tại trên thân thể tạo thành một tầng linh khí bảo vệ, nhưng này tầng linh khí bảo vệ lại không có cách nào ngăn cản hồng quang. Hồng quang biến mất rồi. Thủy Vinh Sinh bên trái trong ngực nhiều hơn một cái lỗ máu, từ lỗ máu bên trong không ngừng có máu ngâm mình ở sùng sục bốc lên, trái tim của hắn trực tiếp được hồng quang cho quán xuyên, trong miệng của hắn không ngừng tràn ra tiên huyết đến. Hắn vẫn đục trong con ngươi tràn ngập sự không cam lòng, trong miệng hắn cực kỳ hư nhược nói ra ta làm sao có khả năng thua ngươi. Ta, phốc, phốc, phốc,
Tiếng nói dừng lại, trong miệng liên tục phun ra ba ngụm máu lớn, sau đó Thủy Vinh Sinh động tác đột nhiên cứng ngắc ở, con mắt của hắn trợn lên thật to, trong con ngươi sinh cơ hoàn toàn tiêu tán, thân thể bay thẳng đến trên mặt đất đổ tới rồi. Diệp Thần Phong trong lòng cuối cùng là thở ra một hơi, tay phải của hắn hoàn toàn bị tiên huyết bao trùm lại rồi, xương toàn bộ gãy vỡ, thậm chí có chút biến thành bụi phấn rồi, trên tay phải tuy rằng cực hạn đau đớn, nhưng hắn vẫn là giả vờ ung dung, nói ra trận này sinh tử quyết đấu, ta thắng. Các ngươi hẳn là nhìn thấy vừa vặn ta thi triển hỏa chi kiếm ý cùng Phượng Hoàng áo nghĩa rồi, ta cũng biết trong lòng các ngươi có suy đoán, như vậy ta liền rõ ràng nói cho các ngươi đi. Ta đích xác là công tử thần bí, Âm Minh Tông người trên đích thật là ta giết chết. Bất quá, ta còn muốn công khai của ta mặt khác hai thân phận, ta chẳng những là công tử thần bí, ta còn là ngũ phẩm luyện dược sư cùng ngũ phẩm luyện khí sư. Diệp Thần Phong thanh âm vang vọng ở ngoài cửa thành trong không khí. Hôm nay qua đi, Diệp Thần Phong danh tiếng, không thể nghi ngờ hội vang vọng toàn bộ huyền giới. Chương 1750, trật tự do ta chế định. Ngũ phẩm luyện dược sư, ngũ phẩm luyện khí sư, thiên âm thành bên ngoài còn lại trong tông môn người, bọn hắn nguyên bản thật là đang suy đoán Diệp Thần Phong phải hay không công tử thần bí. Lần sau bọn hắn giờ phút này tư tưởng chả đắm chìm tại vừa vặn một chiêu kia lôi đình giết power bên trong. Diệp Thần Phong lấy luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thực lực, giải quyết xong niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ Thủy Vinh Sinh, bực này vượt qua đẳng cấp khiêu chiến, e sợ trên đất huyền giới, từ xưa đến nay không có ai mấy người có thể làm được. Nguyên bản ở đây còn lại tông môn người, bọn hắn tuy rằng chả không có gia nhập ở Lion, thậm chí có chút tông môn là không có thông qua khảo hạch, nhưng một phần trong đó người ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng bọn họ cũng không ủng hộ Diệp Thần Phong. Cho rằng để Diệp Thần Phong ngồi thượng liên minh vị trí minh chủ, chuyện này quả thật là quá trò đùa. Nhưng tại Diệp Thần Phong lấy thẳng thắn dứt khoát thủ đoạn giải quyết xong Thủy Vinh Sinh sau đó bọn hắn hoàn toàn là tán đồng Diệp Thần Phong rồi, cho rằng Diệp Thần Phong xác thực có tư cách ngồi trên vị trí minh chủ rồi. Lần sau Diệp Thần Phong lại ném ra luyện dược sư cùng thân phận của luyện khí sư, hơn nữa còn là ngũ phẩm luyện dược sư cùng ngũ phẩm luyện khí sư, này làm cho ở đây còn lại tông môn khác người. Thậm chí là Cửu Huyền Kiếm Tông Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung mấy người cũng sững sờ rồi. Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm các loại thủy gia người, bọn hắn nhìn xem chết rồi Thủy Vinh Sinh, trong con ngươi của bọn họ vẫn là tránh qua một vệt cô đơn, dù sao bọn hắn không làm được như Thủy Vinh Sinh như vậy vô tình, bất quá, bọn hắn cũng cho rằng Thủy Vinh Sinh là chết chưa hết tội, nếu như không phải có Diệp Thần Phong, như vậy bọn hắn nhất định sẽ chết trong tay Thủy Vinh Sinh. Tô Nguyệt đi ra nói ra, chúng ta tiểu minh chủ đích thật là ngũ phẩm luyện khí sư cùng ngũ phẩm luyện dược sư, điểm này là chúng ta thiên âm môn có thể cam đoan. Tô Nguyệt chính là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, còn nữa Tô Nguyệt trên đất huyền giới danh tiếng một mực rất tốt. Người chính mồm nói ra những lời ấy, ở đây vẫn là rất nhiều người nguyện ý đi tin tưởng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tông môn người nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên thiêu đốt nóng lên. Phải biết ngũ phẩm luyện dược sư đối với bọn hắn tới nói xem như là tồn tại ở trong truyền thuyết rồi. Mà ngũ phẩm luyện khí sư tại bây giờ địa huyền giới tuy rằng cũng tồn tại, thế nhưng ngũ phẩm luyện dược sư cùng ngũ phẩm thân phận của luyện khí sư đồng thời xuất hiện tại trên người một người, vậy thì cực kỳ bất khả tư nghị. Diệp Thần Phong đối ở ánh mắt chung quanh tí ti không chút nào để ý, hắn hai con mắt nhìn hướng Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung, nói ra trận này sinh tử đấu ta thắng. Như vậy dựa theo chúng ta trước đó đã nói, các ngươi hẳn là chết không oán không hối đi nha. Niết bàn cảnh tứ trọng thiên trung kỳ Cao An Phúc, niết bàn cảnh tam trọng thiên hậu kỳ Cao Thành Trung, bọn hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau. Hai người bọn họ thân thể trong nháy mắt căng thẳng, trên mặt hiện lên vẻ bối rối, bọn hắn biết nếu như Tô Nguyệt đám người động thủ, bọn họ là tuyệt đối không có còn sống khả năng. Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung tự nhiên là không muốn chết được rồi. Bây giờ bọn hắn được Diệp Thần Phong dồn đến tuyệt cảnh, Cao An Phúc rốt cục vẫn là cúi đầu, nói ra, ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Nếu như ngươi nguyện ý buông tha chúng ta nguyện ý gia nhập ngươi ở Lion. Cao Thành Trung cưỡng chế bên trong thân thể lửa giận, nói ra, chúng ta Cửu Huyền Kiếm Tông gia nhập ngươi ở Lion. Sẽ cho ngươi ở Lion thế lực tăng cường không ít, này đối với song phương đều có chỗ tốt, về sau chúng ta nguyện ý nghe mệnh cùng ngươi.
Diệp Thần Phong nhìn về phía Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung ánh mắt, giống như là tại nhìn hai cái trắng. Xì tựa như, hắn nói ra, các ngươi nhìn ta hình dáng giống kẻ ngu si sao? Các ngươi cho là ta hội nuôi hổ thành hoạn, ta sẽ dẫn sói vào nhà. Các ngươi dám dùng võ đạo chi tâm phát thệ, các ngươi đối với ta không có hận ý sao? Các ngươi không muốn giết chết ta sao? Diệp Thần Phong khóe miệng cười đến làm sán lạn, nói ra, ai động thủ giúp ta giải quyết xong cửu huyền người của kiếm tông đi. Đương nhiên ai trước tiên giúp ta giết hai cái này lão già. Làm như vậy khen thưởng, ta vì hắn luyện chế một viên ngũ phẩm đan dược. Đương nhiên chế thuốc linh thảo là cần yếu chính các ngươi chuẩn bị. Diệp Thần Phong vừa dứt lời dưới. Thiên Âm Môn Thái Thượng trưởng lão Giang Nguyên Thành cùng Lý Khiếu Văn đám người lập tức khí thế tăng vọt, bọn hắn dồn dập hướng về Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung lướt tới. Ở trong mắt bọn họ Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung chính là ngũ phẩm đan dược A-Hát. Bọn hắn chờ cơ hội này nhưng là chờ thật là lâu. Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung đối mặt mấy tên niết bàn cảnh cường giả vây công, bọn hắn căn bản là liền một điểm phần thắng cũng không có, nhưng bọn họ chả là muốn liều mạng một lần. Cao An Phúc giận dữ hét, Diệp Thần Phong, ngươi cái tiểu. Tạp, loại, ta dưới đất chờ ngươi, ngươi nếu là công tử thần bí, như vậy ngươi cho rằng luyện khí tông cùng linh dược cốc sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi cho rằng ba đại tông môn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi chả thật sự coi chính mình là ngũ phẩm luyện dược sư cùng ngũ phẩm luyện khí sư. Ngươi đây là đang hư trương thanh thế, ngươi vốn là đang vì ngươi ở Lion tạo thế. Niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ Lý Khiếu Văn đám người, bọn hắn đã là tiếp cận Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung rồi. Mà một mực đứng tại chỗ không hề động thủ ý tứ Tô Nguyệt, cánh tay của nàng đột nhiên vung chuyển động, ngón tay thon dài ở trong không khí kết ấn, trên người niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế đều lộ không bỏ sót. Chỉ thấy tại Tô Nguyệt trước người do linh khí ngưng tụ ra hai cái mũi tên, cái này hai mũi tên thế như trẻ che hướng về Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung bay đi. Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung tại phòng bị Lý Khiếu Văn đám người, bọn hắn căn bản không có chú ý xa xa Tô Nguyệt, cho nên, cái này hai căn đột nhiên xuất hiện mũi tên, để Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung là khó lòng phòng bị. Tuy rằng bọn hắn bốn phía đều có linh khí phòng hộ, thế nhưng Tô Nguyệt ngưng tụ cái này hai mũi tên, trực tiếp là bỏ qua bọn hắn linh khí phòng hộ. Xì xì, xì xì, hai tiếng. Hai cái mũi tên trực tiếp chui vào Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung trong não. Đem đầu của bọn họ cho đâm một cái đối xuyên, hai người bọn họ là trong nháy mắt bị mất mạng. Tô Nguyệt nhưng là đường đường niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả, Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung căn bản vô pháp cùng Tô Nguyệt tương đề tịnh luận. Chuẩn bị vây công Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung Lý Khiếu Văn đám người, bọn hắn nhìn thấy Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung đột nhiên chết rồi, trong lòng bọn họ khỏi nói có bao nhiêu buồn bực, ánh mắt không khỏi nhìn hướng Tô Nguyệt. Mà Tô Nguyệt chỉ là hướng Diệp Thần Phong nói ra, ngươi đã nói rồi có khen thưởng, như vậy ngươi liền thiếu ta một viên ngũ phẩm đan dược. Diệp Thần Phong không sao cả gật gật đầu, nếu hắn là cái này ở Lion Minh chủ rồi, như vậy hắn biết hắn tự nhiên không thể quá hẹp hòi được rồi, thích đương luyện chế một ít đan dược lấy tư cách khen thưởng, cái này cũng là cần thiết. Lý Khiếu Văn cùng Giang Nguyên Thành đám người, bọn hắn tăng lên sát ý không chỗ phóng thích. Bọn hắn đưa mắt chuyển đến cửu huyền kiếm tông trưởng lão cùng đệ tử trên người, bọn hắn nhanh chóng thu cắt những người này tính mạng, những người này tại trước mặt bọn họ căn bản không có sức chống cự. Rất nhanh, ở đây cửu huyền kiếm tông tất cả mọi người chết rồi, Lý Khiếu Văn đám người cười ha hả đi tới Diệp Thần Phong trước người, Diệp Thần Phong nhưng là không vui nói, các ngươi giết mấy con cá nhỏ tôm nhỏ, các ngươi sẽ không phải còn không thấy ngại muốn ta giúp ngươi nhóm luyện chế ngũ phẩm đan dược đây này chứ. Nghe vậy, Lý Khiếu Văn đám người nhất thời một trận lúng túng, lại một trận thất vọng. Diệp Thần Phong nói tiếp, bất quá, các ngươi yên tâm, kế tiếp nhiều cơ hội lắm. Chỉ cần vì ở Lion xuất lực, như vậy ta liền sẽ dùng đan dược đến làm khen thưởng, sau ta sẽ chế định một ít quy tắc chi tiết, đến lúc đó các ngươi muốn bao nhiêu ngũ phẩm đan dược, liền muốn xem các ngươi ra bao nhiêu lực. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói này sau, Lý Khiếu Văn cùng Giang Nguyên Thành đám người lập tức trở nên tinh thần chấn hưng lên, bọn hắn hiện tại hận đến ma đạo, hoặc là ba đại tông môn người lập tức công lại đây, như vậy bọn hắn liền có xuất lực cơ hội rồi, đến lúc đó ngũ phẩm đan dược còn không phải cuồn cuộn mà đến rồi ma. Lý Khiếu Văn đám người nhìn xem Diệp Thần Phong, bọn hắn lại trở nên cười ha ha lên.
chu vi những tông môn khác người, bọn hắn tại cung kính cùng Diệp Thần Phong nói lời từ biệt, sau đó bọn hắn cũng dồn dập rời khỏi Thiên Âm Thành bên ngoài, trong lòng bọn họ mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi cùng sợ hãi, e sợ những người này sau khi rời đi, phát sinh ở chuyện nơi đây chẳng mấy chốc sẽ truyền bá ra ngoài rồi. Diệp Thần Phong muốn chính là cái này hiệu quả, hắn yếu giúp liên minh của mình tạo thế, hay là kẻ thù của hắn cũng sẽ không ngừng tăng nhanh, nhưng hắn nhất định phải tại đây trong loạn thế mở một đường máu đến. Diệp Thần Phong lãnh đạm nói, địa huyền giới ma đạo cùng chính đạo hỗn loạn nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nên có một cái thống nhất, không quy củ bất thành phương viên, nếu địa huyền giới không có trật tự, như vậy địa huyền giới trật tự liền để ta làm chế định đi. Thủy gia Thủy Hồng Phúc đám người, bọn hắn lần trước cùng Diệp Thần Phong lúc chia tay, Diệp Thần Phong cũng đã nói yếu trưởng khống địa huyền giới, khi đó bọn hắn cảm thấy quá xa vời, mà bây giờ Diệp Thần Phong thân là Thiên Âm Môn ở Lion Minh Chủ, bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong đủ tư cách thử một lần thống nhất địa huyền giới rồi. Mà Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt cũng thần thái sáng láng, Diệp Thần Phong loại này tự tin, loại này duy ngã độc tôn khí thế, có một loại đặc biệt mị lực, đặc biệt là đối với nữ nhân cực kỳ có lực sát thương. Chương 1751, càng ngày càng thú vị. Diệp Thần Phong đám người căn cứ đã sớm chế định tốt lui ra con đường, thông qua được một cái chật hẹp đường nhỏ sau, đi tới một chỗ rừng cây rậm rạp một bên, tại rừng cây lối vào nơi ngừng lại một chiếc có thể ngồi xuống chừng 10 người xe thương vụ. Xe thương vụ chỗ điều khiển vị bên cạnh pha lê mở ra, Lý Á Quốc ngồi ở chỗ ngồi lái xe vào chiều Diệp Thần Phong vẫy tay, nói ra, Diệp huynh đệ, các ngươi mau lên xe, ta mang bọn ngươi rời đi nơi này. Diệp Thần Phong chào hỏi Hắc Tâm, Vương Lực đám người ngồi lên xe, đợi đến tất cả mọi người lên xe, sau đó Lý Á Quốc lập tức đã phát động ra động cơ, xe dường như rời dây cung cung mũi tên giống như chạy được ra ngoài. Diệp Thần Phong cười đối Lý Á Quốc, nói ra, Lý ca, đa tạ ngươi rồi. Lý Á Quốc ngược lại là bản khởi gương mặt, nói ra, Diệp huynh đệ, giữa chúng ta cần phải nói cảm ơn sao? Muốn nói cảm tạ cũng là ta Lý Á Quốc cảm tạ ngươi, nếu không phải Diệp huynh đệ ngươi, ta Lý Á Quốc có thể đi tới hôm nay một bước này sao? Diệp Thần Phong cũng cảm thấy chính hắn cùng Lý Á Quốc quá khách sáo, thế là cười nói, Lý ca, ngươi nói đúng, là ta quá làm kiêu, về sau ta chắc chắn sẽ không sẽ cùng Lý ca ngươi khách khí. Lý Á Quốc lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nói ra, làm huynh đệ liền phải như vậy mà. Nếu không các ngươi trước tiên đến trong nhà ta đi rồi hãy nói. Diệp Thần Phong không có phản đối, vui vẻ tiếp nhận rồi xuống, dù sao ban đầu chỗ đặt chân không thể lại trở về rồi, tại nước Mỹ nơi này hắn có thể đủ tín nhiệm người cũng chỉ có Lý Á Quốc tốt, Lý ca, vậy trước tiên đi trong nhà của ngươi đi. Lý Á Quốc lái xe thương vụ vững vàng mà nhanh chóng lái ở lối đi bộ, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Diệp Thần Phong rơi vào trầm tư. Vừa nãy hắn một mực không có thời gian để suy nghĩ vấn đề, hiện tại hắn làm sao cũng nghĩ không thông Thôn Vệ Đế Quốc vì sao lại có linh hồn lực chiến sĩ. Mà đều đạt đến cấp 9 linh hồn lực đỉnh phong, như vậy Thôn Vệ trong đế quốc có hay không cấp 10 linh hồn lực cao thủ tồn tại. Diệp Thần Phong càng nghĩ thì càng cảm thấy sự tình không đơn giản. E sợ Thôn Vệ Đế Quốc sau lưng ẩn giấu đi một cái bí mật kinh thiên, này làm cho hắn càng phát lòng ngứa ngáy khó nhịn rồi. Hắn phi thường muốn biết Thôn Vệ Đế Quốc sau lưng đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Sau khi tĩnh hồn lại, Diệp Thần Phong quay đầu liếc mắt nhìn, ngồi tại ghế sau Thượng Vương Lực, Hắc Tâm đám người. Hỏi, các ngươi đều không có chịu đến nghiêm trọng đả thương chứ? Hắc Tâm mở miệng nói ra, chúng ta đều chỉ bị một điểm bị thương ngoài ra, ta thật không nghĩ tới Hắc Hổ, Hắc Báo cùng Hắc Xà sẽ phản bội ta, Thôn Vệ Đế Quốc cũng đã sớm biết kế hoạch của chúng ta. Lần này hành động của chúng ta đúng là hỏng bét, xem ra yếu diệt trừ Thôn Vệ Đế Quốc thật không phải là một chuyện dễ dàng. Diệp Thần Phong, kế tiếp chúng ta là tiếp tục lưu lại nước Mỹ. Vẫn là lập tức về Hoa Hạ Quốc đi. Hắc Tâm lại hỏi. Diệp Thần Phong trầm ngâm một lát sau. Nói ra, Hắc Tâm, ngươi cho là chúng ta bây giờ còn có thể rời đi nước Mỹ sao? Thôn Vệ Đế Quốc không phải là ngồi không, nếu chúng ta tới đã đến nước Mỹ. Như vậy cũng không có lý do gì chỉ đơn giản như vậy đi trở về, chúng ta trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó đi. Nhìn xem Thôn Vệ Đế Quốc kế tiếp có động tĩnh gì. Hắc Tâm gật gật đầu cũng đồng ý Diệp Thần Phong cách nói, Diệp Thần Phong, liền ngươi đều không lo lắng thanh mệnh ở lại nước Mỹ.
ta hắc tâm thì càng thêm không có gì nhưng lo lắng, chúng ta liền ở lại nước Mỹ lại bồi tiếp thôn vệ đế quốc vui đùa một chút. Sau 2 giờ, Lý Á Quốc lái xe thương vụ vững vàng đứng tại biệt thự của hắn cửa vào. Mọi người tại đi vào Lý Á Quốc biệt thự sau, trên người bị thương liền bắt đầu chính mình băng bó đơn giản lên, Diệp Thần Phong đi tới Tần Nghị bên cạnh, hắn từ lần thứ nhất thấy đến Tần Nghị cũng cảm giác đối phương khí tức có phần cổ quái, mấy ngày nay hắn một mực không rảnh giúp Tần Nghị kiểm tra một chút. Phải tay nắm chặt Tần Nghị cổ tay, nhất cổ ôn hòa linh hồn lực thẩm thấu tiến vào Tần Nghị trong thân thể, Tần Nghị đối Diệp Thần Phong đột nhiên cử động không có phản kháng, hắn biết Diệp Thần Phong chắc chắn sẽ không hại hắn. Sau một phút, Diệp Thần Phong buông lỏng ra Tần Nghị cổ tay, suy đoán của hắn quả nhiên không có sai, Tần Nghị trong thân thể nhiều chỗ gân mạch đều bế tắc, bên trong thân thể đích thực sức lực lượng không cách nào suôn sẻ vận chuyển, nếu như không đem gân mạch sơ thông, e sợ Tần Nghị cả đời đều chỉ có thể đủ nằm ở hoàng giai thượng phẩm thực lực. Tần Nghị, trong thân thể ngươi tại sao có thể có nhiều chỗ gân mạch bế tắc? Hơn nữa căn cứ phán đoán của ta ngươi gân mạch nhận lấy mức độ lớn tổn thương. Người lúc trước hẳn là bị người đánh thành trọng thương chứ. Đối phương là cố ý muốn cho người biến thành một kẻ tàn phế. Diệp Thần Phong cau mày nói ra. Lão đại, người đều nói đúng rồi, cổ võ giới bên trong nổi danh nhất y sư đều nói đời ta không thể khôi phục, chỉ có thể an an tâm tâm làm một người phế nhân. Mà ta nhưng vẫn ý nghĩ kỳ lạ muốn lần nữa bước lên con đường cường giả, cầm lại vốn nên thuộc về ta tất cả, đáng tiếc. Tần Nghị khuôn mặt lộ ra một vẻ thảm đạm nụ cười, tuy rằng hắn nghe được Diệp Thần Phong nói chuẩn xác ra tình huống của hắn, thế nhưng hắn cũng không cho là Diệp Thần Phong có thể chữa trị xong hắn. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Tần Nghị vai, cười nói, Tần Nghị, tiểu tử ngươi nhận ta cái này lão đại, nên tính là ngươi đời này lớn nhất phúc khí, làm lão đại ta làm sao có thể nhìn xem tiểu đệ bị người cười nhạo thành là rác rưởi đâu này. Hả? Đột nhiên nghe được Diệp Thần Phong lời nói này. Tần Nghị có chút nghi hoặc nhìn đối phương, một lát sau, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kích động, lắp ba lắp bắp hỏi, lão đại, ngươi, ý của ngươi là có thể chữa trị xong ta. Vương Lực nhìn thấy Tần Nghị kích động dáng dấp, xen vào nói, Diệp thiếu không riêng thực lực cường hãn, y thuật cũng là nhất tuyệt, hắn nói có thể chữa trị xong ngươi, liền nhất định có thể chữa trị xong ngươi, lần này ngươi xem như là cùng đối lão đại rồi. Chỉ có Diệp Thiếu mới có thể cho ngươi một lần nữa bước lên con đường cường giả. Lần này Tần Nghị thật sự không thể bình tĩnh, trực tiếp quỳ gối Diệp Thần Phong trước mặt, nói ra, lão đại, ngươi chính là ta Tần Nghị đời này trong lòng vĩnh viễn lão đại, sau này chỉ cần ta Tần Nghị có thể làm được sự tình, coi như là để cho ta tan xương nát thịt ta cũng không chối từ. Diệp Thần Phong liền vội vàng đem quỳ trên mặt đất Tần Nghị đỡ lên, nói ra ta nhưng không cần ngươi vì ta tan xương nát thịt. Ngươi đã hô ta một tiếng lão đại, như vậy chờ ngươi lần sau cùng ta đồng thời về cổ võ giới thời điểm, để những kia đã từng chào phúng người của ngươi nhìn xem, có ta cái này làm lão đại ở sau lưng chịu đựng ngươi, đến lúc đó nếu như ngươi còn chưa thể tự tay xuất này ngụm khí, lão đại ta tự mình giúp ngươi xuất. Lý Á Quốc nhìn thấy quỳ xuống trên đất được Diệp Thần Phong đỡ dậy Tần Nghị, hắn phảng phất liền nhìn thấy đã từng chính mình, hắn lúc trước cũng là một cái phế vật từ đầu đến chân. Hắn tin tưởng tại tương lai chỉ cần Tần Nghị đối Diệp Thần Phong trung thành tuyệt đối, như vậy Tần Nghị tuyệt đối sẽ bước lên một cái con đường cường giả. Tần Nghị, phải giúp ngươi khơi thông gân mạch, sợ rằng phải chờ tới về Hoa Hạ Quốc rồi, hiện tại ta nhất định phải bảo lưu thể lực, nói không chắc thôn vệ đế quốc người lúc nào cũng có thể tìm đến chúng ta. Diệp Thần Phong đối với Tần Nghị nói ra. Tần Nghị không có bất kỳ bất mãn gì, cười nói, lão đại. Từ nay về sau ta tất cả nghe theo ngươi. Nước Mỹ, mỗi chỗ bí ẩn kiểu dáng châu Âu cổ lão phong cách vật kiến trúc trong đại điện. Còn sống ba đại chiến tướng một mực cung kính đứng thẳng, mặt đất trên băng ca để đó lôi chiến tướng thi thể, ngồi ở đại điện ngay chính giữa màu vàng trên ghế thôn vệ đế quốc người thống trị cao nhất quốc vương, già nua gương mặt thượng xem không ra bất kỳ cảm xúc. Khàn khàn âm trầm âm thanh từ cổ họng của hắn bên trong phát ra, các ngươi thật sự làm ta quá là thất vọng, các ngươi cho là mình còn sống cần phải sao? Quốc vương trên người trong giây lát tỏa ra nhất cổ khí thế cường hãn, làm cho còn sống ba đại chiến tướng sắp không thở nổi, phong chiến đem đẩy áp lực hồi đáp, quốc vương, chuyện lần này hoàn toàn ra ngoài dữ liệu của chúng ta rồi, chúng ta phát hiện Diệp Thần Phong trong cơ thể rõ ràng cũng nắm giữ linh hồn lực. Hơn nữa linh hồn của hắn lực cường độ nằm ở cấp 9 đỉnh phong,
nhưng là ba người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng chúng ta vạn bất đắc dĩ sử dụng tăng cao thực lực phương pháp xử lý. Nhưng là bị hắn trốn. Diệp Thần Phong cũng nắm giữ cấp 9 linh hồn lực, hơn nữa ba đại chiến tướng liên thủ cũng đánh không thắng Diệp Thần Phong. Ngồi ở màu vàng trên ghế quốc vương, một đôi nhìn như vẩn đục đồng tử đột nhiên phóng đại, thương trên khuôn mặt già nua biểu lộ nhưng vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, đã trầm mặc ước chừng 2 phút sau, trong cổ họng phát ra một trận tiếng cười âm trầm, tự nhủ thú vị, sự tình bắt đầu trở nên càng ngày càng thú vị. Diệp Thần Phong, ta lại phi thường muốn biết bên trong cơ thể ngươi linh hồn lực là từ đâu tới. Vẫn là ngươi cũng không phải cái thời đại này người. Quốc vương trên người tản mát ra khí thế cường hãn thu hồi trong cơ thể. Chương 1752, Viễn Cổ Phòng Ngự Trận. Trên giá sách chương mục lục chương kế tiếp tại Ma Đế Huyết Thiên biết được liên quan với phát sinh ở Thiên Âm Thành bên ngoài sự tình lúc. Linh Dược Cốc cùng Luyện Khí Tông đương nhiên cũng biết tin tức này, chính như Diệp Thần Phong cùng Tô Băng Vân đám người dự đoán như vậy, Linh Dược Cốc cùng Luyện Khí Tông khi biết tin tức này sau. Hai cái này tông môn trước tiên hướng về ba đại tông môn ở Lion tiến đến. Mà thân ở Thiên Âm Thành bên trong Diệp Thần Phong. Tại Thiên Âm trong môn tất cả mọi người chuyển đến Thiên Âm Thành sau đó Diệp Thần Phong chính mình lấy ra 5 triệu linh thạch thượng phẩm, hắn lại để cho Thiên Âm môn các loại tông môn kiếm ra 15 triệu linh thạch thượng phẩm, tổng cộng kiếm ra 20 triệu linh thạch thượng phẩm rồi. Tuy nói Diệp Thần Phong ban đầu ở viễn cổ thần ma trong đất, hắn quét ngang huyết hồn tộc bảo khố. Trải qua khoảng thời gian này tiêu hao, hắn hỗn độn trong chiếc nhẫn chả có mấy ngàn vạn linh thạch thượng phẩm đây. Hắn có linh thạch so với địa huyền giới bất luận cái nào tông môn đều phải thêm ra rất nhiều lần. Bất quá, nếu những tông môn khác cũng ở đây cái trong liên minh, như vậy linh thạch đương nhiên không thể do Diệp Thần Phong một người cung cấp. Ngày hôm qua Diệp Thần Phong sở dĩ có tự tin bảo toàn tất cả mọi người an toàn, tự tin của hắn chả là tới từ ở Lão Hắc cùng Lão Bạch trên người. Bởi vì hắn từ Lão Bạch cùng Lão Hắc cái kia bên trong biết được một loại viễn cổ phòng ngự trận cùng một loại viễn cổ sát trận. Diệp Thần Phong yếu tập hợp 20 triệu linh thạch thượng phẩm, hắn yếu bố trí chính là viễn cổ phòng ngự trận, từ Lão Bạch cùng Lão Hắc cái kia bên trong biết được, loại này viễn cổ phòng ngự trận chỉ là viễn cổ trong trận pháp đơn giản tồn tại, bất quá, dùng tại địa huyền giới là thừa sức rồi. Diệp Thần Phong cũng không hề cái thứ nhất bố trí viễn cổ sát trận nguyên nhân. Điều này là bởi vì viễn cổ sát trận muốn so viễn cổ phòng ngự trận khó mà bố trí hơn nhiều, hiện tại để cho Diệp Thần Phong thời gian không nhiều lắm, e sợ ba đại tông môn ở Lion rất nhanh giết tới cửa. Cho nên Diệp Thần Phong mới lựa chọn bố trí tương đối đơn giản một chút viễn cổ phòng ngự trận. 20 triệu linh thạch thượng phẩm toàn bộ đống đặt ở Thiên Âm Thành bên trong một mảnh trên quảng trường, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Từng khối linh thạch thượng phẩm cực kỳ đẹp đẽ. Diệp Thần Phong đứng ở quảng trường phía trước nhất, bây giờ gia nhập ở Lion tông môn toàn bộ ở đây. Diệp Thần Phong cái này ở Lion, hiện tại ngoại trừ Thiên Âm môn, Vân Tiên tông, Lạc Nhật đảo cùng Xích Viêm tông ở ngoài, chỉ có một cái khác nhị phẩm tông môn cùng hai cái tứ phẩm tông môn gia nhập, có thể nói Diệp Thần Phong cái này ở Lion thế lực vẫn là quá yếu một chút. Diệp Thần Phong đối với Thiên Âm môn cùng Vân Tiên tông các loại tông môn, hắn vẫn là vô cùng yên tâm. Hắn không yên lòng là mặt khác một cái nhị phẩm tông môn cùng hai cái tứ phẩm tông môn. Bất quá, ngày hôm qua Diệp Thần Phong sự tình cũng truyền vào này ba cái tông môn trong tai. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết Diệp Thần Phong có phải không thật sự ngũ phẩm luyện dược sư cùng ngũ phẩm luyện khí sư, nhưng là bọn hắn lựa chọn tin tưởng Thiên Âm môn. Hắn cũng tạm thời tiếp nhận rồi Diệp Thần Phong người minh chủ này. Diệp Thần Phong hắng giọng, nói ra, chính ta lấy ra 5 triệu linh thạch thượng phẩm. Ta để cho các ngươi cũng kiếm ra 10 triệu 5 triệu linh thạch thượng phẩm, ta lại yếu tại Thiên Âm trong thành bố trí một cái trận pháp, chỉ cần có trận pháp này tại, ba đại tông môn ở Lion cùng ma đạo, bọn hắn muốn đánh vào chúng ta Thiên Âm thành, như vậy đây cơ hồ là không thể nào. Diệp Thần Phong nói chính là âm vang mạnh mẽ, trên tay hắn xuất hiện mười mấy khối vải trắng. Tại bạch bày lên họa một ít linh thạch sắp xếp phương vị cùng phương thức, hắn đem này mười mấy khối vải trắng đưa cho Tô Nguyệt. Nói ra các ngươi dựa theo ta vải trắng thượng chỗ vẽ, tại Thiên Âm trong thành đêm này 20 triệu linh thạch thượng phẩm bố trí kỹ càng. Sự bố trí này linh thạch thượng phẩm ẩn chứa trong đó một loại quy luật. Ta chỉ yếu cho các ngươi biểu thị một lần, như vậy các ngươi bố trí liền sẽ cực kỳ đơn giản, phải đem ta tại bạch bày lên đánh dấu đi ra ngoài phương vị.
Căn cứ yêu cầu của ta toàn bộ bố trí kỹ càng linh thạch thượng phẩm. Diệp Thần Phong trực tiếp cho Tô Nguyệt đám người biểu diễn một lần bố trí linh thạch phương pháp, đang xác định Tô Nguyệt đám người học xong sau. Hắn liền để Tô Nguyệt đám người căn cứ vải trắng thượng đánh dấu đi ra ngoài phương vị, tại thiên âm trong thành bắt đầu bố trí linh thạch. Mà Diệp Thần Phong nhưng là đi ra thiên âm thành. Hắn đi tới thiên âm thành bên ngoài một bước trước tường thành, hắn từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra một nhánh to lớn bút lông, chiếc bút lông này cũng coi như là hạ phẩm linh khí, đây là Diệp Thần Phong ngày hôm qua từ thiên âm môn trong tay muốn đi qua. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong lại từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra một cái vại nước, tại trong thùng gỗ tràn đầy một loại màu đỏ dịch. Thể, này là ngày hôm qua Diệp Thần Phong dùng nhiều loại chân quý linh thảo phối chế mà thành. Hơn nữa hắn tối hôm qua trọn vẹn phối trí 30 vại nước đây. Diệp Thần Phong đem ngón tay của chính mình bị rạch rách rồi, hướng về trong thùng gỗ tích nhập 20 giọt máu tươi, trong thùng gỗ màu đỏ dịch. Thể, dĩ nhiên trở nên càng thêm tươi đẹp rồi. Diệp Thần Phong trực tiếp đem to lớn bút lông ngâm vào trong thùng gỗ, tại đem to lớn bút lông rút ra trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bên trong thân thể linh khí nhanh chóng tập trung tiến vào mao trong bút, tinh thần cũng tập trung cao độ lên. Trong tay hắn to lớn bút lông bắt đầu ở trước mặt trên tường thành phát thảo họa. Diệp Thần Phong đây là tại phác họa trận đồ, hắn nhất định muốn tại vây quanh thiên âm thành mỗi một chắn trên tường thành đều phác họa trận đồ, cái này trận đồ mới là viễn cổ phòng ngự trận chỗ mấu chốt. Chỉ cần Tô Nguyệt bọn người ở tại thiên âm thành bên trong đem 20 triệu linh thạch thượng phẩm sắp xếp hoàn thành, như vậy những này trận đồ đều có thể hấp thu 20 triệu linh thạch thượng phẩm bên trong năng lượng, dùng này để chống đỡ bị lực công kích. Đương nhiên này viễn cổ phòng ngự trận sức phòng ngự là cực kỳ cường hãn, bất quá, phác họa trận đồ người thực lực càng mạnh, viễn cổ phòng ngự trận có thể phát huy ra power cũng là càng mạnh. Tại trong liên minh, chỉ có Diệp Thần Phong có năng lực phác họa loại này trận đồ, bởi vì có Lão Bạch cùng Lão Hắc bất cứ lúc nào đang chỉ điểm hắn, nếu như khiến người khác đến học tập phác họa loại này trận đồ, yếu ở xung quanh trên tường thành đều phác họa đầy trận đồ, chả thật không biết phải tới lúc nào đây. Căn cứ Lão Bạch cùng Lão Hắc từng nói, Diệp Thần Phong thực lực tuy chỉ có luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, nhưng này phòng ngự trận tốt xấu cũng là viễn cổ, lấy Diệp Thần Phong thực lực đến phác họa trận đồ, đầy đủ đưa đến phòng ngự tác dụng. Phác họa trận đồ đương nhiên không thể dùng phổ thông bút lông rồi, nguyên bản nếu như thiên âm môn không có linh khí bút lông, như vậy Diệp Thần Phong chỉ có thể tự mình luyện chế rồi. Còn có sở dĩ tại phác họa trận đồ loại này màu đỏ dịch. Trong cơ thể nhỏ vào máu tươi của mình, đó là các loại trận đồ hoàn thành sau đó Diệp Thần Phong có thể cùng trận đồ trong lúc đó sản sinh một loại vi diệu liên hệ, từ mà đưa đến khống chế trận đồ tác dụng. Cho nên, các loại cái thứ nhất trong thùng gỗ màu đỏ dịch thể tiêu hao hết, muốn dùng cái thứ hai vại nước thời điểm, Diệp Thần Phong vẫn là nhất định muốn hướng về trong thùng gỗ nhỏ vào 20 giọt máu tươi. Đương nhiên phác họa trận đồ cũng là cực kỳ tiêu hao linh khí. Cũng may Diệp Thần Phong chính là luyện dược sư, hắn có thể không ngừng dựa vào đan dược đến bổ sung trong cơ thể linh khí. Diệp Thần Phong trong tay to lớn bút lông không ngừng tại trên tường thành cua múa, hắn mỗi vung vẩy một bút đều cực kỳ cẩn thận, trán của hắn cùng trên gương mặt phải không đoạn có mồ hôi hột nhô ra. Trong nháy mắt, một ngày lại qua rồi. Diệp Thần Phong là không ngủ không nghỉ phác họa trận đồ. Diệp Thần Phong đã tại một nửa trên tường thành đều phác họa xong trận đồ. Tại Diệp Thần Phong lại phác họa xong một cái trận đồ sau đó hắn phát hiện Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đám người đứng ở bên cạnh hắn. Diệp Thần Phong đem to lớn bút lông ném vào vại nước bên trong, hỏi hắn các ngươi đem linh thạch bố trí xong. Tô Nguyệt gật đầu nói, đúng vậy, tiểu minh chủ, chúng ta tuy rằng đem linh thạch bố trí xong rồi. Nhưng là chúng ta cũng không có cảm giác thiên âm thành bên trong có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Thần Phong thông qua trên tường thành phác họa tốt trận đồ, hắn cẩn thận cảm ứng một thoáng, hắn phát hiện thật có năng lượng đang chậm chậm chảy vào trận đồ bên trong rồi, hắn chỉ cần đem trận đồ mở ra, phòng ngự cũng sẽ lập tức mở ra. Dù sao Tô Nguyệt nhân số của bọn họ nhiều vô cùng, nhanh như vậy đem 20 triệu linh thạch bố trí xong, cái này cũng là bình thường sự tình. Lần sau có dòng năng lượng vào trận mưu tính bên trong, điều này cũng chứng minh rồi Tô Nguyệt đám người không có đem linh thạch bố trí sai, những này trận đồ là Diệp Thần Phong phác họa, ở đây cũng chỉ có một mình hắn có thể cảm giác được trận đồ bên trong biến hóa. Diệp Thần Phong bàn tay hư không tại trước mặt một bức trên tường thành một vệt,
trước mặt cái này trận đồ lập tức được mở ra, từ đó mơ hồ tỏa ra một nguồn sức mạnh, hiện tại liền Tô Nguyệt mấy người cũng cảm thấy, bất quá, nguồn sức mạnh này quá bạc nhược, này làm cho Tô Nguyệt đám người là nhíu mày. Chung quanh đây từng bước trên tường rào trận đồ là có thể đơn độc mở ra, Diệp Thần Phong biết mình cần thiết tại Tô Nguyệt đám người trước mặt, bày ra một cái phòng ngự trận power. Diệp Thần Phong nói ra, các ngươi ở đây tất cả mọi người sử xuất toàn lực hướng về bức tường này tường thành công kích, các ngươi liền sẽ rõ ràng phòng ngự trận uy lực. Tô Nguyệt chân mày nhíu càng gia tăng hơn rồi, này trước mặt một bức tường thành ngoại trừ mơ hồ tỏa ra một nguồn sức mạnh, cũng không còn còn lại bất kỳ chỗ đặc thù rồi, theo Tô Nguyệt này cũng mơ hồ sức mạnh, e sợ luân hồi cảnh người cũng có thể dễ như ăn cháo phá hủy. Ngươi nhất định phải chúng ta một nổi công kích, hơn nữa còn là sử xuất toàn lực, Tô Nguyệt hỏi. Diệp Thần Phong hồi đáp, đúng vậy, các ngươi nếu như tin tưởng ta, các ngươi tất cả mọi người liền đều sử xuất toàn lực công kích. Tô Nguyệt, Tô Băng Vân, mặt khác bốn tên Thiên Âm môn Thái Thượng trưởng lão cùng Vân Tiên Tông Tả Đức Nguyên đám người, bọn hắn tại cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó bọn hắn cũng trong lúc đó để dâng lên trong cơ thể khí thế. Này chừng 10 tên niết bàn cảnh cường giả đồng thời để dâng lên trong cơ thể khí thế, không gian chung quanh bỗng nhiên bạo động lên, cực hạn khí thế cường hãn tràn ngập tại trong không khí. Tô Nguyệt các loại niết bàn cảnh cường giả, bọn hắn cơ hồ là cũng trong lúc đó đối trước mặt tường thành triển khai công kích. Chừng 10 tên niết bàn cảnh cường giả công kích, này nhưng là không phải chuyện nhỏ, bốn phía không gian phảng phất đều phải bị đánh nát bình thường. Nhưng mà tại đây từng luồng cực hạn công kích yếu đánh vào trên tường thành thời điểm, trên tường thành trận đồ bên trong năng lượng mãnh liệt bạo phát, chỉnh mặt tường thành được nhất cổ ánh sáng màu trắng cho bao phủ lại rồi. Oanh, một tiếng, chừng 10 tên niết bàn cảnh cường giả công kích, được trận đồ bên trong năng lượng cho triệt tiêu, mà bao phủ lại tường thành bạch sắc quang mang liền một tia gợn sóng cũng không có nhấc lên, trên tường thành cũng liền một vết nứt cũng không có. Diệp Thần Phong cười nói, cũng không tệ lắm phải không? Các loại hết thảy trên tường thành đều phác họa xong trận đồ, hết thảy trận đồ đồng thời mở ra, đến lúc đó sức phòng ngự đem trở nên càng cường hãn hơn. Nói xong, Diệp Thần Phong không tiếp tục để ý Tô Nguyệt các loại một đám ngây người như phỗng người, hắn tự mình lại bắt đầu phác họa trận đồ. Chương 1753, Thanh Viêm thức tỉnh linh trí. Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân các loại một đám niết bàn cảnh cường giả, bọn hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn xem lần nữa bắt đầu bẩn túi bụi Diệp Thần Phong, mới vừa công kích bọn hắn mặc dù không có sử dụng tới sức mạnh lớn nhất chiêu thức, nhưng là bọn hắn cũng không chút nào nhường, tập hợp chừng 10 tên niết bàn cảnh cường giả, trước mặt bức tường này tường thành dĩ nhiên không chút nào bị phá hỏng mất. Tại đem Tô Nguyệt đám người công kích chống cự xuống sau đó tường thành trận đồ bên trong năng lượng lần nữa lắng xuống. Chỉ là khiến người ta mơ hồ cảm giác được nhất cổ như có như không sức mạnh mà thôi, bất luận ai cũng sẽ không nghĩ tới trên tường thành trận đồ sức phòng ngự có thể cường hãn như vậy. Thiên Âm môn Thái Thượng trưởng lão Giang Nguyên Thành, hắn tự nhủ, Thần Phong phải hay không quá khoa trương một điểm. Hội chế thuốc, hội luyện khí, hắn lại vẫn hội bố trí lợi hại như vậy phòng ngự trận. Coi như là chúng ta tứ đại tông môn cũng bồi dưỡng không ra Thần Phong bực này thiên tài tuyệt thế, sư phụ của hắn rốt cuộc là ai? Tô Nguyệt bọn người cảm giác càng là cùng Diệp Thần Phong tiếp xúc, bọn hắn thì càng là sẽ bị Diệp Thần Phong trên người thần bí hấp dẫn. Ở một bên chờ Diệp Thần Phong phác họa xong một cái trận đồ sau đó Tô Nguyệt lại đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Người hỏi tiểu minh chủ, người bố trí cái này đến cùng tính là cái gì trận pháp? Diệp Thần Phong không có cần thiết giấu giếm, hắn thuận miệng nói ra, nên tính là viễn cổ phòng ngự trận đi. Viễn cổ phòng ngự trận. Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đám người lại một lần nữa sững sờ rồi, viễn cổ thời đại khoảng cách bây giờ cái thời đại này thật sự là quá xa vời, mà viễn cổ thời đại trận pháp cũng đã sớm trên đất huyền giới thất truyền rất nhiều năm tháng, địa huyền giới bây giờ nắm giữ trận pháp là phi thường thô giáp, viễn cổ trận pháp đối với Tô Nguyệt các loại người mà nói cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đám người, bọn họ là càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Thần Phong rồi, nhìn xem tiếp tục phác họa trận đồ Diệp Thần Phong. Tô Nguyệt trong lòng khẽ thở một hơi, người liếc mắt nhìn bên cạnh Tô Băng Vân. Nhỏ giọng nói, Băng Vân, nắm chắc cơ hội đi. Tô Băng Vân tự nhiên biết Tô Nguyệt trong miệng cơ hội là có ý gì rồi. Của nàng hàm răng cắn chặt môi, người liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong bận rộn bóng lưng, người đột nhiên có một loại phức cảm tự ti,
người cảm giác Diệp Thần Phong căn bản cũng không phải là cùng nàng một thế giới, tương lai Diệp Thần Phong hội càng chạy việt viễn, mà người cũng sẽ bị Diệp Thần Phong bỏ rơi rất xa, người cảm giác mình thật giống không xứng với Diệp Thần Phong. Thân là Thiên Âm môn tông chủ, năm đó lực áp cùng trong đồng lứa chỗ có thiên tài, Tô Băng Vân nội tâm thật là kiêu ngạo. Nhưng tại Diệp Thần Phong một tầng lại một phương diện xa được vạch trần, sau đó người tại Diệp Thần Phong trước mặt mơ hồ có loại phức cảm tự ti rồi. Tô Nguyệt đám người không quấy rầy nữa Diệp Thần Phong rồi, để một mình hắn an tâm ở nơi này phát họa trận đồ, tại thanh trừ trận đồ sức phòng ngự sau, Tô Nguyệt đám người đối Diệp Thần Phong là tự tin tràn đầy. Thái Dương cùng trăng sáng luân phiên, một ngày mới lại đến rồi. Diệp Thần Phong trải qua như vậy không ngủ không nghỉ phát họa, hắn rốt cục chỉ còn dư lại cuối cùng một bức trên tường thành không có phát họa trận đồ. Diệp Thần Phong đem trong tay to lớn bút lông nhét vào trong thùng gỗ, hắn trực tiếp sảng khoái vươn người một cái, hắn chuẩn bị buông lỏng một chút, sau đó hắn lại đem cái cuối cùng trận đồ một hơi phát họa xong. Nguyên vốn chuẩn bị ngồi trên mặt đất thượng điều tức một hồi Diệp Thần Phong. Hắn đột nhiên nghĩ đến bên trong đan điền thanh viêm rồi. Trải qua lần trước tại Long Nguyên trong bí cảnh tăng lên, sau đó thanh viêm bây giờ có thể đốt cháy chết tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cao thủ. Mà Diệp Thần Phong thực lực đã tăng lên tới luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ rồi, như vậy hắn lại có thể tăng lên thanh viêm nhiệt độ rồi, lấy hắn thực lực hôm nay. Hắn đã có thể thừa nhận được niết bàn cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thanh viêm rồi. Đã như vậy, Diệp Thần Phong đem hỗn độn trong chiếc nhẫn địa viêm tinh toàn bộ lấy ra rồi. Hiện tại hắn hỗn độn trong chiếc nhẫn thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm địa viêm tinh gộp lại. Tổng cộng còn có 2.000 khối khoảng chừng. Đất này viêm tinh trên đất huyền giới thuộc về cực kỳ quý giá, thậm chí là biến mất rồi một loại tinh thạch. Bất quá, địa viêm tinh một mực đặt ở hỗn độn trong chiếc nhẫn cũng vô dụng, chẳng bằng toàn bộ lấy ra cho thanh viêm tăng lên nhiệt độ đây. Dù sao xuất hiện ở xung quanh cũng không có ai. Diệp Thần Phong bàn tay phải một phen. Một đóa ngọn lửa màu xanh trực tiếp từ trong bàn tay của hắn nhanh chóng hiện ra. Thanh viêm phảng phất là cảm thấy đồ ăn ngon, nó lập tức tại Diệp Thần Phong trong bàn tay trở nên nhao nhao muốn thử lên. Diệp Thần Phong cũng không biết nhiều như vậy địa viêm tinh, có thể đem thanh viêm nhiệt độ tăng lên tới cái gì tầng thứ. Cho nên, hắn nhất định muốn thời khắc khống chế xong, một khi thanh viêm nhiệt độ có thể đốt cháy chết niết bàn cảnh nhất trọng thiên trung kỳ cường giả. Như vậy hắn liền tất cần phải lập tức để thanh viêm đình chỉ hấp thu địa viêm tinh. Ngón tay búng một cái, thanh viêm nhảy cẫng hoan hô bay về phía một đống lớn địa viêm tinh bên trong. Thanh viêm nhanh chóng hấp thu từng khối hỏa thuộc tính địa viêm tinh, theo thời gian từ từ chuyển rời, Diệp Thần Phong phát hiện mình hoàn toàn là quá lo lắng, thanh viêm nhiệt độ muốn phải biến đổi đến mức càng cao, nó yếu hấp thu hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo cũng càng nhiều. Nửa giờ sau, một nửa địa viêm tinh đã bị thanh viêm hấp thu xong, nhưng thanh viêm nhiệt độ mới tăng lên tới luân hồi cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong đây. Tại thanh viêm có thể đốt cháy chết luân hồi cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cao thủ sau, thanh viêm tăng lên nhiệt độ tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Trên mặt đất địa viêm tinh số lượng đang không ngừng giảm bớt. Thanh viêm nhiệt độ tuy rằng tăng lên chậm chạp, nhưng dù gì cũng là tại tăng lên không ngừng. Lại sau nửa giờ, địa viêm tinh tiêu hao chỉ còn dư lại 10 khối rồi. Nhưng thanh viêm nhiệt độ nhưng vẫn là dừng lại tại luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Tại đêm cuối cùng 10 khối thượng phẩm địa viêm tinh hấp thu xong, sau đó thanh viêm hỏa diễm đột nhiên cực kỳ nhanh chóng rung động chuyển động. Diệp Thần Phong dĩ nhiên từ thanh viêm bên trong cảm thấy từng tia một mơ mơ hồ hồ tâm tình. Sát theo đó, thanh viêm nhiệt độ hoàn toàn khóa nhập, có thể đốt cháy chết niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cường giả trình độ. Tại thanh viêm đem địa viêm tinh toàn bộ hấp thu xong, sau đó nó bay thẳng trở về Diệp Thần Phong trong bàn tay, tại Diệp Thần Phong trong tay không ngừng sôi trào, giống như là một cái nghịch ngợm tiểu hài tử tại lấy lòng cha mẹ của mình bình thường. Diệp Thần Phong bây giờ là càng rõ ràng hơn cảm thấy thanh viêm bên trong một tia loáng thoáng tâm tình. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu gia hỏa, thiên địa chi hỏa nguyên bản chính là một loại đặc thù sinh linh. Này thanh viêm là ở bên trong thân thể của ngươi sinh ra, nó tự nhiên sẽ đem ngươi trở thành làm cha mẹ của nó rồi, chỉ là trước kia thanh viêm linh trí không có triệt để thức tỉnh mà thôi, bất quá, tại vừa vặn thanh viêm nhiệt độ bước vào niết bàn cảnh sau đó linh trí của nó là thức tỉnh rồi một tia. Thế nhưng, bây giờ thanh viêm linh trí chỉ chẳng khác gì là một cái 3 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử, về sau theo thanh viêm nhiệt độ không ngừng tăng lên, linh trí của nó cũng hội tăng lên không ngừng. Dù sao này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt,
thiên chi chi hỏa linh trí cũng không hề đặc biệt thức tỉnh thời gian, thậm chí có thiên địa chi hỏa cho dù nhiệt độ lại cao hơn, cũng là cả đời không cách nào thức tỉnh linh trí. Ngươi Thanh Viêm tại bây giờ liền thức tỉnh rồi linh trí. Đây tuyệt đối là một cái ghê gớm sự tình rồi. Nếu như đợi được về sau Thanh Viêm linh trí hoàn thiện, như vậy Thanh Viêm cũng sẽ có của mình năng lực chiến đấu rồi. Đến lúc đó Thanh Viêm cũng sẽ là một mình ngươi không sai chiến đấu giúp đỡ. Nhìn thấy bàn tay bên trong sôi trào Thanh Viêm, Diệp Thần Phong cười vuốt ve hai lần, này làm cho Thanh Viêm tại trong bàn tay bốc lên càng thêm lợi hại rồi, giống như là đã nhận được cha mẹ khích lệ tiểu hài tử. Diệp Thần Phong ở trong lòng thầm nghĩ, ngoan, Thanh Viêm, trở về đan điền của ta bên trong đi. Thanh Viêm là nghe hiểu Diệp Thần Phong lời nói, một đạo có phần ngừng ngừng bữa bữa thanh âm, tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, ngươi, ngươi là ta cha, phụ thân sao? Ta là ngươi, bên trong cơ thể ngươi sinh ra, ta muốn, yếu ngươi chơi với ta. Diệp Thần Phong hơi sững sờ, hắn nhìn thấy bàn tay bên trong Thanh Viêm, hắn xác định chính mình trong đầu thanh âm đột nhiên xuất hiện chính là Thanh Viêm, hắn không nghĩ tới Thanh Viêm lại có thể cùng hắn đơn giản trao đổi. Diệp Thần Phong ôn nhu ở trong lòng nói ra, Thanh Viêm, ta lần sau lại chơi với ngươi, ta còn muốn giúp ngươi đi tìm ăn ngon đông, cho ngươi mau chút lớn lên, có được hay không? Có chút trẻ con hơn nữa dừng lại, có phần mơ hồ không rõ thanh âm, lần nữa tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, ngươi, ngươi cũng không làm được gạt ta. Diệp Thần Phong nói ra, ta bảo đảm, ta nhất định giúp ngươi tìm ăn ngon. Thanh Viêm lần này lòng không cam tình không nguyện về tới Diệp Thần Phong bên trong đan điền. Diệp Thần Phong khóe miệng là liên tục cười khổ, hắn không nghĩ tới mình bị một vệt thiên địa chi hỏa nhận thức làm phụ thân rồi, bất quá. Thanh Viêm đích thật là từ trong cơ thể hắn sinh ra, Thanh Viêm nhận thức hắn vì phụ thân, cái này cũng là tại lẽ thường bên trong. Chương 1754, Kiếm Chỉ Thiên Âm Thành. Một tiếng vang trầm thấp. Tại đêm cuối cùng một bức trên tường thành trận đồ phác họa xong sau. Diệp Thần Phong trong tay to lớn bút lông, dĩ nhiên trực tiếp bạo ra. Phải biết nhánh này to lớn bút lông, dù nói thế nào cũng coi như là hạ phẩm linh khí. Không nghĩ tới tại phác họa xong hết thảy trận đồ sau, chỉnh cây bút lông rõ ràng đều báo hỏng. Diệp Thần Phong nhìn xem từng bước trên tường thành trận đồ, trong lòng của hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, này viễn cổ phòng ngự trận là hoàn toàn bố trí xong rồi, tối thiểu hắn có thể đủ cam đoan chính mình ở Lion an toàn. Bây giờ Thanh Viêm nhiệt độ cũng tăng lên tới, đốt cháy chết niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cường giả trình độ, điểm trọng yếu nhất là Thanh Viêm linh trí thức tỉnh rồi một tia. Xem ra sau này muốn đi nhiều tìm kiếm một ít hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo rồi, hắn nhất định muốn để Thanh Viêm cùng hắn đồng thời tiếp tục trưởng thành. Tại phác họa xong cái cuối cùng trận đồ sau đó Diệp Thần Phong là về tới Thiên Âm Thành bên trong, hắn lập tức đem toàn bộ trận pháp hoàn toàn mở ra. Chỉ thấy Thiên Âm Thành chu vi trên tường thành trận đồ bên trong, toàn bộ mơ hồ tản ra một nguồn sức mạnh, đương nhiên Thiên Âm Thành phía trên cũng đồng dạng được nhất cổ loáng thoáng sức mạnh bao phủ lại rồi. Toàn bộ Thiên Âm Thành phòng ngự là thiên y vô phùng, trừ phi là đem Diệp Thần Phong bố trí cái này phòng ngự trận phá vỡ, bằng không tại không có được Diệp Thần Phong dưới sự cho phép, không ai có thể tiến vào Thiên Âm Thành, cũng không ai có thể rời đi Thiên Âm Thành. Tại Thiên Âm Thành viễn cổ phòng ngự trận triệt để mở ra sau đó Tô Nguyệt đám người lập tức tại Thiên Âm trong thành chung quanh đi chuyển động, bọn hắn không ngừng công kích bốn phía tường thành, hay hoặc giả là công kích giữa bầu trời loáng thoáng sức mạnh. Cuối cùng. Tô Nguyệt các loại người vẫn là không cách nào phá tan tường thành, đến tại trên bầu trời năng lượng cũng không cách nào phá vỡ. Bọn hắn dựa vào sức mạnh của mình là căn bản vô pháp rời đi Thiên Âm Thành rồi. Này viễn cổ phòng ngự trận cơ sở là bắt nguồn từ trên tường thành trận đồ, cùng với bố trí tại Thiên Âm trong thành 20 triệu linh thạch thượng phẩm. Này 20 triệu linh thạch thượng phẩm bên trong năng lượng sẽ không rất nhanh tiêu hao hết. Diệp Thần Phong cái này viễn cổ phòng ngự trận có tự mình khôi phục năng lượng hiệu quả, lấy Diệp Thần Phong đoán chừng. Cái này viễn cổ phòng ngự trận duy trì cái một năm là không thành vấn đề. Tại đích thân thể nghiệm qua viễn cổ sức phòng ngự sau, trong liên minh tất cả mọi người cũng bắt đầu tán đồng Diệp Thần Phong rồi, bất kể là Thiên Âm môn trưởng lão, vẫn là trong liên minh còn lại tông môn người, nếu Diệp Thần Phong thật sự có bảo toàn năng lực của bọn họ. Như vậy Diệp Thần Phong ngồi trên vị trí minh chủ là hoàn toàn xứng đáng được rồi. Trong liên minh nhân viên chủ yếu toàn bộ tập trung đến phủ thành chủ bên trong đại sảnh.
Thiên Âm môn thái thượng trưởng lão Giang Nguyên Thành, hắn kích động nói, minh chủ, chỉ cần có người bố trí trận pháp này, như vậy ông trời của chúng ta Âm Thành chẳng khác gì là một tòa không thất bại thành. Không ai có thể xông vào ông trời của chúng ta Âm Thành đến. Tô Nguyệt cũng lập tức nói ra, chúng ta tiểu minh chủ, này hoàn toàn mở ra viễn cổ phòng ngự trận, chúng ta cũng tự mình đi đến thể nghiệm qua rồi, nếu bây giờ chúng ta có tự vệ khuyến khích, như vậy liên minh chúng ta thành lập thịnh điển, chúng ta liền muốn đại xử lý đặc biệt xử lý rồi, chúng ta muốn hướng về toàn bộ huyền giới phát ra mời, phàm là hứng thú người, bọn hắn đều có thể tới tham gia chúng ta thịnh điển. Đương nhiên chúng ta thịnh điển là tại Thiên Âm trong thành cử hành. Những kia trước tới tham gia chúng ta thịnh điển người, chúng ta tự nhiên không thể để cho bọn họ tiến vào trong thành, bất quá, thần niệm cảnh chi người trên. Bọn hắn đều có ngự không năng lực phi hành, bọn hắn có thể bay đến trên bầu trời, cách phòng ngự của chúng ta quan sát chúng ta thịnh điển. Bây giờ ba đại tông môn liên minh người e sợ đã tại tới rồi Thiên Âm thành rồi. Nếu như ba đại tông môn ở Lion tại trong tay chúng ta ăn quả đắng, như vậy nguyện ý gia nhập chúng ta cường giả nhất định sẽ có rất nhiều. Diệp Thần Phong trong lòng vẫn là rất tán thành Tô Nguyệt đề nghị này. Hắn nói ra, đã như vậy, chúng ta thẳng thắn thanh thịnh điển cử hành thời gian lại kéo sau 10 ngày. Tại 10 ngày này bên trong, chúng ta phải tận lực hướng bên ngoài khuếch tán tin tức, để hứng thú mọi người đến quan sát chúng ta thịnh điển. Đương nhiên về phần viễn cổ phòng ngự trận sự tình, chúng ta không cần trước đó khuếch tán ra rồi, bằng không đến lúc đó không cách nào cho ba đại tông môn ở Lion một cái kinh hỉ rồi. Tô Nguyệt gật đầu nói, được, chúng ta liền đem thịnh điển lại kéo sau 10 ngày, về phần phòng ngự trận tin tức tuyệt đối sẽ không sớm khuếch tán ra, người trước đem phòng ngự trận mở ra một cái, ta lập tức khiến người ta đi khuếch tán tin tức. Sau 3 ngày, toàn bộ huyền giới hoàn toàn sôi trào lên. Mà liên quan với Diệp Thần Phong sự tình cũng lưu truyền sôi sùng sục được rồi. Về phần Diệp Thần Phong liên minh bọn họ thịnh điển một chuyện, đồng dạng trên đất huyền giới khuếch tán ra. Có rất nhiều tông môn đều trước tiên chạy tới Thiên Âm Thành đi xem trò vui rồi, dù sao rất nhiều người cũng không tin Diệp Thần Phong chính là ngũ phẩm luyện dược sư cùng ngũ phẩm luyện khí sư. Lần sau Thiên Âm môn ở Lion cách làm quá kỳ quái, dĩ nhiên hướng về toàn bộ huyền giới phát ra mời. Rất nhiều người tu luyện cũng muốn mau chân đến xem Thiên Âm môn ở Lion đến cùng đang dở trò quỷ gì. Thanh Long Thành. Đây là một tòa khoảng cách Thiên Âm Thành còn có ước chừng 5 ngày lộ trình thành trì. Giờ khắc này, Thanh Long Thành một tòa đại trạch bên trong. Phong Lôi Tông Lão Tổ Phùng Quang Sơn, Kiếm Vũ Sơn Trang Lão Tổ Phạm Chí Dũng cùng Tinh Vân Tông Lão Tổ Tạ Chánh Long đều tại tràng. Diệp Thần Phong ba vị này người quen cũ. Bọn hắn dĩ nhiên không có tư cách ngồi ở chủ vị bên trên, mà ngồi ở chủ vị chính là mặt khác ba cái lão đầu, này ba cái lão đầu thực lực đều tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ, bọn hắn phân biệt gọi là Vương Quang Hùng, Quý Bình An Hòa Hứa Cao Thuận. Trong đó Vương Quang Hùng giống như Phùng Quang Sơn là Phong Lôi Tông lão tổ, Quý Bình An Hòa Phạm Chí Dũng giống nhau là Kiếm Vũ Sơn Trang lão tổ, mà Hứa Cao Thuận cùng Tạ Chánh Long một dạng là Tinh Vân Tông lão tổ. Vương Quang Hùng, Quý Bình An Hòa Hứa Cao Thuận ba người này, bọn họ là ba đại tông môn bên trong thực lực mạnh nhất lão tổ rồi. Lần này ba đại tông môn phân biệt đều phát động rồi ba vị lão tổ, nói cách khác ba đại tông môn xuất động lão tổ tổng cộng có 9 vị. Tại đây ba đại tông môn trong, mỗi cái tông môn đều có 4 vị lão tổ, ba đại tông môn bên trong còn dư lại lão tổ ở lại ở Lion tọa trấn rồi. Ba đại tông môn còn có 3 tên lão tổ bọn hắn cũng ở tại chỗ. Này mặt khác ba vị lão tổ thực lực, hai người tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, một người tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ. Cho nên, ở đây Phùng Quang Sơn, Phạm Chí Dũng cùng Tạ Chánh Long ba người này, bọn hắn chính là ba đại tông môn lão tổ bên trong thực lực yếu nhất rồi. Ngoại trừ ba đại tông môn 9 vị lão tổ ở ngoài, luyện khí tông lão tổ Trần Mộc Nguyên cùng Linh Dược Cốc còn sót lại một tên nhị phẩm luyện dược sư Trương Thanh mới cũng ở tại chỗ. Trước đó, tại Thiên Âm ngoài thành sự tình truyền bá ra ngoài sau đó Trần Mộc Nguyên cùng Trương Thanh mới lập tức đi gia nhập ba đại tông môn liên minh. Trần Mộc Nguyên luyện khí trình độ có lục phẩm, thực lực tại niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, mà Trương Thanh mới thực lực tại luân hồi cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Bây giờ Linh Dược Cốc là Trương Thanh mới đang phụ trách rồi, hắn đang uống Linh Dược Cốc bên trong rất nhiều cất giấu đan dược sau, thực lực mới tăng lên tới bây giờ tầng thứ này. Hai người này cũng đều là đối công tử thần bí Diệp Thần Phong hận thấu xương.
Nguyên bản ba đại tông môn Vương Quang Hùng, Quý Bình An, Hòa Hứa Cao Thuận các loại chín vị lão tổ, bọn hắn chuẩn bị mang theo Trần Mộc Nguyên cùng Trương Thanh mới trực tiếp đánh tới Thiên Âm Thành. Ba đại tông môn vốn là cùng Diệp Thần Phong có ân oán, lại tăng thêm vì lôi kéo Linh Dược Cốc cùng Luyện Khí Tông, bọn hắn đáng giá đối Thiên Âm Môn ở Lion động thủ. Thế nhưng, mấy ngày nay lại truyền ra Thiên Âm Môn ở Lion cử hành thịnh điển sự tình, hơn nữa hoan nghênh địa huyền giới bất luận người nào đi tham gia, này làm cho ba đại tông môn lão tổ có một chút lo lắng cùng nghi hoặc, cho nên, bọn hắn mới dừng lại tạm làm nghỉ ngơi. Luyện Khí Tông lão tổ Trần Mộc Nguyên, hắn mở miệng nói cái kia gọi Diệp Thần Phong không thể nào là cái gì ngũ phẩm luyện khí sư, trên thế giới này không thể tồn tại hơn 20 tuổi ngũ phẩm luyện khí sư, bọn hắn không chỉ một lần mà ba làm ra phong ba đến, chỉ sợ bọn họ liền là muốn cho chúng ta tự loạn trận cước. Linh Dược Cốc duy nhất một tên nhị phẩm luyện khí sư Trương Thanh mới, hắn cũng nói ngũ phẩm luyện dược sư. Cái này vốn là lời nói vô căn cứ. Lúc trước tông chủ của chúng ta cùng lão tổ cũng một mực dừng lại tại thứ phẩm tầng thứ, ngũ phẩm luyện dược sư đối với địa huyền giới tới nói, điều này cũng hầu như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết rồi. Ta thân là luyện dược sư, dưới cái nhìn của ta hơn 20 tuổi ngũ phẩm luyện dược sư, cái này căn bản là một chuyện cười, ta đồng ý Trần lão cách nói. Ba đại tông môn trong, niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ Vương Quang Hùng, Quý Bình An, Hòa Hứa Cao Thuận, bọn hắn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Xem ra ở đây là có ba người bọn họ làm chủ, bọn hắn cũng cho rằng Trần Mộc Nguyên cùng Trương Thanh mới nói không sai, e sợ này Thiên Âm cửa ở Lion hoàn toàn là đang hư Trương Thanh thế. Vương Quang Hùng nói ra, Thiên Âm môn chỉ có Tô Nguyệt giá trị cho chúng ta lo lắng, thế nhưng có ba người chúng ta niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ liên thủ, chúng ta tuyệt đối không thể bại bởi Tô Nguyệt, mà ngoại trừ Tô Nguyệt ở ngoài, tại Thiên Âm cửa trong liên minh. Chỉ có Thiên Âm môn thái thượng trưởng lão Lý Khiếu Văn có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực. Mà chúng ta bên này, trừ ba người chúng ta ở ngoài, còn có hai tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ cùng một tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ. Có thể nói Thiên Âm môn ở Lion đối với chúng ta mà nói căn bản không đáng sợ, chúng ta cho tới nay đang lo lắng cái gì. Lần này liền để cho chúng ta một lần đem Thiên Âm môn ở Lion cho hủy diệt đi. Bọn chúng ta bọn hắn tại Thiên Âm trong thành cử hành thịnh điển ngày đó lại đến, chúng ta nhất định muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, dám cùng chúng ta ba đại tông môn đối nghịch, cuối cùng chỉ có là hủy diệt kết cục. Chương 1755, điên cuồng luyện khí. Lần thứ hai tấn cấp. Địa huyền giới. Thiên Âm thành bên trong. Có Diệp Thần Phong bố trí viễn cổ phòng ngự trận sau đó trong liên minh tất cả mọi người có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Diệp Thần Phong còn dự định tại Thiên Âm trong thành bố trí một cái viễn cổ sát trận, bất quá, bố trí viễn cổ sát trận sự tình không cần nóng lòng nhất thời. Dù sao viễn cổ sát trận bố trí muốn so phòng ngự trận phức tạp rất nhiều lần, lần sau bố trí viễn cổ sát trận cần có linh thạch thượng phẩm ước chừng tại 50 triệu khoảng chừng, này 50 triệu linh thạch thượng phẩm không phải là một số lượng nhỏ, cho nên, Diệp Thần Phong tính toán đợi ở Lion thành lập thịnh điển sau khi kết thúc. Hắn lại bắt tay bố trí viễn cổ sát trận. Diệp Thần Phong để trong liên minh người toàn bộ tập trung đến Thiên Âm thành quảng trường khổng lồ. Diệp Thần Phong nhưng không có ý định cứ như vậy chờ thịnh điển ngày đến, hắn luyện khí trình độ dừng lại tại ngũ phẩm đã có một đoạn thời gian, hắn dự định quy mô lớn điên cuồng luyện khí, dù sao luyện khí tông lão tổ chính là lục phẩm luyện khí sư, hắn cũng muốn đem chính mình luyện khí trình độ tăng lên. Về phần luyện thuốc, Diệp Thần Phong tấn cấp đến ngũ phẩm luyện dược sư mới không thời gian bao lâu, muốn trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp lục phẩm luyện dược sư, này vẫn có một ít khó khăn. Diệp Thần Phong đối với ở đây trong liên minh tất cả mọi người, nói ra các ngươi ai muốn luyện khí, chỉ phải cho ta cung cấp tài liệu, như vậy ta liền giúp các ngươi luyện khí, ủng có một thanh mạnh mẽ vũ khí, ở trong chiến đấu cũng có thể để cho các ngươi sức chiến đấu được tới trình độ nhất định tăng lên. Đương nhiên các người cũng hẳn phải biết ta hiện tại chỉ là ngũ phẩm luyện khí sư, ta nhiều nhất chỉ có thể giúp các người luyện chế trung phẩm linh khí, đây coi như là cho các người một loại may mắn lợi đi. Dù sao các người là tại Lion thời điểm khó khăn nhất gia nhập, về sau gia nhập liên minh người, nếu như muốn để cho ta giúp hắn nhóm luyện khí. Như vậy bọn hắn liền tất cần phải lập xuống nhất định công lao. Nhất phẩm đến tam phẩm luyện khí sư phân biệt có thể luyện chế ra hạ phẩm pháp khí. Trung phẩm pháp khí cùng thượng phẩm pháp khí, mà tứ phẩm đến lục phẩm luyện khí sư phân biệt có thể luyện chế ra hạ phẩm linh khí,
trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí. Trên đất huyền giới cao nhất trình độ luyện khí sư cũng có lục phẩm, chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí. Hơn nữa luyện chế tỷ lệ thành công cũng không phải 100%, đẳng cấp càng là cao vũ khí. Luyện chế ra tới tỷ lệ thành công cũng là càng thấp. Trên đất huyền giới, nguyên bản thân là lục phẩm luyện khí sư chỉ có luyện khí tông tông chủ và lão tổ, bây giờ luyện khí tông tông chủ đã bị chết, chỉ còn dư lại luyện khí tông lão tổ có thể luyện khí thượng phẩm linh khí rồi. Về phần linh khí bên trên bảo khí, trên đất huyền giới càng thêm là chấn tông chi bảo rồi, bảo khí chỉ có tứ đại tông môn cùng luyện khí tông bên trong mới có, bảo khí là những tông môn này tổ tiên truyền thừa xuống, có người nói thiên âm môn cũng có một kiện trung phẩm bảo khí, bất quá. Bình thường tông môn cũng sẽ không vận dụng bảo khí. Nguyên bản luyện khí tông bên trong cũng có hai tên ngũ phẩm luyện khí sư, bọn họ là luyện khí tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, bất quá. Đại trưởng lão đã sớm đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay, bây giờ luyện khí tông bên trong ngũ phẩm luyện khí sư cũng chỉ còn dư lại một vị rồi. Tứ đại tông môn rất nhiều trưởng lão có chỉ là hạ phẩm linh khí, cũng có trung phẩm linh khí người cũng tương đối ít, chớ nói chi là hắn tông nội môn trưởng lão cùng đệ tử, dù sao trên đất huyền giới chỉ có luyện khí tông mới có thể luyện khí, hơn nữa ngũ phẩm luyện khí sư cùng lục phẩm luyện khí sư lại như thế ít ỏi. Lúc trước luyện khí tông một năm sản xuất trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí là cực kỳ thưa thớt. Đặc biệt là thượng phẩm linh khí. Tại Diệp Thần Phong nói ra phải giúp trong liên minh người luyện khí sau đó ở đây tất cả đại tông môn người đều rơi vào trầm mặc, liền ngay cả thiên âm môn người cũng không có mở miệng, bọn hắn dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt Diệp Thần Phong luyện khí. Mà Vân Tiên Tông, Lạc Nhật Đảo cùng Xích Viêm Tông đối Diệp Thần Phong là tự tin tràn đầy. Vân Tiên Tông thiếu chủ Tả Phi Bạch, hắn đứng dậy, nói ra, Diệp Tổ Tông. Ta sớm liền muốn cho ngươi giúp ta luyện chế một món vũ khí rồi, liền ngay cả tài liệu đã từ lâu chuẩn bị xong. Lạc Nhật Đảo thiếu chủ Ngô Lực Phàm, hắn cũng đứng dậy nói ra, Diệp Tổ Tông, còn có ta. Ta cũng sớm liền chuẩn bị tốt tài liệu. Tại Tả Phi Bạch cùng Ngô Lực Phàm đem luyện khí dùng tài liệu nắm sau khi đi ra, Diệp Thần Phong là không nói lời gì động thủ. Chỉ thấy Diệp Thần Phong lật bàn tay một cái, thanh viêm nhất thời từ trong lòng bàn tay của hắn trốn ra. Bây giờ thanh viêm đã mở ra một tia linh trí, Diệp Thần Phong khống chế thanh viêm là càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Diệp Thần Phong đem thanh viêm nhiệt độ khống chế cực kỳ tinh chuẩn, này để người ở chỗ này đều không nhìn ra ngọn lửa màu xanh này chính là thiên địa chi hỏa. Diệp Thần Phong đầu tiên giúp Tả Phi Bạch rèn luyện mất tài liệu trong tạp chất. Tại thanh viêm thiêu đốt dưới, tài liệu trong tạp chất là càng ngày càng ít, tại đem tạp chất hoàn toàn rèn luyện xong sau. Diệp Thần Phong lại bắt đầu đem tài liệu rèn đúc thành hình, thủ pháp của hắn cực kỳ xảo diệu, trong tay pháp ấn liên tục, mỗi một cái động tác đều cho người cực kỳ thưởng thức. Tại Diệp Thần Phong tựa như nước chảy mây trôi luyện chế sau đó hắn tài liệu trong tay cũng không lâu lắm liền thành hình, hắn giờ khắc này thi triển là nhanh nhanh luyện khí phương pháp, bất quá, tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng luyện chế ra tới linh khí tuyệt đối sẽ không thô ráp. Tài liệu thành hình sau đó Diệp Thần Phong lại bắt đầu tại tài liệu bên trong khắc họa linh trận đồ, mỗi một bước, hắn đều cực kỳ tiểu tâm cẩn thận. Cũng không lâu lắm, linh trận đồ cũng khắc họa xong, Diệp Thần Phong đem linh khí truyền vào linh trận đồ bên trong tay hắn cái này trung phẩm linh khí nhất thời ánh sáng tăng mạnh. Diệp Thần Phong sau đó đem cái này luyện chế trung phẩm linh khí ném cho Tả Phi Bạch. Mà Tả Phi Bạch cảm thụ trung phẩm linh khí bên trong sức mạnh, hắn liền vội vàng cười nói ra cảm tạ Diệp Tổ Tông. Diệp Thần Phong chỉ là gật gật đầu, hắn tiếp tục giúp Ngô Lực Phàm luyện chế trung phẩm linh khí rồi. Tại vừa vặn Diệp Thần Phong đem linh khí truyền vào linh trận đồ bên trong, làm cho linh khí ánh sáng tăng mạnh thời điểm, ở đây rất nhiều người tu luyện đều rõ ràng, Diệp Thần Phong đích thật là luyện chế được trung phẩm linh khí. Trong lúc nhất thời, ở đây đông đảo người tu luyện đều kích động, bọn hắn ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Nói thật, vừa vặn bọn hắn phần lớn người đều không quá tin tưởng Diệp Thần Phong lời nói, tuy nói Diệp Thần Phong là ở Lion Minh Chủ, bọn hắn lo lắng cho mình lấy ra tài liệu cuối cùng chỉ biết báo hỏng mất, thế nhưng thời khắc này, bọn hắn mỗi một người đều không kịp chờ đợi đi lấy suốt tài liệu, đương nhiên là có chữ vật giới chỉ, bọn họ là trực tiếp từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra tài liệu. Không có chữ vật giới chỉ, bọn hắn lập tức chạy vội hướng về chỗ ở của mình đi lấy tài liệu.
Đương nhiên cũng có một chút người tu luyện không có tài liệu luyện khí, những người này là thật sự cuống lên, đây chính là trung phẩm linh khí đây này a hát. Bọn hắn nằm mộng cũng muốn yếu có vũ khí, bọn hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua cơ hội này, kết quả là, những này không có tài liệu người, bọn hắn từng cái hướng về những người khác dựa vào tài liệu. Sư phụ, ta nói ngươi không cần hẹp hòi sao như vậy? Ta nhưng là ngươi đồ đệ duy nhất, ta chỉ là hướng về ngươi mượn một điểm luyện khí dùng tài liệu mà thôi. Một tên đệ tử đối với một ông lão nói ra. Ông lão này tức giận mắng, sư phụ ngươi ta cũng chỉ có một phần tài liệu, sư phụ ngươi ta cũng chỉ là nắm giữ thượng phẩm pháp khí mà thôi. Các loại minh chủ giúp ta luyện khí trung phẩm linh khí, ta thanh này thượng phẩm pháp khí liền đưa cho ngươi rồi, ngươi không phải là sớm liền muốn sao? Tên đệ tử này cực kỳ khó chịu nói ra, sư phụ, ai muốn chỗ ngươi thanh đồng nát sắt vụn rồi, ta muốn chính là trung phẩm linh khí. Cảnh tượng giống nhau không ngừng phát sinh ở quảng trường khổng lồ mỗi một góc. Mà Diệp Thần Phong trước mặt tài liệu cũng càng ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong luyện khí tỷ lệ thành công lại là 100%, này để người ở chỗ này là nhìn trợn mắt hốc mồm. Thiên Âm Môn Tô Nguyệt nói ra, quái thai, hắn chính là một cái quái thai. Liền ngay cả lục phẩm luyện khí sư, luyện chế trung phẩm linh khí cũng thì không cách nào bảo đảm tỷ lệ thành công 100%, hơn nữa luyện khí tông luyện khí sư căn bản vô pháp như thế liên tục luyện khí, mà chúng ta tiểu minh chủ hắn dĩ nhiên ngừng đều không ngừng đâu này. Nói xong, Tô Nguyệt đôi mắt đẹp vi vi trừng lớn, chỉ thấy Diệp Thần Phong hướng về trong miệng nuốt cả quả táo nhét vào một cái bổ sung linh khí đan dược, hắn liền lại bắt đầu không ngừng luyện khí. Diệp Thần Phong là muốn đột phá cực hạn. Hắn muốn phải dựa vào quy mô lớn luyện khí, dùng này đến chạm vào lục phẩm luyện khí sư phẩm bậc. Thời gian không ngừng trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua. Diệp Thần Phong luyện khí tỷ lệ thành công nhưng vẫn là 100%. Những kia bắt được trung phẩm linh khí trong liên minh người, trên mặt bọn họ đều cười lên hoa, bọn hắn từng cái mở miệng. Về sau nếu ai còn dám nói một câu minh chủ không phải. Như vậy cũng đừng trách ta cái thứ nhất trở mặt. Đúng vậy, Diệp Minh chủ thành vì liên minh chúng ta Minh chủ, này là may mắn của chúng ta, ai đối Diệp Minh chủ có một tia bất kính, như vậy ta nhất định sẽ lập tức động thủ. Ta liền nhận định Diệp Minh chủ rồi, ở Lion nếu như không phải hắn làm Minh chủ lời nói, như vậy ta lập tức lui ra. Từ giờ khắc này, Diệp Thần Phong uy vọng hoàn toàn thành lập. Có thể nói hắn giờ phút này uy vọng đã rất xa vượt qua Thiên Âm Môn rồi. Trải qua liên tục không ngừng luyện khí. Diệp Thần Phong trước mặt tài liệu toàn bộ tiêu hao hết, giờ khắc này, Diệp Thần Phong đang luyện chế cuối cùng một phần tài liệu. Diệp Thần Phong cái trán cùng trên gương mặt là che kín mồ hôi, bất quá, trong lòng của hắn ngược lại là lộ ra một vệt nụ cười, hắn rốt cục chạm tới lục phẩm luyện khí sư phẩm bậc rồi. Hắn rèn đúc thủ pháp thay đổi hoàn toàn, khắc họa linh trận đồ cũng thay đổi. Ước chừng sau một tiếng, linh trận đồ hoàn thành, Diệp Thần Phong mặc dù không có hướng về trong đó truyền vào linh khí, nhưng hắn có thể xác định, đây chính là một cái thượng phẩm linh khí rồi, hắn tấn cấp lục phẩm luyện khí sư rồi. Chương 1756, khai hỏa thứ nhất chiến. Bởi vừa vặn tấn cấp đến lục phẩm luyện khí sư, cho nên luyện chế cái này thượng phẩm linh khí. Diệp Thần Phong chỗ đi tìm thời gian so với trước kia luyện khí trung phẩm linh khí muốn dài thượng rất nhiều. Diệp Thần Phong cầm trong tay cái này thượng phẩm linh khí, hắn cũng không hề vội vã hướng về linh trận đồ bên trong truyền vào linh khí, trong miệng hắn chậm rãi nôn thở ra một hơi, nói ra đây là người nào để cho ta luyện chế. Thiên Âm Môn Thái Thượng Trưởng Lão Giang Nguyên Thành, hắn đứng dậy, nói ra, Thần Phong, đây là ta cho ngươi luyện chế. Ngươi sẽ không phải là luyện chế đã thất bại chứ? Ngươi cũng không làm được hố ta a hát, ngươi này mấy trời còn chưa có thất bại qua bất kỳ lần nào đây này. Thiên Âm Môn mấy vị thái thượng trưởng lão, trong tay bọn họ đều là nắm giữ một cái thượng phẩm linh khí, bất quá, Giang Nguyên Thành thượng phẩm linh khí tại 3 năm trước hư hại, hắn vẫn muốn một lần nữa tìm luyện khí tông luyện chế một cái, nhưng hôm nay bọn hắn xem như là triệt cùng luyện khí tông xích mích. Mấy ngày nay Giang Nguyên Thành đang suy nghĩ một phen sau đó nếu như luyện chế một cái trung phẩm linh khí cũng tốt, thế là, hắn liền cũng lấy ra một phần tài liệu. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra, là đã ra một chút vấn đề. Thiên Âm Môn còn lại Thái Thượng Trưởng Lão Lý Khiếu Văn đám người, từng cái tràn ngập nụ cười nhìn xem Giang Nguyên Thành, Lý Khiếu Văn nói ra, Giang Nguyên Thành,
này cũng không làm được quái thần phong. Thần phong đều liên tục luyện chế ra nhiều ngày như vậy, thất bại một lần cũng là không thể tránh được. Diệp thần phong nói ra, thanh linh khí này không có thất bại, chỉ là luyện chế phẩm bậc có chút sai lệch. Nghe vậy, Giang Nguyên Thành bất đắc dĩ nói, hạ phẩm linh khí liền hạ phẩm linh khí đi. Các loại qua mấy ngày, thần phong ngươi nhất định phải giúp ta lần nữa luyện chế một cái trung phẩm linh khí. Diệp thần phong không để ý đến Giang Nguyên Thành rồi, hắn trực tiếp đem linh khí truyền vào linh trận đồ bên trong, trong tay hắn cái này thượng phẩm linh khí nhất thời ánh sáng tăng mạnh. Thông qua trong đó linh trận đồ bên trong tản ra uy năng, ở đây phần lớn người đều đã đoán được thanh linh khí này phẩm bậc. Thứ này lại có thể là một cái thượng phẩm linh khí, này, điều này sao có thể? Không phải nói Diệp Thần Phong chẳng qua chỉ là một gã ngũ phẩm luyện khí sư sao? Diệp Thần Phong nhún nhún vai, nói ra, vừa nãy không cẩn thận khóa nhập lục phẩm luyện khí sư phẩm bậc, cho nên không thể luyện chế ra trung phẩm linh khí, mà là luyện chế được thượng phẩm linh khí. Không cẩn thận khóa nhập lục phẩm luyện khí sư phẩm bậc. Tất cả mọi người tại chỗ suýt chút nữa được Diệp Thần Phong câu nói này cho nghẹn chết, nếu như Diệp Thần Phong tại cái khác luyện khí sư trước mặt nói ra lời nói này, e sợ cần phải muốn để những người khác luyện khí sư tức giận thổ huyết. Trên quảng trường đột nhiên liền biến được yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Chỉ chốc lát sau, Thiên Âm Môn Tô Nguyệt, khóe miệng nàng liên tục cười khổ, nàng nói chúng ta tiểu minh chủ. Này tăng lên luyện dược sư cùng luyện khí sư phẩm bậc, đối với ngươi mà nói chỉ đơn giản như vậy sao? Khó trách ngươi hơn 20 tuổi liền có thể trở thành ngũ phẩm luyện dược sư cùng ngũ phẩm luyện khí sư rồi, không đúng, hiện tại phải nói là lục phẩm luyện khí sư rồi. Giang Nguyên Thành trực tiếp hào hứng xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, hắn từ Diệp Thần Phong trong tay nhận lấy cái này thượng phẩm linh khí, hắn cảm ứng cái này thượng phẩm linh khí bên trong uy năng, hắn cười nói, được, thật sự là quá tốt rồi, thần phong ngươi luyện chế thượng phẩm linh khí. Muốn so luyện khí tông mạnh hơn không ít. Đinh Viễn Biển, Ngựa Dung Hoa cùng Lý Khiếu Văn ba vị này Thiên Âm Môn Thái Thượng trưởng lão, bọn hắn cũng lập tức xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Lý Khiếu Văn vội vàng hỏi, Thần Phong, ngươi có thể hay không căn cứ yêu cầu của chúng ta? Luyện chế ra ta cần thượng phẩm linh khí. Diệp Thần Phong sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói ra, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Chỉ muốn các ngươi cung cấp yếu luyện chế linh khí tạo hình là được rồi. Nghe vậy, Lý Khiếu Văn đám người lập tức trở nên kích động. Lý Khiếu Văn nói ra, Thần Phong, ngươi lập tức cũng luyện chế cho ta một cái thượng phẩm linh khí. Ta có thể cho ngươi cung cấp yêu cầu luyện chế tạo hình. Càng là phẩm bậc cao vũ khí, luyện chế lại càng khó khăn. Tại luyện khí tông bên trong, đến linh khí vũ khí, chỉ có thể làm cho luyện khí sư tự do phát huy luyện chế vũ khí tạo hình, bằng không luyện chế tỷ lệ thành công đem càng thêm thấp. Một thanh thích hợp vũ khí của mình mới là tốt nhất, Lý Khiếu Văn các loại người trong tay thượng phẩm linh khí, đó cũng không phải bọn hắn vừa ý nhất, trong lòng bọn họ có chính mình cần linh khí tạo hình. Diệp Thần Phong mấy ngày nay luyện khí vẫn là tại tùy tâm sở dục phát huy, ở đây những người khác cũng cho rằng Diệp Thần Phong cùng luyện khí tông luyện khí sư là giống nhau, cho nên bọn hắn mới không có nói ra yêu cầu của mình. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, Lý Lão, nhưng là lần này miễn phí luyện khí đã kết thúc rồi, bất quá, ta cũng vẫn có thể cho các ngươi luyện khí, nhưng này yếu xem các ngươi lập xuống bao nhiêu công lao, dù sao ở đây người người có cơ hội, từ hôm nay trở đi ta có thể luyện chế thượng phẩm linh khí rồi, chỉ muốn các ngươi lập xuống cũng đủ lớn công lao, như vậy các ngươi là có thể thu được ta luyện chế thượng phẩm linh khí. Diệp Thần Phong vừa ra, Lý Khiếu Văn đám người là gương mặt phiền muộn, mà ở chàng trong liên minh những người khác, bọn hắn lập tức từng cái làm nóng người lên. Diệp Thần Phong hắng giọng một cái, hắn đối với chỗ có người nói, xuất hiện tại các ngươi biết ta là lục phẩm luyện khí sư rồi, như vậy các ngươi khẳng định cũng sẽ không hoài nghi ta luyện dược sư thân phận chứ. Diệp Thần Phong những lời này là đối không có từng chứng kiến hắn chế thuốc người nói, hắn tại dừng lại một lúc sau, hắn lại nói, chỉ muốn các ngươi vì Alliance lập xuống công lao, nói thẳng thắn hơn chính là vì Alliance giết địch. Bất kể là giết chết ba đại tông môn liên minh người, vẫn là giết chết ma đạo người, chỉ muốn các ngươi là giết chết kẻ địch của chúng ta, như vậy các ngươi sẽ có công lao, đương nhiên công lao của các ngươi là có thể không ngừng tích lũy. Tại thịnh điển ngày đó, ta sẽ đem làm sao phân chia công lao lớn nhỏ tử nói tỉ mỉ, chỉ muốn các ngươi lập xuống nhất định công lao,
các ngươi là có thể tới chỗ của ta hối đoái đan dược và linh khí, cho nên bây giờ trận này thời loạn lạc, chuyện này với các ngươi phần lớn người tới nói đều là một cơ hội. Các ngươi bình thường có thể thu được thượng phẩm linh khí sao? Các ngươi có thể thu được tứ phẩm đan dược và ngũ phẩm đan dược sao? Thậm chí ngũ phẩm luyện dược sư chỉ tồn tại ở địa huyền giới trong truyền thuyết, mà bây giờ chỗ có cơ hội đều bày tại các ngươi trước mặt. Bây giờ thời loạn lạc đối với còn lại tông môn hoặc là liên minh trong người mà nói, cái này có thể là một trường kiếp nạn, nhưng bởi vì các ngươi có ta Diệp Thần Phong người minh chủ này, đây là các ngươi một cái tăng cao thực lực hy vọng, một cái cơ hội vùng lên, chỉ muốn các ngươi tìm tới cơ hội đi không ngừng anh dũng giết địch. Như vậy các ngươi khi chiếm được đan dược sau, các ngươi trả buồn thực lực của mình không thể nhanh chóng tăng lên sao? Cho nên, các vị, để cho chúng ta ở Lion trở thành địa huyền giới chúa tể đi. Các ngươi nguyện ý đi theo bước chân của ta sao? Diệp Thần Phong này phen lời nói sau khi đi ra. Ở đây trong liên minh tông chủ, trưởng lão cùng đệ tử, bọn hắn mỗi một người đều nhiệt huyết dâng trào rồi, thậm chí có ít người kích động thân thể đều run rẩy lên rồi. Bao quát Thiên Âm môn cùng Vân Tiên tông các loại tông môn người, bọn hắn cũng bị Diệp Thần Phong lời nói này cho lây nhiễm. Giờ khắc này, trong liên minh những người này, bọn hắn nhìn thấy vô hạn hy vọng, bọn hắn nhìn thấy chính mình cơ hội vùng lên, nguyên bản nằm ở trong loạn thế hoang mang toàn bộ biến mất rồi, bọn hắn bắt đầu cảm tạ có thể gặp phải loại này thời loạn lạc rồi, bọn hắn bắt đầu cảm tạ có thể gặp phải Diệp Thần Phong như vậy minh chủ rồi. Trong liên minh phần lớn người, bọn hắn hận không thể lập tức ra ngoài giết địch, đem những kia ba đại tông môn ở Lion cùng ma đạo người toàn bộ giết sạch, dòng máu của bọn họ hoàn toàn sôi trào lên. Đi theo minh chủ bước chân, Diệp minh chủ vạn tuế. Cũng không biết trong đám người ai hô như thế một tiếng. Sát theo đó, nhấp nhô liên tục thanh âm nhất thời vang lên, đi theo Diệp minh chủ vạn tuế. Thiên Âm môn Tô Nguyệt, khóe miệng nàng hiện lên thưởng thức nụ cười. Nói ra, này chính là cường giả mị lực, này chính là cường giả sức cuốn hút, e sợ hiện tại chúng ta Thiên Âm môn phản đối Diệp Thần Phong, ở đây những người này, thậm chí chúng ta Thiên Âm môn bên trong một ít trưởng lão cùng đệ tử, bọn hắn hội không chút do dự đi theo Diệp Thần Phong. Từ khi thực lực đến niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong sau đó ta đã cực kỳ lâu không có huyết dịch sôi trào cảm giác, hôm nay lại bị Thần Phong cho mang chuyển động, ta rất chờ mong hắn thống nhất địa huyền giới một ngày kia. Thiên Âm môn tông chủ Tô Băng Vân, nàng nhìn khí thế bén nhọn Diệp Thần Phong, người hàm răng cắn môi cường độ là càng lúc càng lớn, người biết mình là thật sự không xứng với Diệp Thần Phong rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem tất cả mọi người tại chỗ, hắn giống lên một tiếng, rất tốt, như vậy sau này ai dám ngăn trở đường đi của chúng ta, ai dám đối địch với chúng ta, như vậy chúng ta thì làm. Hắn, mẹ, khô. Trong liên minh đông đảo người tu luyện, bọn hắn cũng từng cái đi theo giống lên. Huyết đã đốt, bởi vì Diệp Thần Phong, ở Lion trong nháy mắt trở nên nhất trí lên, tất cả mọi người lấy Diệp Thần Phong làm trung tâm rồi, Diệp Thần Phong minh chủ địa vị là không người có thể lay động rồi. Diệp Thần Phong lần thứ hai quát, các loại thịnh điển ngày ấy, để cho chúng ta khai hỏa trận chiến đầu tiên. Chương 1757, nguy cấp. Theo thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Địa huyền giới liên quan với Thiên Âm môn ở Lion, liên quan với công tử thần bí Diệp Thần Phong nghe đồn là càng lúc càng kịch liệt rồi. Tại đa số người trong chờ mong, Thiên Âm môn ở Lion thịnh điển cử hành ngày đã tới. Rất nhiều địa huyền giới người tu luyện đều chạy tới Thiên Âm thành bên ngoài xem trò vui. Những người tu luyện này bên trong có chính là tán tu, có chính là tông môn tông chủ và trưởng lão, thực lực đều tại tạo hóa cảnh đến niết bàn cảnh trong lúc đó. Diệp Thần Phong cùng Tô Nguyệt đám người không có mời những người này tiến vào Thiên Âm thành bên trong, mà viễn cổ phòng ngự trận cũng trước sau nằm ở mở ra trạng thái. Diệp Thần Phong cũng đối những người tu luyện này từng giải thích rồi, bọn hắn chỉ có thể tại Thiên Âm ngoài thành nhìn xem thịnh điển cử hành. Trong đó có một ít người tu luyện là rõ ràng Diệp Thần Phong cách làm của bọn họ, mà có một ít người tu luyện nhưng là bất mãn oán giận lên, bất quá, bọn hắn cũng sẽ không xông vào Thiên Âm thành. Dù sao Thiên Âm môn ở Lion là bọn hắn không chọc nổi. Thần bí gì công tử? Thiên Âm môn thái thượng trưởng lão lẽ nào điên rồi sao? Dĩ nhiên để như thế một tên tiểu tử ngồi trên vị trí minh chủ. Chẳng lẽ hắn thật đúng là ngũ phẩm luyện dược sư cùng ngũ phẩm luyện khí sư sao? Đây căn bản không thể, các ngươi nhìn xem Thiên Âm thành,
chúng ta đều có thể cảm giác được Thiên Âm Thành được một tầng loáng thoáng sức mạnh cho bao phủ lại rồi, thế nhưng tầng này sức mạnh có thể đưa đến tác dụng gì? Ta xem chỉ cần một tên Niết Bàn cảnh cường giả, thì có thể dễ dàng đem Thiên Âm Thành trận pháp cho phá đi, chúng ta tự đợi đến xem kịch vui đi. Tự nhiên sẽ có người tới trừng trị bọn họ, những kia đối Thiên Âm Môn Alliance phi thường bất mãn người tu luyện, bọn hắn cũng không hề tự mình đi công kích viễn cổ phòng ngự trận, bọn hắn tự nhiên là không cách nào biết được Thiên Âm Thành trận pháp này sức phòng ngự có cỡ nào cường hãn. Diệp Thần Phong cùng Tô Nguyệt các loại một đám Alliance hạch tâm. Bọn hắn đều đứng ở trên cổng thành, bọn hắn cũng đã nhận được tin tức. Ba đại tông môn liên minh người hội vào hôm nay chạy tới Thiên Âm Thành nơi này đến. Bây giờ Diệp Thần Phong đi tại Thiên Âm trong thành, tất cả mọi người là đúng hắn rất cung kính. Diệp Thần Phong khóe miệng vi vi hiện lên một vệt nụ cười, nói ra, thật chờ mong ba đại tông môn liên minh người mau chút chạy tới nơi này, ta đã không kịp chờ đợi muốn đánh mặt của bọn họ rồi. Tô Nguyệt nói ra, có người nói lần này ba đại tông môn phát động rồi 9 vị lão tổ, còn có luyện khí tông lão tổ cùng linh dược cốc duy nhất một tên nhị phẩm luyện dược sư cũng cùng theo một lúc tới, lẽ nào ngươi liền thật sự không có chút nào lo lắng. Diệp Thần Phong cười nói, ngươi cho rằng bọn họ rách nát mở ta bố trí phòng ngự trận sao? Không cần ngươi trả lời, ta tự mình tới trả lời đi. Bọn hắn căn bản không phá ra được phòng ngự của ta trận. Bọn hắn không phá ra được phòng ngự của ta trận sau đó bọn hắn nhất định sẽ vô cùng sinh khí. Trong lòng bọn họ một mực tại hoài nghi ta luyện dược sư cùng thân phận của luyện khí sư, dù sao ta mới hơn 20 tuổi. Đây đối với rất nhiều người đến đều là một kiện khiến người ta khó có thể tin tưởng được sự tình, bọn hắn không phá ra được phòng ngự trận, duy nhất có thể làm chính là để luyện khí tông lão tổ cùng linh dược cốc tên kia nhị phẩm luyện dược sư cùng ta giao đấu rồi, lấy phương pháp này đến cứu danh dự. Thậm chí là dùng này đến tan rã chúng ta ở Lion. Nhưng bọn họ sai liền sai tại quá đánh giá thấp ta, bọn hắn lần này không những không cách nào thương tổn được ta, bọn hắn vẫn có thể giúp ta cổ vũ hy vọng, đến lúc đó nếu như bọn hắn đưa ra yếu cùng ta giao đấu, ta nhất định sẽ trước tiên từ chối một cái. Để cho bọn họ càng thêm xác định ta là đang hư trương thanh thế, cuối cùng tại bị bất đắc dĩ dưới tình huống, ta mới lựa chọn đồng ý. Đợi cuối cùng giao đấu sau khi kết thúc, ta muốn thần sắc của bọn họ hội rất đặc sắc chứ. Đến lúc đó đến đây quan sát người tu luyện, e sợ rất nhiều người đều sẽ nguyện ý gia nhập của ta liên minh. Tuy rằng hiện nay lấy thế lực của chúng ta không làm gì được ba đại tông môn 9 vị lão tổ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ trắng đi một chuyến. Ta sẽ để bọn hắn tận hứng mà về. Trên lâu thành Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đám người, trong lòng bọn họ là hút vào hơi lạnh. Diệp Thần Phong dĩ nhiên đem sau chuyện sắp xảy ra toàn bộ bố cục được rồi, tự đợi đến ba đại tông môn liên minh người hướng về trong hầm nhảy. Bực này tâm trí, bực này kín đáo tư duy, này thật chỉ là một cái hơn 20 tuổi người sao. Thấy thế nào đều giống như một cái sống mấy ngàn năm cáo già rồi, trên lâu thành trong lòng người bắt đầu vì ba đại tông môn liên minh người mặc niệm, gặp gỡ Diệp Thần Phong xem như là ba đại tông môn liên minh người xui xẻo rồi. Đột nhiên. Từng luồng niết bàn cảnh hùng hậu khí thế, do xa tới gần ép thẳng tới Thiên Âm Thành, mấy bóng người đạp không mà đến, cuối cùng vững vàng đã rơi vào Thiên Âm Thành ngoài cửa thành. Tại đây mấy bóng người rơi tại Thiên Âm ngoài thành sau đó chu vi người tu luyện tiếng bàn luận nhất thời toàn bộ biến mất rồi. Này mấy bóng người chính là ba đại tông môn 9 vị lão tổ, luyện khí tông lão tổ Trần Mộc Nguyên cùng linh dược cốc nhị phẩm luyện dược sư Trương Thanh mới rồi. Ba đại tông môn ba vị niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ lão tổ, Phong Lôi Tông Vương Quang Hùng, Kiếm Vũ Sơn Trang Quý Bình An Hòa Tinh Vân Tông Hứa Cao Thuận, bọn hắn đứng ở kháo tiền vị trí. Vương Quang Hùng ba người, bọn hắn ngẩng đầu ánh mắt như ngừng lại trên lâu thành Diệp Thần Phong trên người, tiếp lấy, ba người bọn hắn vừa liếc nhìn Phùng Quang Sơn, Phạm Chí Dũng cùng Tạ Chánh Long, trong đó Quý Bình An ngữ khí lạnh lùng mà hỏi, hắn chính là để cho các ngươi nhiều lần ăn quả đắng tên tiểu tử kia. Phùng Quang Sơn đám người không khỏi gật gật đầu, sau đó, Hứa Cao Thuận lập tức hướng về phía trên lâu thành quát lên, thần bí gì công tử? Cái gì ngũ phẩm luyện dược sư? Ngũ phẩm luyện khí sư? Ngươi chỉ là Thiên Âm Môn đẩy ra tạo thế con rối mà thôi, đắc tội ta nhóm ba đại tông môn, ngươi sẽ biết càng thống khổ hơn so với cái chết tư vị. Vương Quang Hùng ánh mắt lạnh lẽo hung tàn, hắn nhìn xem trên lâu thành Tô Nguyệt, nói ra, Thiên Âm Môn bây giờ quay đầu vẫn tới kịp. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý giao ra tiểu tử này,
nguyện ý gia nhập chúng ta trong liên minh, như vậy chuyện lúc trước chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từng ở Diệp Thần Phong trong tay ăn quả đắng Phùng Quang Sơn, Phạm Chí Dũng cùng Tạ Chánh Long ba vị này lão tổ, bọn hắn ánh mắt cực kỳ hí hành hạ nhìn xem Diệp Thần Phong, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong đã là cái thớt gỗ thượng thịt cá rồi, có thể mặc cho bọn hắn đến làm thịt. Đứng ở trên thành lầu Tô Nguyệt, người vẻ mặt ung dung, không chút nào như lâm đại địch tự giác, thật sự là Diệp Thần Phong người minh chủ này làm quá tốt rồi, đem tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong, nàng xem mắt Diệp Thần Phong, người rồi hướng Vương Quang Hùng đám người, nói ra, hắn nhưng không phải chúng ta ở Lion con rối, hắn chính là chúng ta ở Lion minh chủ, thứ thiệt minh chủ, hơn nữa uy hiếp của các người đối với ta có tác dụng sao? Vương Quang Hùng các loại người biết Thiên Âm Môn là tâm ý đã quyết rồi, chu vi tất lại còn có những người tu luyện khác, tại động thủ trước đó, bọn hắn vẫn phải nói vài câu đường hoàng lời nói, Vương Quang Hùng nghĩa tránh ngôn từ quát lên, Tô Nguyệt, các ngươi đã Thiên Âm Môn u mê không tỉnh, như vậy các ngươi cũng chỉ có thể cùng tiểu tử này đồng thời chôn cùng rồi. Này cái gọi là công tử thần bí, trước hắn tại Âm Minh Tông thượng đại khai sát giới, hắn chính là chúng ta chính đạo công địch. Còn có trước đây không lâu nhị phẩm tông môn Cửu Huyền Kiếm Tông đến đây Thiên Âm Thành, kết quả Cửu Huyền người của Kiếm Tông toàn bộ đã bị chết ở tại nơi này, này chính là của các ngươi ở Lion. Hôm nay chúng ta sẽ vì chính đạo tông môn thanh trừ tai họa. Trên lâu thành Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem ra vẻ đạo mạo Vương Quang Hùng đám người, hắn ý cười đầy mặt nói, đừng kiếm cớ rồi, các ngươi cho rằng tìm mượn cớ, các ngươi cũng không phải là đê tiện vô sỉ tiểu nhân sao. Muốn động thủ nhanh chóng động thủ đi, ta nhưng không có thời gian bồi các ngươi chơi, tính mạng của ta các ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể cầm, ta liền một mực lưu tại Thiên Âm trong thành, các ngươi hiện tại là có thể tới lấy đi tính mạng của ta rồi. Diệp Thần Phong lại nhìn xem chu vi đến đây xem náo nhiệt người tu luyện, tâm tình của hắn không chút nào được Vương Quang Hùng đám người ảnh hưởng, hắn nói ra, hôm nay là ta ở Lion thành lập thịnh điển, sau ngày hôm nay của ta ở Lion cũng sẽ có chính thức tên. Của ta ở Lion tự kêu là Diệp Minh, ta hoan nghênh thực lực mạnh mẽ tán tu, hoặc là thế lực mạnh tông môn gia nhập. Diệp Minh danh tự này cùng Diệp Thần Phong tông môn Diệp Môn là cùng âm, Diệp Thần Phong cùng Tô Nguyệt đám người thương lượng một phen sau đó cuối cùng mới xác định Diệp Minh cái này ở Lion danh tự. Chu vi những người tu luyện kia, có một số người đối Diệp Thần Phong ném ánh mắt khinh thường, còn có một phần phân người nhưng là duy trì ngắm nhìn thái độ. Vương Quang Hùng, Quý Bình An Hòa Hứa Cao Thuận đám người, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong như vậy chấn định, bọn hắn lửa giận trong lòng là bắt đầu cháy rừng rực. Vương Quang Hùng liên tục cười lạnh, hắn quát lên, Diệp Minh. Chỉ sợ các ngươi ở Lion vừa vặn lấy danh tự, các ngươi liền muốn hủy diệt rồi, các ngươi đến cùng ở đâu ra sức lực. Các ngươi nhưng vẫn là đang hư trương thanh thế sao, để cho chúng ta sản sinh nghi hoặc, để cho chúng ta không dám trực tiếp công kích. Chỉ bằng tầng này bao phủ lại Thiên Âm thành năng lượng, các ngươi liền muốn ngăn cản chúng ta. Các ngươi thiếu nói giỡn, đã như vậy, chúng ta hôm nay liền muốn để Thiên Âm thành máu chảy thành sông. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói, làm người vẫn là không muốn thanh lời nói quá vẹn toàn, quá khẳng định, vạn nhất sau đó các ngươi không làm được, mất mặt không phải ta, mà là các ngươi, dù sao các ngươi đều là ngụy quân tử, các ngươi làm quan tâm mặt mũi. Chương 1758, ngươi có dám? Địa huyền giới, nhị phẩm tông môn Lưu Thiên Môn nơi ở, Lưu Thiên Môn phía sau núi thượng một cái hồ nước trước. Ma đế Huyết Thiên cùng thập đại ma tướng từ khi đem Lưu Thiên Môn huyết tẩy rồi sau đó bọn hắn liền một mực không hề rời đi. Tướng mạo nho nhã ma đế Huyết Thiên, hắn nhìn xem phía trước mặt hồ nước, bên trong thân thể của hắn thật khí thế không có dấu hiệu nào tăng lên. Hắn đã một cái chân bước ra niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, chỉ cần lại bước ra một cái chân, thực lực của hắn liền triệt để có thể đột phá đến trong truyền thuyết loại cảnh giới đó rồi. Ma đế Huyết Thiên bàn tay phải vung lên, toàn bộ bên trong hồ nước được vén lên giữa không trung, đợi đến nước lần thứ hai trở về bên trong hồ nước thời điểm, ở trên mặt hồ tạo thành một cái cự đại hình ảnh. Này trong mặt hồ xuất hiện hình ảnh không phải là Thiên Âm thành trước ma. Lưu Thiên Môn khoảng cách Thiên Âm thành cực kỳ xa xôi, không nghĩ tới này ma đế Huyết Thiên còn có cỡ này theo dõi thủ đoạn. Không những như thế, thông qua cái này mặt hồ, Thiên Âm thành trước đối thoại, ma đế Huyết Thiên cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở. Ma đế Huyết Thiên nhìn xem trong hình ảnh, đứng ở trên thành lầu Tô Nguyệt, hắn trắng xanh biến thái khuôn mặt lộ ra nụ cười,
nói ra Tô Nguyệt, sống thật khỏe đi. Trên thế giới này chỉ có ta có thể có được ngươi, nếu như ta không có thể có được ngươi, như vậy ta liền sẽ đích thân hủy diệt ngươi. Tiếp lấy, mà Đế Huyết Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía trong mặt hồ Diệp Thần Phong hình ảnh, hắn tự nói, ngươi đến cùng phải hay không Thiên Âm Môn đẩy ra tạo thế đây này. Lại hoặc là nói ngươi là dựa vào thực lực của mình ngồi trên vị trí minh chủ. Trước đó ta một mực vững tin ngươi là bị đẩy ra đến tạo thế. Bất quá, hiện tại tận mắt thấy ngươi khí độ, ta tại sao có thể có một loại cảm giác hưng phấn đâu này. Bây giờ địa huyền giới đã không có ai đủ tư cách làm kẻ địch của ta rồi, ta chỉ có tại gặp phải chân chính cường địch lúc mới sẽ hưng phấn. Ngươi hội là của ta cường địch sao? Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái kinh hỉ đi. Mà thập đại ma tướng Thủy Chung là mặt không thay đổi đứng ở Ma Đế Huyết Thiên bên cạnh. Thiên Âm Thành trước, tại Diệp Thần Phong Thanh ba đại tông môn lão tổ nói thành là giả. Quân, tử sau, ba đại tông môn chín vị lão tổ, trong cơ thể hắn khí thế không nói lời gì để được đưa lên. Về phần luyện khí tông lão tổ Trần Mộc Nguyên cùng Linh Dược Cốc Trương Thanh mới, hai người bọn họ chỉ là tại một bên kiên nhẫn nhìn xem, bọn hắn biết ba đại tông môn chín vị lão tổ. Yếu phá tan Thiên Âm Thành trận pháp, hẳn là chắc chắc có thừa rồi, liền coi như bọn họ động thủ cũng không được tác dụng quá lớn. Ba vị niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ Vương Quang Hùng, Quý Bình An Hỏa Hứa Cao Thuận. Bọn hắn trước tiên hướng về Thiên Âm Thành lướt tới. Phùng Quang Sơn cùng Tạ Chánh Long thực lực tại niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, Phạm Chí Dũng thực lực tại niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ. Còn có ba đại tông môn mặt khác ba vị lão tổ. Trong đó hai người tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, một người tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ, tại Vương Quang Hùng đám người có hành động sau đó bọn hắn cũng dồn dập triển khai công kích. Lấy Vương Quang Hùng làm ba vị phong lôi tông lão tổ. Tay phải của bọn họ bàn tay tấn mãnh hướng về Thiên Âm Thành bổ tới, bốn phía không gian đều vặn vẹo lên. Tàn Nguyệt Trảm, ba đạo cự đại hình trăng lưỡi liềm hình dáng linh khí công kích, một đường hướng về Thiên Âm Thành tập kích tới. Phàm là to lớn trang lưỡi liềm trải qua địa phương, trên mặt đất là nhanh chóng nổ tung. Mà dùng Quý Bình An cầm đầu ba vị kiếm vũ sơn trang lão tổ, tay phải của hắn ngón trỏ hướng về Thiên Âm Thành nhấn tới, bạo thiên chỉ. Trong lúc nhất thời, giữa bầu trời phong vân biến ảo. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba cái to lớn ngón tay từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng ép hướng về phía Thiên Âm Thành. Cuối cùng lấy Hứa Cao Thuận cầm đầu ba tên tinh vân trưởng thượng tổ. Tay phải của bọn họ bàn tay trở nên hoàn toàn đỏ đậm rồi. Bàn tay hướng về Thiên Âm Thành đánh ra, xích cầu vòng trưởng. Trong không khí lửa nóng tuôn ra, ba đạo cự đại hỏa bàn tay màu đỏ ấn ở trong không khí ngưng tụ mà thành, này tam đạo dấu bàn tay mãnh liệt cực kỳ, dường như muốn đem trọn tòa Thiên Âm Thành cắn nuốt mất rồi bình thường. Ba đại tông môn chín vị lão tổ, bọn hắn cơ hồ là cũng trong lúc đó thi triển chiến kỹ. Bọn hắn cực kỳ mạnh mẽ công kích không ngừng tiếp theo Thiên Âm Thành. Bất kể là Tàn Nguyệt Trảm, Bạo Thiên Chỉ vẫn là xích cầu vòng trường, này ba loại trong công kích bất luận một loại nào công kích, hầu như đều có hủy diệt một tòa thật to thành chỉ power. Thiên Âm Thành không gian chung quanh đều phải vỡ vụn ra rồi, cực hạn sức mạnh cuốn sạch lấy mỗi một tấc không gian, những kia ở xung quanh xem náo nhiệt người tu luyện. Bọn hắn từng cái nhanh chóng lui về. Có rất nhiều người trên mặt đều là nhìn có chút hả hê biểu lộ. Ba đại tông môn chín vị lão tổ không lưu tình đầy công kích, dưới cái nhìn của bọn họ Thiên Âm Thành là muốn phá hủy, cái kia bao phủ lại Thiên Âm Thành một tầng năng lượng, tại bực này công kích trước mặt vốn là bài biện mà thôi. Đứng ở trên thành lầu Diệp Thần Phong, hắn đối bực này công kích ngoảnh mặt làm ngơ, hắn nói ra, nếu khách nhân đều đã tới, như vậy chúng ta liền cử hành ở Lion Thành lập thịnh điển đi. Tại Diệp Thần Phong dưới sự hướng dẫn, tất cả mọi người cực kỳ bình tĩnh đi xuống thành lầu rồi, phảng phất Thiên Âm Thành căn bản không có gặp phải công kích bình thường. Ba đại tông môn chín vị lão tổ, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong đám người hành vi, bọn hắn ra mặt co giật, bọn hắn không nghĩ ra đến lúc này, Diệp Thần Phong đám người làm sao có khả năng trả như vậy trấn định. Bọn hắn công kích đối chính mình làm chắc chắn, bọn hắn căn bản không tin tưởng bao phủ lại Thiên Âm Thành tầng kia cái gọi là năng lượng. Có thể mang sự công kích của bọn họ toàn bộ chống đỡ được. Thiên Âm Thành bên ngoài rất nhiều người tu luyện, bọn hắn cũng đều cho rằng Diệp Thần Phong cùng Tô Nguyệt đám người là điên rồi, là hoàn toàn điên rồi, bọn hắn mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Âm Thành, bọn hắn chờ mong nhìn lên trời âm thành gặp phải triệt để hủy diệt một màn. Oanh, oanh,
Oanh! Ba đại tông môn chín vị lão tổ công kích đồng thời đến, nhưng Thiên Âm Thành bị hủy diệt một màn chậm chạp không có phát sinh. Chỉ thấy tại tất cả công kích đánh vào Thiên Âm Thành thượng thời điểm, Thiên Âm Thành trên tường thành trận đồ ánh sáng tăng mạnh, từ một vài bức trận đồ bên trong bạo phát ra cực hạn sức phòng ngự. Ba đại tông môn chín vị lão tổ công kích, toàn bộ được phòng ngự trận cho triệt tiêu, bao phủ lại Thiên Âm Thành năng lượng chỉ là được nhấc lên một trận gợn sóng mà thôi, trận pháp này căn bản không có bị phá đi dấu hiệu. Điều này sao có thể? Chín vị lão tổ hầu như cũng trong lúc đó bật thốt lên, bọn hắn không chút do dự lần nữa đối Thiên Âm Thành triển khai công kích, các loại chiến kỹ là tầng tầng lớp lớp, nhưng cuối cùng toàn bộ đều bị phòng ngự trận cho chống đỡ tiếp tục chống đỡ. Ba đại tông môn chín vị lão tổ sắc mặt là càng ngày càng khó coi rồi, bọn hắn như không đầu con ruồi bình thường tại Thiên Âm ngoài thành loạn công kích, nhưng loại này cực hạn công kích căn bản đối Thiên Âm thành khởi không đến bất kỳ một chút tác dụng. Chu vi những người tu luyện khác, bọn hắn cũng đều thấy choáng váng mắt, Thiên Âm thành bên trong trận pháp làm sao có khả năng cường hãn như vậy. Vừa vặn rõ ràng cảm giác chỉ là có một tầng loáng thoáng năng lượng bao phủ lại Thiên Âm thành, chỉ khi nào Thiên Âm thành chịu đến công kích. Tầng này loáng thoáng năng lượng liền sẽ trong nháy mắt tăng vọt, Thiên Âm thành phòng ngự cơ hồ là không chê vào đâu được. Từ trên lâu thành rời đi Diệp Thần Phong, bọn hắn đi tới Thiên Âm thành trên quảng trường, bọn hắn cực kỳ bình tĩnh cử hành ở Lion thành lập thịnh điển, ở đây Diệp Minh bên trong tất cả mọi người bỏ qua ba đại tông môn chín vị lão tổ. Thân thể đứng tại trên bầu trời chín vị lão tổ, bọn hắn nhìn xem trong thành hoàn toàn không để mắt đến bọn hắn Diệp Thần Phong đám người. Bọn hắn ngực liền một trận khó chịu, trong thân thể là huyết khí dâng lên, trải qua này một lần lại một lần công kích, bọn hắn hầu như có thể xác định, bọn hắn không cách nào phá mở loại trận pháp này phòng ngự. Ba đại tông môn chín vị lão tổ, bọn hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, bọn hắn không thể nghi ngờ là được Diệp Thần Phong cho tát một bạt tai, bọn hắn căn bản vô pháp tiến vào Thiên Âm thành bên trong, Vương Quang Hùng, Quý Bình An Hòa Hứa Cao Thuận ba người này. Bọn hắn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn hắn ở trong lòng dựa vào truyền âm trò chuyện với nhau. Rất nhanh, Vương Quang Hùng liền hướng trong thành quát, đừng tưởng rằng trở thành con rùa đen rút đầu liền không dậy nổi, cái kia tên gì Diệp Thần Phong, ngươi không phải là ngũ phẩm luyện dược sư cùng ngũ phẩm luyện dược sư sao? Như vậy ngươi có dám hay không cùng luyện khí tông, linh dược cốc giao đấu luyện khí cùng chế thuốc? Trước đó luyện khí tông Trần Mộc Nguyên cùng linh dược cốc Trương Thanh mới. Bọn hắn đều hủy bỏ Diệp Thần Phong luyện dược sư cùng thân phận của luyện khí sư, hơn 20 tuổi liền muốn đến ngũ phẩm luyện dược sư cùng ngũ phẩm luyện dược sư. Cái này căn bản là tán dóc, tại không cách nào đánh vào Thiên Âm thành dưới tình huống dưới, Vương Quang Hùng đám người chỉ có như bây giờ biện pháp này, bọn hắn yếu vạch trần cái này lời nói dối, chỉ phải cái này lời nói dối được vạch trần, từ nay về sau liền không có bất kỳ tông môn hội gia nhập Diệp Thần Phong liên minh. Đến lúc đó có rất nhiều cơ hội diệt trừ Diệp Thần Phong cái này ở Lion. Đứng tại Thiên Âm trong thành trên quảng trường Diệp Thần Phong, hắn ngẩng đầu nhìn được một tầng năng lượng ngăn cách bởi bên ngoài Vương Quang Hùng đám người. Hắn cười nói, vừa vặn các ngươi như giống như con khỉ nhảy nhót tưng bừng, lẽ nào các ngươi vẫn không có chơi chán sao? Vương Quang Hùng cảm giác được Diệp Thần Phong có ý lui, như vậy hắn thì càng thêm kiên định, làm sao? Ngươi không phải là ngũ phẩm luyện dược sư cùng ngũ phẩm luyện khí sư sao? Hay là nói đây chỉ là một lời nói dối? Ngươi có dám cùng luyện khí tông, linh dược cốc giao đấu? Chương 1759, Cổng sao? Luyện khí tông lão tổ Trần Mộc Nguyên, linh dược cốc nhị phẩm luyện dược sư Trương Thanh mới, hai người bọn họ khi nghe đến Vương Quang Hùng lời nói sau, bọn hắn biết bây giờ yếu đến phiên bọn hắn ra sân. Hai người bọn họ từ đầu tới cuối cũng không tin Diệp Thần Phong là luyện khí sư cùng luyện dược sư, bọn hắn phi thường rõ ràng luyện khí cùng chế thuốc gian nan, trên đất huyền giới không khả năng sẽ có hơn 20 tuổi ngũ phẩm luyện dược sư cùng ngũ phẩm luyện khí sư. Trần Mộc Nguyên cùng Trương Thanh mới thân thể cũng bay đến trên bầu trời, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn lên trời âm trong thành Diệp Thần Phong. Luyện khí tông cùng linh dược cốc được Diệp Thần Phong làm cho nguyên khí đại thương. Trần Mộc Nguyên cùng Trương Thanh mới hận không thể ăn Diệp Thần Phong thịt, uống Diệp Thần Phong huyết. Trương Thanh mới cười lạnh quát, ngũ phẩm luyện dược sư. Cho dù muốn nói dối, các người cũng có thể muốn nói một cái khiến người ta tin tưởng lời nói dối. Ngũ phẩm luyện dược sư trên đất huyền giới chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Nếu như người có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, như vậy ta Trương Thanh mới lập tức trước mặt mọi người tự mình kết thúc.
Trương Thanh mới đối phán đoán của mình là cực kỳ có lòng tin, hắn tuyệt đối không tin địa huyền giới có thể sinh ra ngũ phẩm luyện dược sư. Trương Thanh mới câu chuyện lại lập tức nhất chuyển, quát lên, nếu như ngươi luyện chế không ra ngũ phẩm đan dược, như vậy ngươi có phải hay không cũng có thể phải làm chúng kết thúc. Thiên Âm Thành bên ngoài có nhiều người như vậy có thể làm chứng, ta Trương Thanh mới tuyệt đối sẽ không đổi ý, ta chỉ sợ ngươi không dám đồng ý. Trần Mộc Nguyên cùng Trương Thanh mới đều biết Vương Quang Hùng đám người dụng ý, nếu như Thiên Âm Thành phòng ngự trận không cách nào phá mở, chỉ có thể từ những nơi khác đả kích Diệp Minh rồi, chỉ cần để Diệp Thần Phong Diệp Minh trên đất huyền giới trở nên tứ cố vô thân, sau này có rất nhiều cơ hội đem Diệp Minh cho hoàn toàn diệt trừ. Đứng tại Thiên Âm trong thành trên quảng trường Diệp Thần Phong, hắn hướng về phía giữa bầu trời quát, không nghĩ tới còn có người yêu thích chính mình tìm tai vạ. Diệp Thần Phong không cần nhiều nói nhảm rồi, tại dưới loại này trường hợp chứng minh chính mình luyện dược sư cùng thân phận của luyện khí sư, đây là không thể thích hợp hơn được rồi. Hắn một mực tại chờ đợi một cái thời khắc đây. Hắn cười nói, được, ta đáp ứng các ngươi yêu cầu. Ba đại tông môn chín vị lão tổ, luyện khí tông Trần Mộc Nguyên cùng ngoài thành đến đây xem náo nhiệt người tu luyện, thậm chí là Trương Thanh mới bản thân, những người này toàn bộ cũng không nghĩ tới. Diệp Thần Phong dĩ nhiên thật sự đáp ứng. Nếu như Diệp Thần Phong luyện chế không ra ngũ phẩm đan dược đến, như vậy Diệp Minh cái này ở Lion liền hoàn toàn phá hủy. Diệp Minh bên trong Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đám người, bọn hắn toàn bộ đều là một mặt chấn định. Chỉ thấy Diệp Thần Phong đem Hỏa Long đỉnh lấy ra, hắn dự định trực tiếp luyện chế ngũ chuyển hồi mệnh đan. Loại này đem Tô Nguyệt thân thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn khôi phục ngũ phẩm đan dược. Trước đây không lâu luyện chế ngũ chuyển hồi mệnh đan thời điểm, còn sót lại một phần linh thảo, lúc đó Tô Nguyệt đem phần này linh thảo đưa cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đã luyện chế thành công qua ngũ chuyển hồi mệnh đan, hắn lần này luyện chế là cực kỳ thuận buồm xuôi gió rồi. Lại tăng thêm Thanh Viêm thức tỉnh rồi linh trí, này thì càng thêm như hổ thêm cánh rồi. Mỗi loại linh thảo được bắn vào Hỏa Long đỉnh bên trong, Diệp Thần Phong chế thuốc thủ pháp cực kỳ khiến người ta vui tai vui mắt. Trên bầu trời, những kia được ngăn cách bởi một tầng năng lượng người bên ngoài, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong chế thuốc thủ pháp sau, tuy rằng rất nhiều người cũng không hiểu chế thuốc, nhưng bọn họ cho rằng Diệp Thần Phong cũng tuyệt đối không phải tại lung tung lừa gạt người. Linh dược cốc nhị phẩm luyện dược sư Trương Thanh mới, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong chế thuốc thủ pháp sau đó sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Hắn thân là luyện dược sư, hắn vẫn là có một chút nhãn lực. Diệp Thần Phong chế thuốc thủ pháp muốn so hắn chế thuốc thủ pháp thâm ảo hơn nhiều. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, hỏa phía trên chiếc long đỉnh xuất hiện ngũ sắc cầu vồng dị tượng. Điều này cũng chứng minh rồi ngũ phẩm đan dược luyện chế mà xong rồi. Những kia đứng tại trên bầu trời, được một tầng năng lượng ngăn cách bởi bên ngoài người tu luyện, bọn họ là nghe nói qua ngũ phẩm đan dược hình thành thời điểm, tại lò thuốc phía trên hội hình thành ngũ sắc cầu vồng dị tượng. Bọn hắn tại tận mắt thấy truyền thuyết này bên trong ngũ sắc cầu vồng dị tượng sau đó bọn hắn toàn bộ đều lâm vào trong khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong đúng là hơn 20 tuổi ngũ phẩm luyện dược sư. Diệp Thần Phong đem Thanh Viêm cùng Hỏa Long đỉnh thu hồi, hắn trong tay cầm 6 viên ngũ chuyển hồi mệnh đan. Hướng về phía bầu trời thiên thất hồn lạc phách Trương Thanh mới, quát lên, ngươi nên nhìn ra được ta đem ngũ phẩm đan dược luyện chế thành công đi nha. Ngươi bây giờ có thể tự mình kết thúc. Đang ở đứng ở trên bầu trời Trương Thanh mới, hắn trầm mặc không nói, chỉ là sắc mặt âm trầm lợi hại, hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này, bọn hắn linh dược cốc tại thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng không có cách nào sinh ra ngũ phẩm luyện dược sư, bây giờ một cái không là linh dược cốc đệ tử, dĩ nhiên đã trở thành ngũ phẩm luyện dược sư. Luyện khí tông lão tổ Trần Mộc Nguyên, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng mấy phần. Hắn tốt xấu cũng là cùng Trương Thanh mới ngồi ở trên một cái thuyền, hắn lập tức quát chế thuốc ngươi là so xong rồi, chúng ta vẫn không có so qua luyện khí đây. Ta chính là lục phẩm luyện khí sư, ngươi cho là mình một cái chỉ là ngũ phẩm luyện khí sư có thể thắng ta sao? Ta chỉ cần một ngày, ta là có thể luyện chế ra một cái thượng phẩm linh khí, nếu như ngươi cũng có thể tại trong vòng một ngày luyện chế ra một cái thượng phẩm linh khí, như vậy ta Trần Mộc Nguyên cũng nguyện ý tự mình kết thúc. Tại Diệp Thần Phong luyện chế ra ngũ phẩm đan dược sau đó Trần Mộc Nguyên hiện tại có phần tin tưởng Diệp Thần Phong cũng là ngũ phẩm luyện khí sư rồi, thế nhưng ngũ phẩm luyện khí sư căn bản luyện chế không ra thượng phẩm linh khí,
coi như là bước vào lục phẩm luyện khí sư, yếu tại trong vòng một ngày luyện chế ra một cái thượng phẩm linh khí cũng là phi thường khó khăn. Thiên Âm Thành bên trong Diệp Thần Phong, hắn từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra một phần tài liệu, hắn liền cảnh hội Trần Mộc Nguyên ý tứ cũng không có. Thanh Viêm Tốc Biến. Diệp Thần Phong lập tức bắt đầu luyện khí, trừ đi tài liệu tạp chất, nhanh chóng rèn đúc thành hình, lại tới cuối cùng khắc họa linh trận đồ. Diệp Thần Phong chỉ tốn tiền khoảng một tiếng. Đang luyện chế xong xuôi sau đó Diệp Thần Phong đem linh khí rót vào đã đến linh trận đồ bên trong, thuộc về thượng phẩm linh khí uy năng nhất thời hiển lộ không thể nghi ngờ. Coi như là được một tầng năng lượng ngăn cách bởi bên ngoài tất cả tu luyện người, bọn hắn cũng đều có thể cảm giác được Diệp Thần Phong đích thật là luyện chế được thượng phẩm linh khí. Không phải nói Diệp Thần Phong chỉ là ngũ phẩm luyện khí sư sao? Nhưng thượng phẩm linh khí chỉ có lục phẩm luyện khí sư mới có thể luyện chế ra tới, hơn nữa coi như là như Trần Mộc Nguyên loại này bước vào lục phẩm rất lâu luyện khí sư, hắn yếu luyện chế một cái thượng phẩm linh khí, hắn cũng tối thiểu yêu cầu một ngày thời gian, hơn nữa còn không cách nào bảo đảm 100% tỷ lệ thành công. Thế nhưng, Diệp Thần Phong chỉ tốn chỉ là một giờ, hắn liền đem một cái thượng phẩm linh khí luyện chế mà là được rồi. Đứng ở trên bầu trời bên trong Trần Mộc Nguyên, thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên cứng ngắc cực kỳ, trong miệng không tự chủ nói ra, không thể, cái này không thể nào, ngươi làm sao có khả năng luyện chế ra thượng phẩm linh khí. Hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy. Diệp Thần Phong nhún nhún vai, quát lên, thật không tiện, gần nhất không cẩn thận liền khóa nhập lục phẩm luyện khí sư tầng thứ, bây giờ ta chính là ngũ phẩm luyện dược sư cùng lục phẩm luyện khí sư, ngươi cũng có thể tự mình kết thúc. Những kia đối Diệp Thần Phong luyện dược sư cùng luyện khí sư thân phận có hoài nghi đám người tu luyện, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt dồn dập trở nên rực nóng lên, ngũ phẩm luyện dược sư cùng lục phẩm luyện khí sư, hai cái này thân phận tập trung ở trên người một người, Diệp Thần Phong xác thực đủ tư cách ngồi thượng liên minh vị trí minh chủ rồi, như Diệp Thần Phong người như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều mạnh mẽ người tu luyện nguyện ý đi theo. Ba đại tông môn chín vị lão tổ từ Diệp Thần Phong luyện chế ra ngũ phẩm đan dược sau, bọn hắn lại đột nhiên giữ yên lặng rồi, bây giờ nhìn thấy Diệp Thần Phong lại là lục phẩm luyện khí sư, trong con ngươi của bọn họ dồn dập lóe lên tinh quang, nếu như Diệp Thần Phong có thể được bọn hắn sử dụng, như vậy bọn hắn ba đại tông môn nhất định sẽ nhanh chóng phát triển. Ba đại tông môn trong, Niết Bàn Cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ Vương Quang Hùng, Quý Bình An Hòa Hứa Cao Thuận ba người này, bọn hắn tại cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn hắn biết Diệp Thần Phong cùng giữa bọn họ chỉ sợ là không chết không thôi rồi, có Diệp Thần Phong vị này ngũ phẩm luyện dược sư cùng lục phẩm luyện khí sư hiệu triệu, e sợ Diệp Minh chẳng mấy chốc sẽ trở thành địa huyền giới lớn thứ nhất ở Lion. Vương Quang Hùng đám người nhìn xem thất hồn lạc phách Trương Thanh mới cùng Trần Mộc Nguyên, càng là thời điểm như thế này, bọn hắn lại càng không thể để Trương Thanh mới cùng Trần Mộc Nguyên chết rồi, trong tay nắm giữ luyện dược sư cùng luyện khí sư là vô cùng trọng yếu. Vương Quang Hùng đám người là dự định giúp Trương Thanh mới cùng Trần Mộc Nguyên đổi ý rồi, bọn hắn không cách nào đánh vào Thiên Âm Thành bên trong, trái lại trả cổ vũ Diệp Minh uy vọng, bây giờ ở lại chỗ này cũng không có ý tứ rồi. Mà chính lúc ba đại tông môn chín vị lão tổ muốn dẫn Trương Thanh mới cùng Trần Mộc Nguyên lúc rời đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vạn dặm không mây bầu trời bên trong đột nhiên vang lên từng tiếng sấm rền. Theo sấm rền không ngừng vang lên, toàn bộ huyền giới đột nhiên trở nên đất rung núi chuyển lên, bầu trời xanh thẳm bên trong đột nhiên được xé mở một đạo cự đại màu đen vết xước. Từ nơi này đạo cự đại màu đen vết xước trong, xuất hiện vỗ một cái trôi nổi ở trên bầu trời to lớn cửa đá, tại thạch môn bên trên có khắc họa đầy nhật nguyệt tinh thần. Bất thình lình biến hóa, khiến người ta cực kỳ không tìm được manh mối, đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Tô Nguyệt. Người khi nhìn rõ sờ cửa đá dáng dấp sau đó người khiếp sợ bật thốt lên, đây chẳng lẽ là cổng sao? Trong truyền thuyết đi về vị diện cao hơn một cánh cửa. Chương 1760, cổng sao xuất, họa loạn khởi. Toàn bộ huyền giới mặt đất lay động một mực tại kéo dài. Xanh thẳm thiên không trở nên mờ mịt xuống, giữa bầu trời thái dương biến mất không thấy. Tuy rằng thái dương không có, thế nhưng ánh sáng nhưng không có biến mất. Chỉ là tia sáng cũng có vẻ hơi u ám mà thôi. Tại cửa đá khổng lồ trôi nổi ở trên bầu trời sau, cái kia đạo cửa đại màu đen vết xước từ từ khép lại lên. Cái kia phiến to lớn cửa đá đóng thật chặt,
khắc họa tại thạch môn thượng nhật nguyệt tinh thần cũng là cực kỳ lờ mờ. Bất kể là trên đất huyền giới cái góc nào bên trong người, chỉ cần ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy này phiến trôi nổi ở trên bầu trời to lớn cửa đá. Mặt đất kéo dài lắc lư sau 10 phút, mới chậm rãi bình tĩnh lại rồi. Thiên Âm Thành bên trong Diệp Thần Phong, hắn nguyên bản cũng đoán được ba đại tông môn nhất định sẽ đổi ý, dù sao Linh Dược Cốc cùng Luyện Khí Tông đối với ba đại tông môn ở Lion tới nói phi thường trọng yếu. Lấy Diệp Thần Phong bây giờ Diệp Minh thế lực, hắn cũng không cách nào đem ba đại tông môn chín vị lão tổ lưu lại, bằng không hắn cũng sẽ không cần bố trí viễn cổ phòng ngự trận rồi. Bất quá, hôm nay Diệp Thần Phong lợi dụng ba đại tông môn ở Lion giải Diệp Minh uy vọng, này dưới cái nhìn của hắn đã đạt đến mục đích, Trần Mộc Nguyên cùng Trương Thanh mới bất tử, cũng chỉ có thể để ba đại tông môn ở Lion danh tiếng biến thối. Diệp Thần Phong nguyên tưởng rằng chuyện ngày hôm nay yếu hạ màn kết thúc rồi, nhưng ai biết địa huyền giới bầu trời dĩ nhiên không có dấu hiệu nào sinh ra dị biến. Từ xé rách bầu trời bên trong rõ ràng xuất hiện vỗ một cái cửa đá khổng lồ. Trôi nổi ở trên bầu trời cái kia phiến to lớn cửa đá, xem dáng dấp cực kỳ cổ điển, cũng không biết này phiến cửa đá có bao nhiêu năm tháng. Diệp Thần Phong đem bên cạnh Tô Nguyệt Tự nói là nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn lập tức hỏi, này cổng sao là chuyện gì xảy ra? Tô Nguyệt chăm chú nhìn chằm chằm giữa bầu trời to lớn cửa đá, trên mặt nàng hiện lên từng tia hưng phấn, nàng nói cổng sao vẫn là địa huyền giới một cái truyền thuyết. Ta trước đó nghe Thủy Giao đã nói phát sinh ở Long Nguyên bí cảnh sự tình rồi, các người tại Long Nguyên trong bí cảnh gặp một ít quái lạ thanh niên. Những người trẻ tuổi kia chả đem các ngươi gọi là hạ đẳng người tu luyện. Truyền thuyết trên đất huyền giới bên trên còn có một cái cao hơn vị diện. Vị diện kia tài nguyên tu luyện càng thêm phong phú, chúng ta địa huyền giới cùng vị diện kia so với hay là xác thực chỉ là một cái chỗ man di mọi giờ. Các người tại Long Nguyên bí cảnh gặp phải những người tu luyện kia, phải là đến từ chính cao hơn vị diện kia, Long Nguyên bí cảnh có thể là quán xuyên địa huyền giới cùng một cái khác vị diện cao hơn. Lúc trước rất nhiều người tu luyện vẫn cho là cái kia cao hơn vị diện không tồn tại. Bất quá, từ khi lần này chúng ta biết được Long Nguyên trong bí cảnh sự tình sau. Chúng ta liền hầu như có thể xác định cái kia cao hơn vị diện là tồn tại rồi. Diệp Thần Phong đã sớm là biết thiên huyền giới tồn tại, hắn quan tâm hơn chính là này cổng sao tác dụng, hỏi hắn cánh cửa này lẽ nào có thể đi về cái kia cao hơn vị diện sao? Tô Nguyệt ánh mắt trước sau nhìn lên bầu trời bên trong to lớn cổng sao, nàng nói, không sai. Trong truyền thuyết cổng sao chính là đi về càng cao hơn một cấp vị diện thông đạo, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổng sao. Chỉ là cổ tịch trên có ghi chép cổng sao đại thể dáng dấp, có Long Nguyên trong bí cảnh chuyện đã xảy ra, lại tăng thêm cổng sao xuất hiện, ta hiện tại có thể 100% xác định cái kia vị diện cao hơn tồn tại. Trên đất huyền giới trong truyền thuyết, cổng sao đã từng là từng xuất hiện một lần, hơn nữa liên quan với cổng sao có câu nói thì nói như vậy, cổng sao xuất. Họa loạn lên, có thể thông qua cổng sao nhân số cực kỳ có hạn, mà địa huyền giới người tu luyện. Có cái nào không muốn đi hướng về cái kia vị diện cao hơn? Nói không chắc đến nơi đó sau, thực lực hội tăng nhanh như gió, nói không chắc đến nơi đó sau là có thể đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết rồi, ta dừng lại tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cũng đã lâu rồi, nếu như ta có thể đi hướng cái kia cao hơn vị diện, cái kia nói không chừng ta liền có đột phá đến trong truyền thuyết cái cảnh giới kia hy vọng. Bất quá, truyền thuyết mở ra cổng sao nhất định muốn có 4 chiếc chìa khóa. Chỉ có đem này 4 chiếc chìa khóa liều hiểu ra, đến lúc đó mới có thể thuận lợi mở ra cổng sao. Tô Nguyệt dừng lại một chút sau. Người tiếp tục nói, người không cần xem cổng sao cách chúng ta thật giống rất gần. Có người nói tại không có thu được 4 chiếc chìa khóa dưới tình huống. Nếu như người hướng về giữa bầu trời bay đi lời nói, vậy người vĩnh viễn cũng không cách nào tới gần cổng sao. Tại không có thu được 4 chiếc chìa khóa trước đó. Này cổng sao giống như là hải thị thận lâu bình thường bất luận ngươi như thế nào đi nữ hướng về giữa bầu trời bay đi, ngươi cũng không cách nào chạm vào cổng sao. Bất kể là Tô Nguyệt các loại Diệp Minh người, vẫn là Thiên Âm Thành bên ngoài ba đại tông môn liên minh người, hay hoặc giả là đến đây tham gia trò vui người tu luyện, bọn hắn nhìn qua cổng sao trong ánh mắt đều tràn đầy khát vọng. Chẳng trách có cổng sao xuất, họa loạn khởi thuyết pháp này rồi. Muốn tranh cướp 4 cái mở ra cổng sao chìa khóa. E sợ địa huyền giới liền yếu không được an bình rồi, lần sau có thể thông qua cổng sao nhân số có cực kỳ có hạn, đến lúc đó lại là một hồi chém giết.
Mà bây giờ chính đạo cùng ma đạo lại nằm ở khai chiến trạng thái, cổng sao vào lúc này xuất hiện, e sợ toàn bộ huyền giới sắp sửa máu chảy thành sông rồi. Diệp Thần Phong ánh mắt cũng nhìn lên bầu trời bên trong cổng sao, trong đầu hắn vang lên lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên thanh âm, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, xem ra số ngươi cũng may, nguyên bản sau chúng ta còn muốn cân nhắc muốn cho ngươi làm sao đi hướng thiên huyền giới, chẳng qua hiện nay cổng sao xuất hiện sau đó này ngược lại là tỉnh rất nhiều phiền phức. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng lập tức nói ra, tiểu tử, bây giờ ngươi mới luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thực lực. Ngươi chả không có quên chúng ta trước đó nói qua với ngươi lời nói chứ. Muốn đi hướng về thiên huyền giới, thực lực của ngươi tối thiểu cho chúng ta đến niết bàn cảnh, chờ ngươi đã đến thiên huyền giới sau đó ngươi thì sẽ biết cái gì gọi là chân chính cường giả rồi. Hiện tại cổng sao xuất hiện, để lại cho ngươi thời gian cũng không có bao nhiêu rồi, ngươi tận lực mau chút tăng lên tới niết bàn cảnh tầng thứ đi. Trước đêm ngươi tại địa huyền giới cản trở toàn bộ quét dọn. Dù sao ngươi muốn thu được 4 cái mở ra cổng sao chìa khóa, e sợ có rất nhiều người cũng sẽ cùng ngươi tranh đoạt. Diệp Thần Phong ở trong lòng lặng lẽ gật gật đầu, ánh mắt của hắn trước sau nhìn lên bầu trời bên trong cổng sao, trong đầu hắn đột nhiên có một loại mơ mơ màng màng cảm giác, ý thức của hắn thật giống đang chậm rãi biến mất. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lập tức nói ra, tiểu gia hỏa, này cổng sao có gì đó quái lạ, ngươi lập tức thu hồi ánh mắt. Đáng tiếc lão Bạch nhắc nhở đã là chậm một bước, Diệp Thần Phong trong đầu ý thức hầu như yếu hoàn toàn biến mất rồi. Chính lúc thời điểm này, Diệp Thần Phong bên trong thân thể thần huyết quyết, ma thiên quyết cùng long thần quyết này ba loại công pháp, dĩ nhiên không ngừng lần lượt vận chuyển. Thần huyết quyết vận quay một vòng, đình chỉ sau đó ma thiên quyết vận chuyển lên, tại ma thiên quyết vận lượn một vòng, đình chỉ sau đó long thần quyết lại vận chuyển. Tại long thần quyết đình chỉ sau đó lần nữa đến phiên thần huyết quyết vận chuyển, như thế không đoạn tái diễn. Tại ba loại vô thượng công pháp tự chủ luân phiên không ngừng vận chuyển sau đó Diệp Thần Phong trong đầu biến mất ý thức tại từng điểm trở về rồi. Tại ý thức hoàn toàn khôi phục sau đó Diệp Thần Phong lập tức nhìn hướng người chung quanh cùng thiên âm thành người bên ngoài. Hắn phát hiện những này một mực nhìn qua cổng sau người, bất kể là thực lực niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ vương quang hùng đám người. Vẫn là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong Tô Nguyệt, ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài. Người ở chỗ này toàn bộ lâm vào một loại mất hết ý thức trong trạng thái, Tô Nguyệt các loại Diệp Minh người là đờ đẫn đứng tại chỗ, mà ba đại tông môn vương quang hùng đám người, thân thể của bọn họ là không nhúc nhích đứng ở trên bầu trời, ý thức của bọn họ tuy rằng biến mất rồi, nhưng bọn họ chả duy trì bay trên trời. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, này cổng sao bên trong có nhất cổ không thể phát hiện sức mạnh, vừa vặn ta cùng lão Hắc cũng phát hiện quá muộn, nếu như thời gian dài nhìn chằm chằm cổng sao, như vậy này cổ không thể phát hiện sức mạnh sẽ cho người tiến vào một loại vô ý thức trong trạng thái. Đương nhiên trạng thái như thế này là không nguy hiểm đến tính mạng, về phần lúc nào có thể từ trạng thái như thế này bên trong tỉnh lại, như vậy chúng ta cũng không biết. Nghe được lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, Diệp Thần Phong con ngươi trong nháy mắt phát sáng lên. Nói cách khác bây giờ tất cả mọi người không có ý thức rồi, cái kia ba đại tông môn chín vị lão tổ, không phải có thể tùy ý Diệp Thần Phong làm thịt sao? Diệp Thần Phong ánh mắt tránh được cổng sao, nhìn lên bầu trời bên trong ba đại tông môn chín vị lão tổ, khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười, bên trong thân thể thật khí thế để được đưa lên, hắn dự định thừa cơ hội này tạm thời mở ra viễn cổ phòng ngự trận, thật tốt đại khai sát giới một phen, bây giờ còn có ai có thể chống đỡ được hắn? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 88.